Nguyên Giã còn nói với Dương Kiếm rằng Biện Hữu Thủy là người có thủ đoạn bỉ ổi. Trước kia ở huyện Bào Mã có một phó chủ tịch huyện rất chính trực, không bao giờ nghe theo lời của Biện Hữu Thủy. Sau đó Biện Hữu Thủy tìm cách điều tra về vị phó chủ tịch này, đầu tiên là điều tra về kinh tế của anh ta, kết quả thấy anh ta rất thanh liêm, sau đó lại điều tra về cuộc sống cũng nhận được kết quả rất trong sạch. Không còn cách nào Biện Hữu Thủy dùng thủ đoạn đê hèn để ra tay. Phó chủ tịch huyện có một thói quen là mỗi lần đến một chỗ nhất định phải tắm rửa trước, có lẽ do trước đây trong nhà thiếu nước, mỗi lần ở nhà khách phải tắm rửa mất 40 phút. Thói quen này không thể nói là tốt hay xấu, nhưng có người lại lợi dụng đúng điểm này mà ra tay. Một lần anh ta đi công tác, đến khách sạn theo thói quen anh ta lại đi tắm, sau khi từ phòng tắm bước ra thấy trên giường xuất hiện một cô gái, trên người không có một mảnh vải che thân. Anh ta còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có một đám người sồng sộc tiến vào, có người chụp ảnh, có người hét lớn rằng anh ta ngoại tình với vợ mình đòi bồi thường 50.000 nhân dân tệ. Anh ta giải thích rằng mình không biết chuyện gì, không thừa nhận mọi việc, kết quả là bị đánh một trận tơi tả, còn bị dẫn tới đồn công an. Kết quả cuối cùng người đàn bà đó thừa nhận mình đi nhầm phòng, thanh danh anh ta bị hủy hoại. Gây ra sự hiểu lầm này chắc chắn có người đứng sau, điều này không ai dám nói rõ. Từ đó về sau Biện Hữu Thủy làm trời làm đất ở huyện Bào Mã. Dương Kiếm nghe xong chuyện suýt nữa muốn dùng tay đập bàn, Biện Hữu Thủy quả là bỉ ổi, quả thực rất xấu xa, nhân phẩm như vậy còn đảm nhiệm vị trí đứng đầu huyện ủy, đó là một sự sỉ nhục cho thành ủy Thiên Trạch. Dương Kiếm rất phẫn nộ nhưng Nguyên Giã có ý nhắc nhở Phó Thị trưởng Dương cần cẩn thận với lời nói của Biện Hữu Thủy. Dương Kiếm cho rằng Biện Hữu Thủy sẽ không dám dùng thủ đoạn với anh không có tật xấu nào để Biện Hữu Thủy lợi dụng cả. Nguyên Giã cười nói một chi tiết, thói quen của Phó Thị trưởng Dương là buổi tối ngủ không khóa cửa, không phải là tật xấu nhưng đó là lỗ hổng. Dương Kiếm mới giật mình, mới biết được rằng không nên coi thường Nguyên Giã, sự quan sát của anh ta rất cẩn thận. Dương Kiếm liền tiếp thu đề nghị của Nguyên Giã, chủ động đề xuất nghỉ ở khách sạn bên ngoài chứ không ở nhà khách huyện ủy, huyện Bào Mã cũng không có ý kiến gì. Buổi tối đó, Dương Kiếm và Nguyên Giã âm thầm đổi phòng cho nhau, nửa đêm trong phòng Nguyên Giã có tiếng ồn, một cô gái đùng đùng nổi giận ở trong phòng anh ta đi ra, nói rằng thật xui xẻo. Hóa ra Nguyên Giã không khóa cửa, nửa đêm có một cô gái đã vào phòng anh ta chủ động, Nguyên Giã cũng không phải là chính nhân quân tử, ai đến cũng không cự tuyệt. Nguyên Giã còn phối hợp nhiệt tình với cô gái vừa hành sự vừa hỏi anh ta có phải là thị trưởng không, thời điểm đó anh ta lấp lửng không nói, xong việc anh ta mới cười ha hả nói mình không phải là thị trưởng, chỉ là một kẻ thất nghiệp lang thang. Nguyên Giã còn sợ cô gái không tin liền bật đèn lên, vẻ mặt như trêu tức cô ả. Cô gái thấy đó đúng không phải là thị trưởng mới biết mình bị lừa, xấu hổ vô cùng lại còn đòi tiền phục vụ của Nguyên Giã, Nguyên Giã không chịu còn lấy máy ghi âm trên người cô ta ra. Cô ả mới luống cuống vội vàng tìm đường chạy. Dương Kiếm lạnh hết sống lưng, toát mồ hôi hột, đúng là tránh được một việc động trời, không khỏi nhìn Nguyên Giã với cặp mắt khác, tuy rằng Nguyên Giã cũng có chút khốn khiếp, hành động không đúng mực cho lắm nhưng đôi khi cũng cần có người như vậy, nếu cứ đường đường chính chính mà điều tra e rằng không hiệu quả bằng. Tuy nhiên việc này không được công khai ra, Dương Kiếm liền ngậm bồ hòn làm ngọt, không hề nhắc tới nữa, trong lòng hận huyện Bào Mã đến chết. Không ai đề phòng được chuyện gì sẽ xảy ra ở Bào Mã, mọi việc phát sinh đều không giống nhau. Được thơm lây chỉ là Nguyên Giã, anh ta chẳng những được ngủ với gái mà còn giành được sự tín nhiệm của Dương Kiếm. Nghe xong những gì mà Dương Kiếm đã trải qua ở huyện Bào Mã, Hạ Tưởng không nói gì thêm, vẻ mặt khá trầm tư. Bành Vân Phong cười nói. Phóng viên Nguyên, tôi rất phục anh, có bản lĩnh tùy cơ ứng biến nhanh nhạy và chịu đựng tốt. Nguyên Giã cười ha hả. Tôi tự mình biết mình, anh đừng chế nhạo tôi. Quang minh chính đại chiến đấu tôi còn nể nhưng nếu dùng thủ đoạn bỉ ổi với tôi là không xong. Ai dám dùng thủ đoạn với tôi cũng sẽ dùng thủ đoạn phản lại. Bành Vân Phong thấy Hạ Tưởng vẫn đang trầm ngâm liền đứng dậy vỗ vai Nguyên Giã. Đi vào nhà vệ sinh đi. Nguyên Giã cũng hiểu ý liền đứng dậy, hướng về Hạ Tưởng và Dương Kiếm chào rồi theo Bành Vân Phong rời khỏi phòng. Hai người vừa đi khỏi Hạ Tưởng liền lên tiếng ngay. Vấn đề ở huyện Bào Mã đã không chỉ là một điểm vấn đề mà là một mặt. Dương Kiếm hiểu được ý của thị trưởng Hạ, huyện Bào Mã đã mục nát tận rễ, muốn nhổ phải nhổ tận gốc mới được, nhưng vấn đề nhân sự lại thuộc quyền Trần Khiết Văn, người khác không chạm được. Hơn nữa theo lời nói bên ngoài, khó khăn sẽ vô cùng lớn.
Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng nắm giữ huyện Bào Mã đã vài năm, trên dưới đều là người của bọn họ, nếu điều tra sẽ không ra kết quả gì. Vi phạm quy định đất đai là vấn đề không đơn giản chút nào, việc thành ủy thông qua đã là một khó khăn, thêm nữa thành lập tổ điều tra chỉ sợ điều tra được vài con tép là xong việc. Đông Y Thiên Trạch xâm chiếm bao nhiêu vi phạm quy định đất đai? Hạ Tưởng chuẩn bị nhắc Dương Kiếm một chút. Khâu Tự Phong gọi điện cho tôi, bày tỏ sự không hài lòng về anh. Tôi biết Khâu gia sẽ nghĩ Mai gia mượn cơ hội hạ bọn họ, bởi vì năm nay Đông Y Thiên Trạch làm ăn rất phát triển, sản nghiệp Khâu gia tăng lên đáng kể nhưng lợi nhuận đó đều do áp bức nhân dân mà có cả, thật đáng xấu hổ, tôi cũng đã báo cáo tình hình cho Phó Bí Thư Mai, Phó Bí Thư Mai từ chối cho ý kiến, chính là để tôi tùy cơ ứng biến. Dương Kiếm với vẻ mặt căm phẫn nói tiếp. Tôi nhìn không quen cảnh lừa gạt nông dân, Đông Y Thiên Trạch chiếm 500 mẫu vi phạm quy định đất đai. Không nói đến việc Dương Kiếm rốt cuộc xuất phát từ lòng ngay thẳng muốn đem huyện Bào Mã chặt bỏ, hay là vì Biện Hữu Thủy không hợp thời, ở hội nghị hội đồng nhân dân đưa ra kiến nghị lâm thời, anh ta muốn chống đối lập trường của huyện Bào Mã, cũng phù hợp với nguyên tắc của Hạ Tưởng. Ít nhất trong vấn đề đánh đổ huyện Bào Mã, cả hai đều có lợi. Khi Bành Vân Phong và Nguyên Giã trở lại cũng là lúc Hạ Tưởng và Dương Kiếm nói xong chuyện, cuộc gặp gỡ kết thúc. Sau khi xong việc Hạ Tưởng và Dương Kiếm đều tự trở về, Hạ Tưởng nói Bành Vân Phong sắp xếp một chút cho Nguyên Giã, nhà khách thành ủy còn nhiều phòng trống, là một đại quản gia chính phủ anh có thừa quyền hạn để đăng ký phòng. Bành Vân Phong bố trí phòng cho Nguyên Giã, sau đó cố ý ngồi lại để nói thêm chuyện. Nguyên Giã, nghe nói anh cũng biết chuyện Kỷ Phong Thanh tự sát. Nguyên Giã biết rất rõ địa vị Bành Vân Phong đối với Hạ Tưởng, lời của Bành Vân Phong chính là lời của Hạ Tưởng nên không giấu giếm gì. Kỷ Phong Thanh tự sát cùng ngày gặp mặt với Từ Hân, muốn Từ Hân cho anh ta biện pháp nhưng Từ Hân lại từ chối. Bành Vân Phong gật đầu, thông tin mà Nguyên Giã nói trùng khớp với sự điều tra của Lưu Nhất Cửu, cho thấy Nguyên Giã không nói sai, cũng đáng tin. Hiện nay quá lợi hại, tin tức gì cũng có thể tìm trên mạng, hơn nữa vừa tung lên mạng đã thành chuyện khác. Chuyện tốt có khả năng thành chuyện xấu trở nên xấu hơn, Nguyên Giã, anh nói xem, phóng viên các anh cũng sợ đúng không? Bành Vân Phong không gọi Nguyên Giã là phóng viên Nguyên, hiện tại anh ta đang thất nghiệp, anh ta bị tòa soạn sa thải rồi. Nguyên Giã hiểu ý Bành Vân Phong, ha hả cười. Chính là nơi lộn xộn nhất, chỉ cần có người ngẩng đầu lên, có người châm ngòi thổi gió cũng làm việc trở nên kinh thiên động địa. Ví như việc Kỳ Thanh Phong tự sát. Cũng có một thời gian được đưa lên mạng nhưng sau đó bị lắng xuống, bởi vì một cán bộ cấp phòng tự sát thật sự không đáng gì. Nhưng nếu người tự sát là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật hay là trưởng ban tổ chức cán bộ xem nào, nói không chừng có thể có trái lớn. Bành Vân Phong hiểu ý Nguyên Giã, mỉm cười. Đúng là đã từng làm phóng viên, rất lợi hại, hiểu biết về nhiều hơn so với tôi. Tôi cũng lên mạng cũng xem bài viết, cũng muốn hồi âm nhưng không nắm được thời cơ. Đúng đúng. Thời cơ rất quan trọng, tôi sẽ chờ lúc trưởng ban thư ký lên mạng, sẽ gửi bài. Nguyên Giã ngầm hiểu nhanh chóng gật đầu. Ai cũng đều biết rằng mình đang nói cái gì nhưng lại không nói rõ, ngôn ngữ quan trường chính là đánh thái cực, nhìn như đang xoay vòng vòng, kỳ thật trọng tâm là gì trong lòng đều biết, đánh đây không phải bí hiểm, là ngôn ngữ ký hiệu. Gần đây trưởng ban từ cũng có thay đổi, bình thường anh ta cũng không lên mạng, Kỷ Phong Thanh là bằng hữu của anh ta. Sau khi Kỷ Phong Thanh ra đi, xem ra anh ta không được tốt lắm. Trước khi đi Bành Vân Phong nói thêm một chút. Nguyên Giã cũng rõ. Trưởng ban từ đã chịu nhiều khổ sở, cũng sẽ không gây thêm phiền phức cho anh ta nữa. Bành Vân Phong rời phòng, Nguyên Giã liền gọi điện cho Kim Nhan Chiếu. Cảm ơn em, Nhan Chiếu, bước đầu coi như thuận lợi, em đúng thật thông minh khiến tôi lấy được lòng tin của thị trưởng Hạ. Kim Nhan Chiếu cũng bày tỏ sự vui sướng. Anh hài lòng chứ, tôi gần đây bị thị trưởng Hạ lạnh nhạt. Anh không biết được đâu, thị trưởng Hạ rất thông minh, không có gì có thể qua mắt được anh ta, cũng lạ thật. Được rồi, không nói nữa, đừng phiền tôi nữa. Tuân lệnh, Kim Đại Tiểu Thư. Nguyên Giã cười híp mắt, trong nháy mắt sắc mặt trở nên âm trầm, tự nói. Kim Nhan Chiếu, một ngày nào đó tôi sẽ lên giường cùng cô. Chương 967, tranh luận và thái độ, thất bại. Vài ngày sau, tin đồn Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉnh hợp toàn bộ tài nguyên sắt thép truyền tới Thiên Trạch, không ngoài dự đoán, lập tức dấy lên một cuộc tranh luận dữ dội. Trần Khiết Văn khăng khăng phản đối.
Ngô Minh Nghị cũng không đồng ý. Trước đó không lâu còn tuyên bố phải phục tùng đại cục, lấy lợi ích quốc gia làm trọng, hiện tại Trần Khiết Văn và Ngô Minh Nghị cũng không đưa lợi ích của tỉnh lên hàng đầu mà hoàn toàn đứng trên lập trường thành phố Thiên Trạch, nói cách khác, thực ra là ưu tiên lợi ích của gia tộc, thật đúng là hành động khác xa lời nói. Ngồi đó để nói cái gì, kiên trì lập trường nào cũng phải tùy theo tình hình. Hạ Tưởng và Dương Kiếm vẫn có thái độ lạc quan, thận trọng. Trước mắt Ủy ban Nhân dân tỉnh tung ra thông tin này cũng để xem phản ứng các nơi như thế nào rồi mới đưa ra quyết định, trong lòng Trần Khiết Văn thiếu tự tin còn tưởng rằng nếu các nơi đồng loạt phản đối thì Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ thay đổi ý định, nhưng Hạ Tưởng lại rất rõ, hành động này nhất định phải làm, không có con đường nào khác. Tích hợp, trước hết sẽ tạo được một thể thống nhất để người khác không có cơ hội nào nữa. Thứ hai cũng chen vào thép bảo cương, bảo vệ lợi ích chính mình. Chủ tịch tỉnh Tống nếu hạ quyết tâm chắc chắn sẽ cưỡng ép thi hành, bản thân là thị trưởng thành phố Thiên Trạch tất nhiên sẽ vì chủ tịch tỉnh Tống mà sắp xếp giải quyết. Thành phố Thiên Trạch còn chưa có quyết định tiến hành tổ chức hội nghị nghiên cứu, Hạ Tưởng liền nhận được điện từ phía Đan Thành, là bí thư thành ủy Vương Thiếu Mẫn gọi. Đan Thành quyết định, cứ theo chỉ thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh mà xử lý, phía Thiên Trạch có khó khăn gì không? Vương Thiếu Mẫn hỏi, trong công việc làm thế nào có thể không có vấn đề? Không có khó khăn chẳng phải có lợi cho những lãnh đạo như chúng ta sao? Bí thư Vương, kết hợp toàn bộ tài nguyên sắt thép tỉnh đúng là rất có lợi cho Đan Thành nhưng Thiên Trạch sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Quy mô thép ở Thiên Trạch nhỏ, không thể so với thép ở Đan Thành, sau khi kết hợp lại chắc chắn sẽ bị phụ thuộc địa vị. Trụ sở sau khi kết hợp sẽ được đặt ở thành phố Yến, do Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước thống nhất quản lý, chưa nói đến vấn đề ai có lợi ai chịu thiệt. Thị trưởng Hạ, lời nói của anh vừa rồi nếu chủ tịch tỉnh Tống nghe thấy, ông ta sẽ có ý kiến với anh đấy. Hạ Tưởng cười ha hả. Chủ tịch tỉnh Tống có ý kiến gì đối với tôi thì đó là chuyện của tôi, nhưng hiện tại tôi có ý kiến với anh, đó chính là rắc rối của anh. Bí thư Vương, sắp tới mùa xuân, kết hợp tổ chức lễ hội du lịch và văn hóa cũng không chu đáo lắm, Đan Thành các anh quá tiết kiệm, nhỏ mọn. Vương Thiếu Mẫn biết Hạ Tưởng lấy chuyện lễ hội văn hóa để sỉ nhục mình nên nói. Tổng Giám đốc Nghiêm đã đồng ý đầu tư, anh cũng đừng kêu oan. Kinh nghiệm của Đan Thành là tài nguyên vô hình, miễn phí cấp cho Thiên Trạch cũng coi như đó là tình nghĩa huynh đệ, không biết thế nào là đủ cả. Sau một hồi nói vui, lại nói tới mấy nhà máy thép lớn như Tần Cương, Ngưu Cương và Tuyên Cương, cuối cùng thống nhất kết luận thép Thiên Trạch là vấn đề khó khăn lớn nhất. Thị trưởng Hạ, anh phải gánh trách nhiệm nặng nề rồi. Lời nói của Vương Tiếu Mẫn có tình ý sâu xa. Thực tế vẫn là thăm dò ý của Hạ Tưởng, anh ta cũng biết rõ lực cản lớn nhất ở thành phố Thiên Trạch là Trần Khiết Văn, nếu Hạ Tưởng lơ là, quá trình kết hợp ở Thiên Trạch sẽ trở thành sự cưỡng chế. Đúng là trong việc này thép Đan Thành được lợi, mà ở thành phố Thiên Trạch sẽ có trở ngại lớn, đúng lúc Vương Thiếu Mẫn gọi điện tới có thể thấy đã hiểu rõ sự tình. Hạ Tưởng cho dù kiên quyết xúc tiến việc kết hợp tài nguyên thép cũng không có ý định nói với Vương Thiếu Mẫn, cũng nên chú ý đến sách lược, liền nói chung chung. Ở tỉnh có quyết tâm lớn thì lực cản có mạnh thế nào, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tìm cách vượt qua. Tống Triệu Đô có đủ mánh khóe để sự kết hợp được tiến hành thuận lợi, thành phố Thiên Trạch chống đối là vi phạm, chỉ có thể trì hoãn hoặc ra thêm điều kiện. Hạ Tưởng chắc chắn sẽ tận sức phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh, hắn là người của Tống Triệu Đô, mọi người đều biết, lúc này không thể hiện ra hắn kiên định cùng phe chủ tịch tỉnh Tống, thì đợi đến khi nào. Quả nhiên đúng như dự đoán của Hạ Tưởng. Tin tức vừa mới truyền ra, phía thành ủy còn chưa có động tĩnh gì thì Ngô gia đã điện thoại tới, không phải là Ngô Tài Dương, cũng không phải là Ngô Tài Giang, lại càng không phải ông cụ Ngô mà là Vu Phồn Nhiên. Vu Phồn Nhiên là thị trưởng thành phố Yến cũng có Yến Cương, tuy rằng quy mô, hiệu quả và lợi ích so với toàn tỉnh thì bình thường, nhưng cũng không phải là kém cỏi nhất. Hạ Tưởng còn nghĩ là Cao Tấn Chu gọi điện tới, dù sao Cao Chu Tấn là phó chủ tịch thường trực tỉnh danh chính ngôn thuận. Gọi điện xem ra hợp lý hơn, tuy nhiên nghĩ lại như thế cũng tốt, Vu Phồn Nhiên ra mặt sẽ tiện hơn, không tạo thành hiện tượng cấp trên gây áp lực xuống cấp dưới. Thị trưởng Hạ, tôi cũng không nói lời khách sáo, tỉnh tiến hành kết hợp các nhà máy thép, thành phố Yến có phần rất lớn, thái độ của tôi là mỗi bước đi không nên bước quá lớn. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Vu Phồn Nhiên có thái độ phản đối. Còn nói thành phố Yến có phần rất lớn ngụ ý muốn ủng hộ Hồ Tăng Chu.
Thiên Trạch cũng có phần không nhỏ. Hạ Tưởng biết rằng Vu Phồn Nhiên một là đang thăm dò ý của mình, hai là cho thấy lập trường của Ngô gia, ảnh hưởng đến lợi ích của Khâu gia sẽ trực tiếp có phản ứng. Nhưng Ngô gia thì không, sẽ có thái độ ôn hòa, dù sao chính mình và Ngô gia có mối quan hệ rất phức tạp. Kết hợp nguồn lực là chuyện tốt, cả nước bổ sung lợi thế cho nhau, đó là nền tảng của việc tổ chức lại tài nguyên. Phương pháp của tỉnh rất chính xác, nếu không sản nghiệp sắt thép ở tỉnh Yến sớm muộn gì cũng bị người khác thôn tính. Hiện tại không phải là thời điểm nói quanh co, phải cho thấy lập trường dứt khoát, bởi vì tiếp theo có thể xảy ra một trận chiến ác liệt hay không cũng không biết, đó không phải là tính cách của Hạ Tưởng, nếu không sau này khiến Ngô gia càng thêm thất vọng. Vu Phồn Nhiên quả nhiên chỉ gọi điện đến để thăm dò chứ không có nói thêm bất cứ điều gì, liền nói. Tình huống các nơi không giống nhau. Đan Thành nhiệt liệt hoan nghênh, thành phố Yến là phân chia rất lớn, Thiên Trạch cũng có ý kiến không thống nhất. Tôi cũng có nghe qua lời của Tần Cương và Tuyên Cương nhưng chưa thấy thỏa mãn lắm. Được rồi, tôi không nói thêm gì nữa, tôi muốn xem cuộc họp ở tỉnh sẽ diễn ra thế nào. Tần Cương ở thành phố Tần Đường, Tuyên Cương ở thành phố Trương Trình, cũng nổi danh ở trong tỉnh, giá trị sản lượng không phải là nhỏ. Tần Cương và Tuyên Cương ủng hộ cũng có lý do. Bởi vì quyền cổ đông của bọn họ không phức tạp, mà quyền cổ đông quá phức tạp, vướng phải rắc rối ích lợi sẽ càng nhiều, khi nghe tin thế lực sau lưng sẽ lập tức hành động ngay. Tuy nhiên hiện tại tất cả chỉ là tỉnh đang thử mà thôi, chính thức hành động phải cần một thời gian nữa, Hạ Tưởng cũng không nóng lòng, hiện hắn phải bắt tay thi hành chính sách kinh tế. Nhà máy phát điện bằng sức gió đã bắt đầu vào giai đoạn trang bị, có mấy đơn vị phát điện đã được đưa vào hoạt động thử nghiệm, về cơ bản tiến triển khá thuận lợi. Cũng nhận được kết quả như mong đợi. Bởi vì nhà máy phát điện bằng sức gió khởi công, các công ty cổ phần đã đầu tư vào thành phố Thiên Trạch không biết bao nhiêu nhân lực vật lực, mà thành phố Thiên Trạch là thành phố du lịch, giá cả khách sạn sẽ rất cao, vì vậy cho thuê lâu dài sẽ không lời, công ty còn có ý ở Thiên Trạch và huyện Bào Mã thuê văn phòng và chỗ ở, thậm chí còn có ý tưởng mua một tòa nhà dân cư. Cuối cùng công ty vẫn đi đến quyết định đầu tư bất động sản. Qua nhiều lần so sánh lựa chọn quyết định mua tòa nhà văn phòng ở thành phố Thiên Trạch và khu dân cư ở huyện Bào Mã. Nhà đầu tư ở hai nơi đều là Trương Vưu. Rất nhiều người hiểu rằng nhờ những nhà đầu tư mà thành phố Thiên Trạch có cơ hội phát triển hơn, cũng khiến cho một số người sớm tiếp cận thị trường hạ có lợi không ít, rất nhiều người đã hối hận vì mình đi chậm một bước. Điều khiến cho mọi người không thể tin được chính là Trương Vưu gần như đầu tư toàn bộ tài chính của mình, ở Kinh Bắc Tân Thành cũng mua 300 mẫu đất. Chuẩn bị tiến hành dự án Kinh Bắc Tân Thành, rất nhiều người đã có suy nghĩ cân nhắc có nên nắm lấy cơ hội này hay không, đừng để lỡ lần nữa. Ngay sau đó, dự án lễ hội văn hóa và du lịch được đệ trình, Nghiêm Tiểu Thì và Dương Uy kết hợp đầu tư 100 triệu, cùng liên hợp thành phố Đan Thành, tuyên truyền du lịch Thiên Trạch và Đan Thành trong phạm vi toàn tỉnh, tạo ra văn hóa du lịch Bắc Yến Nam Triệu. Sự phát triển của thị trường bất động sản sẽ là nền tảng cho dự án đầu tư du lịch tại thành phố Thiên Trạch. Chỉ trong một đêm, trên đồng cỏ thành phố Thiên Trạch có thêm vô số thiết bị thi công, tiếng gầm rú của máy móc, tiếng người đến người đi thật náo nhiệt, các loại thiết bị không ngừng hoạt động, khiến cho thành phố Thiên Trạch trong 4 tháng đã có sự thay đổi, dân chúng thành phố Thiên Trạch kinh ngạc, thành phố Thiên Trạch thật sự có thay đổi lớn sao? Thị trường Hạ thật sự là một thị trường, không có mạnh miệng nói suông, không sáo rỗng, tất cả là đầu tư thật, chỉ có như vậy mới vực dậy nền kinh tế ở Thiên Trạch, mặt khác hắn cũng không ba hoa khoác lác. Thành phố Thiên Trạch rơi vào tình trạng lạc hậu đến mấy chục năm chưa bao giờ có sự thay đổi đến chóng mặt như vậy. Điều làm cho nhiều người kinh ngạc chính là, một vài ngày sau, lại có một nhà đầu tư đến thị sát đồng cỏ bên ngoài thành phố, cách nội thành không xa, dù giá đất đắt đỏ nhưng vẫn mua hơn 1.000 mẫu đất. Ngày hôm sau tiến hành xây tường bao quanh, mọi người chung quanh đều tò mò muốn biết nơi đó xây dựng gì. Có người nói xây một công viên hoàng gia. So với Sơn Trang Tiêu Hạ thì rộng rãi xa hoa hơn nhiều. Cũng có người nói xây một câu lạc bộ tư nhân cao cấp tương tự như Cửu Hào Công Quán ở thành phố Lang. Có người lại nói có người nhiều tiền quá không biết làm gì, liền mua 1.000 mẫu đất, muốn xây dựng một tòa biệt thự, xa xỉ, rất xa xỉ. Bất kể cuối cùng nơi đó có xây dựng công trình gì thì khí thế cũng ngất trời, cũng làm thay đổi không khí quen thuộc đã tồn tại ở thành phố Thiên Trạch trong mấy chục năm qua. Giờ đây thành phố Thiên Trạch đã tràn đầy sức sống, hứa hẹn có một diện mạo mới. Tháng 4, thành phố Thiên Trạch cảm nhận được sự thay đổi lớn. Hạ Tưởng mạnh mẽ tiến cử đầu tư đồng thời cũng nắm trong tay bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố.
Hứa Phạm Hoa vừa đi, nội bộ ủy ban nhân dân thành phố cũng không có phản đối, cũng vì thị trưởng Hạ có biện pháp quyết liệt để thực hiện chính sách mới, ai có những hành động vô trách nhiệm còn có tư cách nói sao? Cho dù nói được cũng có ích lợi gì, sức thuyết phục mạnh nhất là dự án có tài chính mới thành công, người nào nói miệng cũng không bằng bỏ ra 5 triệu đầu tư mới khiến người ta tâm phục khẩu phục. Bởi vậy Trần Khiết Văn không thể nói gì. Ở thành phố Thiên Trạch, cô giữ chức thị trưởng rồi đến bí thư thời gian vài năm không phải là nhiều, thị trưởng Hạ mới đến không lâu đã tạo ra diện mạo mới cho thành phố Thiên Trạch, không phục không được, nhưng thị trưởng Hạ khắp nơi trốn lại luôn đưa tên cô ra, tuân theo quy củ quan trường, cô cũng chỉ có thể có biểu hiện đúng của một bí thư thành ủy. Chương 968, chuyện phát sinh hai bên, thất bại. Nhưng sau cảnh tượng nhộn nhịp, lại xuất hiện âm thanh không hài hòa khiến Trần Khiết Văn vô cùng khó chịu, việc Dương Kiếm đề nghị, Hạ Tưởng đã phê chuẩn, Ủy ban Nhân dân thành phố thành lập đội điều tra, để điều tra vấn đề vi phạm quy định đất đai tại huyện Bảo Mã, ít ngày nữa sẽ đến Bảo Mã để điều tra. Vấn đề ở huyện Bảo Mã chính thức được đưa ra. Về việc thành lập đội điều tra Hạ Tưởng đã đề cập với Trần Khiết Văn một lần, Trần Khiết Văn không phản đối. Cũng không có cách nào phản đối được, sự việc rõ ràng như vậy, với tư cách là một bí thư, cô có thể coi như không nhìn thấy vấn đề ở huyện Bảo Mã được không? Phải duy trì một hình tượng công bằng và khách quan, ở chốn quan trường đôi khi phải chú ý tới quy củ. Sau khi Hạ Tưởng đề cập, cũng không nói gì thêm nữa, Trần Khiết Văn nghĩ đó chỉ là đầu voi đuôi chuột, những tưởng sẽ rơi vào quên lãng, không nghĩ rằng đúng lúc công việc thu hút đầu tư của Hạ Tưởng đang trong không khí hừng hực như vậy, lại đệ trình vấn đề của huyện Bảo Mã, rốt cuộc thị trưởng Hạ muốn làm cái gì đây? Trong lòng Trần Khiết Văn cảm thấy không vui, một chút chuyện nhỏ cũng xé ra to. Rõ ràng có ý khiêu chiến với cô. Còn nhớ lần trước, câu chuyện anh hùng của Phạm Minh Vĩ và Lại Quang Minh, sau khi ban tuyên giáo thành ủy đến hiện trường tìm hiểu cũng không phát hiện ra vấn đề gì, vừa gây lãng phí nhân lực vật lực, vừa chậm trễ thời gian, căn bản là cố tình gây sự. Bây giờ lại không tha chuyện ở huyện Bảo Mã, nói thẳng ra là lợi dụng việc công để trả thù cá nhân, chính là trả thù chuyện lần trước. Dĩ nhiên Trần Khiết Văn đang đứng ở lập trường của mình để nhìn nhận vấn đề. Cho rằng Hạ Tưởng hoàn toàn không có việc gì mà chỉ biết kiếm cớ gây sự, nhân phẩm quá kém. Kiến nghị tạm thời cũng được, vi phạm quy định đất đai cũng tốt, với cô chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Nhưng muốn cản trở đội điều tra là điều không thể, Trần Khiết Văn cho Lý Dật Phong thông báo trước với Biện Hữu Thủy, để anh ta có sự chuẩn bị tốt, Biện Hữu Thủy ngầm hiểu ý, thông qua Lý Dật Phong anh ta chuyển lại cho bí thư Trần ba chữ, kín như bưng. Dương Kiếm đảm nhiệm vị trí đội trưởng đội điều tra. Lý Hiểu Mẫn là đội phó, còn hai phó trưởng ban thư ký ủy ban là thành viên, còn điều thêm cả nhân sự bên Cục Công an và Cục Đất đai, buổi chiều cùng ngày khởi hành đến huyện Bảo Mã, chính thức bắt đầu cuộc điều tra. Sau khi sự việc xảy ra một thời gian mới có người chỉ ra rằng, việc Nguyên Giã đại náo ban tuyên giáo thành ủy và việc điều tra ở huyện Bảo Mã có mối liên hệ với nhau, phát hiện ra điểm quan trọng, bởi vì sự kiện ở huyện Bảo Mã là ngọn lửa thứ ba sau khi thị trưởng Hạ nhậm chức. Nhưng đốm lửa cũng do Nguyên Giã dựng lên, còn có người cho rằng sự kiện của Nguyên Giã là ngọn lửa thứ ba của thị trưởng Hạ khi tới thành phố Thiên Trạch nhậm chức. Cứ cho rằng lời những người đó có chút gượng ép đi, nếu suy nghĩ kỹ cũng thấy rằng việc của huyện Bảo Mã quả đúng không thể thiếu sự trợ giúp của Nguyên Giã. Về việc điều tra ở huyện Bảo Mã, thị trưởng dắt đầu, bí thư gật đầu nhưng Bỉ Bất Hưu lại có ý kiến khác nên bí thư cho tổ chức cuộc họp để thảo luận. Cũng không biết có phải do Hạ Tưởng cố ý sao nhãng hay Dương Kiếm cố tình quên mà không ai nói trước với Bỉ Bất Hưu, thân là phó bí thư kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, Bỉ Bất Hưu cảm thấy bị mất mặt liền đề nghị Trần Khiết Văn triệu tập cuộc họp, thảo luận vấn đề này một chút, là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật cũng nói ra suy nghĩ của mình, nhấn mạnh một chút tính tổ chức và tính kỷ luật. Hạ Tưởng dường như đã sớm dự đoán sự bất mãn của Bỉ Bất Hưu, biết ông ta có lời muốn nói, còn cố ý là người sau cùng tiến vào phòng làm việc. Lúc hắn đến, Trần Khiết Văn, Ngô Minh Nghị, Bỉ Bất Hưu và Trần Thiên Vũ đã ngồi chờ từ lâu. Hạ Tưởng không để cho mọi người kịp có thái độ không vừa lòng liền mở miệng. Thật ngại quá, vừa rồi tôi cùng Lão Thường có chuyện cần nói, quên mất cả thời gian. Trần Khiết Văn hơi không vui, gần đây Thường Hào và Hạ Tưởng đi lại với nhau thường xuyên hơn, trưởng ban tuyên giáo thành ủy cứ hướng thị trưởng để báo cáo công việc, không phải chuyện này nhưng lý do của Thường Hào lại luôn đầy đủ. Ở phương diện tuyên truyền luôn có liên quan công tác chính phủ cô cũng không thể nói cho trưởng ban tuyên giáo phải như thế nào cho tốt công việc của mình, như vậy không hay.
Cuộc họp do Bỉ Bất Hưu khởi xướng, nên Bỉ Bất Hưu liền đưa ra ý kiến đầu tiên. Thị trưởng Hạ, tôi không phản đối thành lập đội điều tra về vấn đề vi phạm quy định đất đai tại huyện Bảo Mã, nhưng nếu là vi phạm quy định, chắc chắn cần Ủy ban kỷ luật ra mặt, không mời Ủy ban kỷ luật tham gia đội điều tra cũng nên cho tôi biết chuyện này chứ. Giọng Bỉ Bất Hưu có chút tức giận. Bỉ Bất Hưu trực tiếp khai chiến với Hạ Tưởng, hắn phải có phản ứng, chẳng những không tức giận trước thái độ của Bỉ Bất Hưu mà còn tủm tỉm cười. Lão Bỉ, không nên hơi một tí là tức giận thế, không tốt cho sức khỏe. Định rằng sau khi thành lập tổ điều tra thì Phó Thị trưởng Dương sẽ đến nói với ông, nhưng huyện Bảo Mã đột nhiên xảy ra chuyện, lão Dương liền gấp gáp đi ngay, cũng chưa kịp nói. Tôi đang định nói thì lão Thường lại đến tìm có việc, hơn nữa việc lại có liên quan đến anh, liền cảm thấy vẫn là không nói cho thỏa đáng. Chuyện gì liên quan đến tôi? Có cái gì cứ nói thẳng ra đi, tôi là người ngay thẳng không sợ vấn đề gì. Bỉ Bất Hưu nghe ra trong giọng điệu Hạ Tưởng có gì mờ ám lại càng tức giận hơn. Thị trưởng Hạ, tôi phối hợp công việc với anh cũng muốn phối hợp Ủy ban kỷ luật công tác, mới là một bộ máy đoàn kết. Hạ Tưởng khó xử nói. Lão Bỉ, tôi rất kính trọng cách đối nhân xử thế của anh, tin đồn không có căn cứ tôi không muốn nhắc đến. Bỉ Bất Hưu đã rơi vào bẫy của Hạ Tưởng. Đến lúc này quên rằng việc chính của buổi họp hôm nay là hỏi trách Hạ Tưởng vì sao không thông báo Ủy ban kỷ luật, lại quay sang truy vấn Hạ Tưởng về chuyện có liên quan đến ông. Bỉ Bất Hưu không kiềm chế được hét lên. Thị trưởng Hạ, có mặt bí thư Trần ở đây, có việc gì anh cứ nói thẳng ra, đừng ấp a ấp úng, không thoải mái. Thật muốn nói sao? Sắc mặt Hạ Tưởng trở nên trầm ngâm, sau đó lại tươi cười nói. Lão Bỉ, ông có thật muốn nói chuyện này trước mặt mọi người ở đây sao? Trong lòng Bỉ Bất Hưu có chút căng thẳng, sắc mặt Hạ Tưởng có chút đe dọa, thay đổi bất thường, vừa rồi rõ ràng còn tỏ ra ôn hòa, thoáng chốc đã thay đổi, khiến ông ta cũng bối rối, chẳng lẽ thật sự đã có chuyện gì? Nhưng hiện tại Bỉ Bất Hưu đã bị dồn tới chân tường, muốn thay đổi tình hình cũng khó, chỉ có thể tiến. Tôi đây cây ngay không sợ chết đứng, trước mặt các đồng chí đây, nghe xem ai đã giở trò với tôi. Lão Bỉ, chuyện Kỷ Phong Thanh tự sát, ông có liên quan gì không? Chẳng hạn như lén lút hứa hẹn cho Kỷ Thanh Phong vị trí phó chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật, để anh ta viết bài ám chỉ về cuộc sống của các lãnh đạo cấp trên. Kết quả Kỷ Phong Thanh không dám viết, anh liền uy hiếp anh ta, nếu anh ta không viết sẽ khiến anh ta thân bại danh liệt, khiến cho vợ anh ta sẽ thất nghiệp, đứa con không tìm được việc, có chuyện này không? Bỉ Bất Hưu vừa rồi sau khi đứng dậy. Vì để biểu hiện vẻ trấn tĩnh của mình đã trở về chỗ ngồi, nhưng nghe Hạ Tưởng nói xong lại nổi trận lôi đình vỗ bàn đứng dậy. Thị trưởng Hạ, anh khinh người quá đáng, chắc chắn có người vu oan cho tôi. Hạ Tưởng thấy sự phẫn nộ của Bỉ Bất Hưu, ánh mắt toát lên sự bất an, biết ông ta là kiểu người phô trương thanh thế không dễ gì bị dọa, chậm rãi nói. Lão Bỉ, có lý không ở cao giọng, trước mặt bí thư Trần anh có thái độ vậy sao? Trần Khiết Văn cảm thấy buồn bực. Ai cũng đều mang cô ra làm tấm bình phong, kỳ thật đều là lấy cô ra làm ngụy trang, lúc này cô cũng chỉ còn có thể nói rằng. Thị trưởng Hạ, lão Bỉ là cán bộ lão thành, lại là đảng viên, anh có thể nào nói như vậy được? Đảng và quốc gia bồi dưỡng một cán bộ không dễ dàng gì, muốn chỉ chứng một cán bộ, cần có hội nghị thường vụ họp xem xét, còn cần báo lên tỉnh ủy. Ai cũng hiểu được ẩn ý, chính là Hạ Tưởng quá tự đại. Bỏ qua hội nghị thường vụ thành ủy và tỉnh ủy trực tiếp chỉ trích một ủy viên thường vụ thành ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, việc đó hoàn toàn là biểu hiện vô tổ chức, vô kỷ luật. Ngô Minh Nghị và Trần Thiên Vũ ngơ ngác nhìn nhau, cũng không nói được câu gì, bởi vì chuyện phát sinh quá nhanh, trước đó không có bất kỳ dấu hiệu gì, thị trưởng Hạ cũng không cho bọn họ biết chút gì, vì thế không thể phát biểu lung tung. Quan trọng là việc thị trưởng Hạ chỉ trích người, quả thực rất khinh người. Cho dù Ngô Minh Nghị và Trần Thiên Vũ có nghe chuyện của Bỉ Bất Hưu đi chăng nữa, nhưng có một số việc không thể nói ra được. Đã biết nhưng không nói là chín chắn. Biết cái gì nói cái đấy là ấu trĩ. Thị trưởng Hạ làm sao vậy, trong lòng căm phẫn hay còn có ý gì khác? Không cần phải thảo luận trên hội nghị thường vụ, cũng không cần báo tới tỉnh ủy, vốn là sự việc không có căn cứ, không cần phải ngạc nhiên. Chương 969, làn sóng, thất bại. Ngoài dự kiến của mấy người, thị trưởng Hạ phất phất tay. Tôi không tin lão Bỉ làm những chuyện như vậy, bí thư Trần, lão Bỉ các vị đừng nóng vội, vừa rồi tôi đã nói, đó không phải là tôi nói mà là thông tin trên mạng,
Tôi vừa rồi đến muộn chính là vì xem bài viết trên mạng, xem xong tôi thấy tức giận vô cùng nên mới đến trễ vậy. Được thôi, vừa rồi Hạ Tưởng còn hùng hổ chất phất Bì Bất Hưu, ai cũng đều tưởng hắn giáp mặt chỉ trích Bì Bất Hưu, không ngờ giờ hắn lại chuyển thái độ, lại trở thành hắn kể lại việc trên mạng mà thôi, khiến người ta không hiểu nổi là sao nữa. Trần Khiết Văn bỗng có dự cảm xấu, cũng không đắn đo việc Hạ Tưởng đang nắm giữ tiết tấu cuộc họp, mặc kệ là cuộc họp công việc bí thư hay là hội nghị thường vụ, bí thư phải có vai trò làm chủ tình hình, ai nắm giữ được tình hình đều có được quyền chủ động dưới tình hình này. Cô đã không so đo tính toán như vậy, vội vàng mở máy tính. Trang web nào càn quấy như vậy, dám đưa những thông tin vớ vẩn vậy sao? Nếu ở vào mấy mươi năm trước, đã trực tiếp bắt lại xử phạt rồi. Hạ Tưởng dở khóc dở cười, cải cách đã mở ra hơn 20 năm mà vẫn có người hoài niệm chuyên chế trước kia. Cũng phải, thời kỳ chuyên chế, một câu nói có thể thành hình phạt, tội của một kẻ lưu manh có thể bị bắn chết, thậm chí không có ý định hành động cũng có thể bị gài bẫy thành tội phạm chính trị, bị đưa đi cải tạo. Hạ Tưởng cũng không tiếp lời của Trần Khiết Văn, thầm nghĩ chủ tịch tỉnh Tống và cha vợ đều lớn hơn Trần Khiết Văn rất nhiều tuổi mà còn không có tư tưởng cánh tả như cô, với sự bảo thủ và cố chấp của cô có thể đưa Thiên Trạch phát triển mới là lạ, điều bực tức đó chỉ có thể để trong lòng, không thể nói ra. Vĩnh viễn không thể nói ra. Hắn đứng dậy giúp Trần Khiết Văn mở trang web, sau đó đánh các từ mấu chốt để tìm kiếm, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật bức tử người, sau một click chuột có hàng ngàn kết quả được tìm thấy, tùy tiện mở một trang đầu tiên, là có thể thấy hết nội dung bài viết. Bì Bất Hưu cũng chạy qua đó, chỉ nhìn thoáng qua đã thấy rất sợ, lại còn có tiêu đề rất gây sốc, Bì Bất Hưu có thể nghỉ rồi lão mà không chết là làm kẻ trộm, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật hỏi ba câu mà bức tử mạng người. Thử hỏi anh là người hay quỷ hay là lão tặc. Bì Bất Hưu sẽ không lên mạng, lần đầu tiên đọc đã thấy hoảng sợ vì giọng điệu bất mãn mãnh liệt như vậy, dường như trở về lại thời đại, báo chữ to, gã kinh hãi lùi về phía sau vài bước, ngồi lên ghế sofa và không đứng lên nổi nữa. Tiêu đề kinh người, nội dung thì đặc sắc. Bì Bất Hưu, không biết nhân sĩ phương nào, đương nhiệm chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành ủy Thiên Trạch, tuổi hơn 50, tạng người như bóng cao su. Tuy rằng trời sinh bản tính thô lỗ, lại học đòi làm người văn chương, tự xưng là hậu duệ của Bì Nhật Hưu. Bì Nhật Hưu dưới kia mà biết chắc chắn sẽ ngửa mặt lên trời thở dài, gia môn thật là bất hạnh mới có loại con cháu như anh. Sau khi Bì Bất Hưu nhận chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Thiên Trạch thì chỉ biết an phận, không có chí tiến thủ, suốt ngày ăn uống chán chê, ngoại trừ su nịnh ton hót, chỉ là một con bù nhìn mà thôi. Đột nhiên có một ngày muốn trừng trị những kẻ đối đầu mà tìm đến một cán bộ thành ủy tên là Kỳ Thanh Phong, hứa sẽ cho anh ta vị trí phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật để anh ta viết bài vu oan cho đối thủ. Kỳ Thanh Phong nhát gan, không muốn rước thêm phiền phức vào mình nên không đồng ý, Bì Bất Hưu vừa đấm vừa xoa, ép buộc dụ dỗ, cuối cùng đạt được mục đích bức tử Kỳ Phong Thanh, đáng tiếc cho một Kỳ Phong Thanh lăn lộn mấy chục năm mới đi đến cấp phòng, không ngờ bị bóng cao su bức tử, trời đất chứng giám chỗ nào. Không thể phủ nhận, bài viết của người này không tồi, có tác động rất mạnh, hơn nữa còn kể rất tỉ mỉ sự việc, hành văn tinh tế tỉ mỉ, miêu tả ngay cảnh tượng lúc đó khiến người đọc bị thu hút. Phía dưới bài viết là những dòng bình luận của người đọc. Già mà không chết, thật sự là thứ cặn bã bại hoại. Thành phố Thiên Trạch hả? Cũng không hiếm lạ, địa phương nghèo đó quá nghèo rồi, vùng khỉ ho cò gáy này còn có người đàn bà chanh chua điêu dân. Bí thư thành ủy thành phố Thiên Trạch là một lão bà, nhiều tuổi thì đố các anh đoán ra, sớm qua thời mãn kinh rồi. Thành phố Thiên Trạch có bà ta dẫn dắt thì ngày càng có nhiều đàn bà chanh chua điêu dân cũng không có gì là lạ. Mẹ nó, Bì Bất Hưu là tên chó gì thế, nghe tên đã biết không phải là người tốt. Phải chị gã, tôi đến cửa thành ủy chờ để tạt cho gã một chậu nước tiểu. Mọi người nói xem, Bì Bất Hưu và Trần Khiết Văn có phải có móc nối với nhau hay không? Mẹ, bọn họ nếu không móc nối với nhau, một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật làm sao dám hứa hẹn với cấp dưới về một chức vị. Bí thư thành ủy mới quản ngũ quan. Thật xấu xa, đều là những người đến 50, 60 tuổi cả, có thể tưởng tượng cảnh bọn họ lăn cùng một chỗ, thật thấp hèn. Chủ bút là lợn, vừa thấy là biết cố ý vu oan hãm hại Bì Bất Hưu, Bì Bất Hưu là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật sẽ không có ý nghĩ chính trị như vậy. Chủ lầu là tay súng. Là đảng năm xu, là đồ chó. Chính là lấy tiền viết bài giết cả nhà. Hai thằng trên kia cút đi, bọn mày mới là đảng năm xu, còn biện hộ cho tham quan, đi chết đi. Sự thật chiến thắng tất cả,
tin tức Kỷ Phong Thanh trưởng phòng thành ủy Thiên Trạch tự sát, trước đây một thời gian cũng đã được đưa lên mạng nhưng không ai chú ý, nay có thêm tình tiết mới, tất cả các bài viết luôn được đưa lên, sớm ngày nghiêm trị tham quan, giải oan cho người đã khuất. Một trưởng phòng có thể bị bức tử, thật là một xã hội đáng buồn, đám ngu dân chúng ta đúng là số khổ. Bình luận phía dưới dài đến mấy chục trang, tất cả đều xôn xao, đều chửi rủa Bì Bất Hưu, còn liên quan cả đến Trần Khiết Văn, nói Trần Khiết Văn đứng sau Bì Bất Hưu, hai người cùng một ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu, khó nghe hơn là còn nói họ có quan hệ bất chính, trên giường đồng bạn quan trường đồng lõa, liên kết lại khiến thành phố Thiên Trạch chìm trong bần hàn, lạc hậu, không phát triển được, hàng năm đều đứng nhất từ dưới đếm lên. Ở chốn quan trường Trần Khiết Văn đều tiếp xúc với lối văn chương kiểu cách, được viết hoặc là hòa hợp êm thấm hoặc là rực rỡ sắc màu, cô lại có địa vị cao, chỉ toàn nghe những lời nói nịnh nọt, cung kính. Chỉ sau khi Hạ Tưởng tới mới có người dám công khai chống đối cô, trước kia quả thực cô là nữ vương Thiên Trạch. Ai cũng có một tật xấu, đang ở trên cao mà hạ xuống sẽ bị cảm thấy mất mặt. Biết rõ người khác sợ cô chính bởi cô có quyền lực, không phải kính sợ bản thân cô. Cô say mê trong mê cung đó không thể thoát ra được, cho đến ngày hôm nay khi xem bài viết này cô mới phát hiện ra rằng bên ngoài đã thay đổi, thời đại này chỉ trong một đêm có thể hàng nghìn, hàng triệu người biết mà rèm pha, chẳng còn sợ chuyện có căn cứ hay không. Thật đáng sợ, rất khó có thể tin, quá tức giận. Cô cảm giác đầu óc quay cuồng, lời nói trên mạng quả khó nghe, trắng trợn công kích người, chính là nói xấu và bịa đặt, là phỉ báng. Phản rồi. Bọn họ phản rồi. Cô giận tím mặt, không kiềm chế được liền lấy tay đập bàn, bốp, một cái và nói. Nói hưu nói vượt, bảo Bùi Nhất Phong bắt bọn họ lại điều tra, thẩm vấn họ xem ai đứng sau lưng vụ này. Bí thư Trần, chuyện này không thể xử lý như vậy được. Hạ Tưởng thấy Trần Khiết Văn căn bản không nhận thức rõ tình thế, buồn thay cho một thời đại bí thư lạc hậu, chẳng những không bao giờ lên mạng còn có ý nghĩ xử lý việc như trước kia. Tách rời thời đại rất nghiêm trọng như thế thì làm thế nào dẫn dắt thành phố Thiên Trạch phát triển được? Trang web có khắp nơi trong cả nước, cũng không thể biết đích xác ai là tác giả bài viết, chỉ cần không nghiêm trọng không xác thực, không đủ tiêu chuẩn lập án, ngoài việc ta có thể yêu cầu trang web gỡ bài thì không còn biện pháp nào khác. Bắt người ư, người chưa bắt được, lúc đó Thiên Trạch đã thành đối tượng để cư dân mạng chỉ trích. Cư dân mạng là cái gì? Dám tung tin đồn lung tung về tôi. Tôi xử hết bọn họ. Bì Bất Hưu như tỉnh lại, giận đến điên người. Đều là cái gì vậy, miệng phun đầy phân, nói vớ nói vẩn thật khiến tôi tức chết. Chủ nhiệm Bì không nói thế được, cư dân mạng không phạm pháp, sao có thể xử theo luật được. Ngô Minh Nghị đành phải giải vây, sự việc quả rất lớn, quả bom này tung ra, uy lực cực lớn. Bí thư Trần cũng bất giận, tôi thường xuyên lên mạng biết trên mạng luôn có những tin tiêu cực như thế này. Xóa đều xóa không xong. Hơn nữa đôi khi cũng phải thừa nhận, yêu sách trên mạng thường thường đều có một tay tài liệu, càng tra càng dễ dàng tìm ra chân tướng sự việc. Tôi nhớ rõ có một người là cục trưởng công an lái xe đụng người, vốn là tội giao thông, cuối cùng dưới áp lực mạnh mẽ của dư luận bị phán xử tử hình. Ông ta trước khi chết còn nói rằng mình bị truyền thông hại chết. Chuyện này không phán xét nữa, hiện tại chủ nhiệm Bì bị chỉ tên nói họ trên. Phải nghiên cứu đối sách thật tốt nếu chẳng may sai lầm một bước, nói không chừng hậu quả thật khó lường. Âm thanh từ lời nói của Ngô Minh Nghị không lớn, tốc độ chậm rãi như đang lầm bầm, nhưng lại khiến Trần Khiết Văn và Bì Bất Hưu thức tỉnh. Nghỉ ngơi chút rồi cho gọi Thường Hào đến. Trần Khiết Văn ra lệnh, liếc nhìn Hạ Tưởng với ánh mắt khó hiểu. Thị trưởng Hạ, vừa rồi sao anh không cùng Thường Hào đến, chính anh ta là người nói chuyện này mà. Hạ Tưởng hiểu Trần Khiết Văn đang bất mãn, chuyện xảy ra như vậy thị trưởng biết mà bí thư không biết khiến cô rất không hài lòng, hắn liền giải thích. Tôi bảo lão Thường đi giải quyết việc trước, so với việc đến đây họp thì việc đó quan trọng hơn, phải dẹp chuyện xuống trước. Đúng, lão Thường làm đúng lắm, phải dẹp xuống, gỡ bài, đóng cửa trang web lại, bắt giữ người có trách nhiệm liên quan, không thể nương tay, có nên mời lão Bùi khẩn trương qua đây họp nghiên cứu đối sách không? Bì Bất Hưu vội nói theo Hạ Tưởng, hiện tại Bì Bất Hưu không dám nhìn lên màn hình máy tính, giống như không dám động đến một cơn ác mộng. Bì Bất Hưu hận đến tận xương tủy, nghĩ thầm rằng nếu mình là lãnh đạo quốc gia, phải hạ lệnh đình chỉ tất cả các trang web trong cả nước. Đều lật đổ hết bọn họ, muốn nói cái gì là nói sao, còn cần cơ quan quốc gia hay không? Quốc gia cũng thật là, không thể khống chế được ngôn luận,
Bỉ Bất Hưu đối với quốc gia cũng có thái độ oán giận. Vài phút sau, Thường Hào người toàn mồ hôi tiến vào phòng. Báo cáo Bí Thư Trần, thị trưởng Hạ, tình hình không ổn, đa số các trang web đều ở thủ đô và tỉnh ngoài, ban tuyên giáo ngoài mặt mặc kệ, không ai để ý, chỉ có thể xin chỉ thị ban tuyên giáo tỉnh ủy ra mặt, nếu không không thể gỡ bài viết được, tác động tiêu cực ngày càng mạnh hơn. Vừa rồi chỉ trong ít phút ban tuyên giáo đã nhận được hơn 10 cuộc điện thoại đề nghị phỏng vấn chủ nhiệm Bì. Để cho bọn họ đến, tôi muốn lập lại trật tự. Bì Bất Hưu thở phì phì vung tay lên. Không thể để thích nói gì thì nói, phải nghiêm cấm hành vi này. Bàn bạc nửa ngày nhưng không ai đề cập đến bản chất vấn đề, đó là rốt cuộc Bì Bất Hưu có bức tử Kỷ Phong Thanh hay không. Trần Thiên Vũ vẫn chưa lên tiếng, sau khi tất cả mọi người nói anh ta mới nói. Làm thế nào để đối phó nguy cơ khủng hoảng trên mạng là một vấn đề khó, trưởng ban thường phải thích ứng tình thế, thời đại không đợi người, chúng ta không thích ứng thời đại sẽ bị thời đại đào thải, nghe thì không hay nhưng đó là sự thật. Tôi có một nghi vấn, đương nhiên không phải tôi hoài nghi cách chủ nhiệm Bì đối nhân xử thế, vì sao trên mạng có tin đồn vô căn cứ chỉ trích chủ nhiệm Bì bức tử Kỷ Phong Thanh. Trần Thiên Vũ nói vấn đề rất khéo nhưng rất sắc bén, đánh trúng được điểm yếu của Bì Bất Hưu. Bì Bất Hưu vốn mặt đã đỏ bừng vì sự tức giận, nhưng khi Trần Thiên Vũ vừa dứt lời liền suy sụp ngồi trở lại ghế, sắc mặt trở nên xám trắng, tuy nhiên vẫn mạnh miệng. Là cái gì chứ, tuyệt đối là nói vớ nói vẩn, tôi đối nhân xử thế như thế nào thì các đồng chí ai ai cũng biết, sao có thể bức tử Kỷ Phong Thanh cơ chứ. Bịa đặt, tuyệt đối là bịa đặt. Tôi cũng tin cách đối nhân xử thế của lão Bì, nhưng chuyện trên mạng cũng có nhiều chuyện không có lửa làm sao có khói. Hạ Tường thản nhiên nói. Dân chúng xôn xao, nhiều người xỉa sói, hơn nữa xem bài viết cũng không giống tự tạo. Lão Bì, các đồng chí tin anh thì có ích gì, sợ là sợ dân chúng không tin anh, lãnh đạo tỉnh ủy không tin anh. Vừa dứt lời, Lý Dật Phong nhẹ nhàng gõ cửa tiến vào. Bí thư Trần, có điện của tỉnh ủy. Thật nhanh, trong lòng mọi người thấy hoang mang. Trần Khiết Văn cũng không lảng tránh, trực tiếp cầm điện thoại trả lời. Chào anh. Trưởng ban Lý, tôi là Trần Khiết Văn. Bí thư Trần, ban tuyên giáo tỉnh ủy rất bị động. Lý Phong tiếp nhận Mã Tiêu đảm nhiệm vị trí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, làm việc vẫn rất khiêm tốn, rất nhiều thành phố cấp 3 còn phải đoán xem trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy là người thế nào, đến bây giờ vẫn có không ít người không đoán được tính tình của anh ta. Nhưng hôm nay câu đầu tiên mà Lý Phong nói như muốn đập vào mặt Trần Khiết Văn, khiến cô tức giận. Thành ủy Thiên Trạch. Báo cáo ngay chi tiết mọi việc cho ban tuyên giáo tỉnh ủy, thời gian không đợi người. Không để cho Trần Khiết Văn kịp giải thích, Lý Phong dập máy luôn. Từ trước đến nay việc tuyên truyền tin tức trong nội bộ tỉnh Yến thật sự rất chặt chẽ, có thể khống chế được truyền thông, bởi vậy thông tin lưu thông trong nước rất ít xuất hiện tin tiêu cực về tỉnh Yến. Hiện trong một đêm lại xuất hiện tin đồn chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Thiên Trạch bức tử người, không may đúng lúc Lý Phong lên mạng đọc được bài viết này. Mà lúc này thành phố Thiên Trạch không có bất kỳ thông tin nào phản hồi lại, khiến anh ta vô cùng tức giận. Lý Phong có lối suy nghĩ mới, thích ứng nhanh với sự thay đổi, mỗi ngày anh dành một tiếng đồng hồ để xem thông tin trên mạng, chú ý xem tin tức mới nhất. Hôm nay vô tình đọc được tin này, khiến anh không vui. Là lãnh đạo cấp trên phải tìm cách ép chuyện này xuống, nhưng hiện tại thì sao, thật nực cười, không ngờ anh ta khi phát hiện ra chuyện trên. Thiên Trạch không có chút động tĩnh nào khiến anh cảm thấy mình bị lừa gạt. Mấu chốt là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật bức tử người, ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa anh ta cũng nhìn ra, sự tình có hơn nửa là sự thật nếu không trên mạng đã không liệt kê tỉ mỉ, chi tiết như vậy. Nhưng Lý Phong thân là trưởng ban tuyên giáo, không muốn xen vào việc của người khác, Bì Bất Hưu có làm trái kỷ luật hay không anh ta cũng không quan tâm, anh ta chỉ thực hiện bổn phận của mình. Tuy rằng gọi điện để phê bình thành ủy Thiên Trạch, nhưng sau khi đặt máy xuống, vẫn chỉ bảo cho cấp dưới tiến hành tìm cách dẹp yên chuyện, hạn chế hậu quả thấp nhất đến mức có thể. Sự tình náo loạn, ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng khó coi. Thành ủy Thiên Trạch khẩn cấp mời dự họp hội nghị thường vụ. Trong cuộc họp Trần Khiết Văn vỗ bàn, nghiêm khắc chỉ trích việc trên mạng công kích cán bộ, đó là hành vi không hợp pháp, nhất định phải vận dụng công nghệ truy tìm địa chỉ IP người đăng bài, đem gã ta ra công lý. Trần Khiết Văn nước đến chân mới nhảy. Dưới sự trợ giúp của Trần Thiên Vũ mới có chút hiểu biết về để nói trong cuộc họp này yêu cầu Bùi Nhất Phong thành lập hệ thống trả lời về các sự kiện văn phòng, điều động lực lượng có chuyên môn tạo thành một tổ chuyên đối phó với việc nói xấu chửi bới Thiên Trạch và lãnh đạo Thiên Trạch trên mạng.
dùng mọi cách để phản kích, dập tắt lời nói phản kích của cư dân mạng, để họ biết thế nào là cai trị bằng pháp luật. Khi cần, cũng sẽ không tiếc truy bắt liên tỉnh, liên quốc gia. Phải thừa nhận một điều, Trần Khiết Văn vận dụng phương pháp đấu tranh chính trị vô cùng thành thạo và linh hoạt, thậm chí vượt mức quy định khi đưa ra đuổi bắt liên tỉnh khiến Hạ Tưởng không khỏi âm thầm thán phục, nhưng hắn lại không thể không nói, Trần Khiết Văn bỏ qua lực lượng hùng mạnh cũng không nhận thức được tình thế, hiện tại không phải là thời kỳ ngăn chặn, muốn giải quyết vấn đề cần phải thông minh và có thủ đoạn kỹ thuật. Quả nhiên lúc Trần Khiết Văn đang tức giận lại nhận được tin tức, Kỷ Công con của Kỷ Phong Thanh chính là người cho đăng bài viết, thừa nhận mình đăng tin và muốn vạch trần sự thật. Lập tức dẫn tới bùng nổ trong. Trần Khiết Văn tức tới nổi thiếu chút nữa không kiềm chế được trước mặt mọi người. Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đã chiếu cố người nhà Kỷ Phong Thanh như thế. Chẳng những hàng tháng trợ cấp 200.000 mà còn sắp xếp cho người nhà anh ta một công việc tốt, thật là vong ơn bội nghĩa, tiền cũng đã cầm, công việc cũng đã có, vậy mà còn dám chống đối với chính phủ. Thị trưởng Hạ suy nghĩ xem có nên toàn bộ khai trừ họ đi hay không. Đàn bà rốt cuộc vẫn là đàn bà, vừa có chuyện đã nghĩ ngay đến việc trả thù, tính toán chi li chỉ là đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Đây là giai đoạn để dàn xếp ổn thỏa, làm theo cách của Trần Khiết Văn, là dồn người nhà Kỷ Phong Thanh vào bước đường cùng, thành ủy Thiên Trạch làm sao giải thích với nhân dân cả nước. Bí thư Trần, đây là thời điểm quan trọng, cần phải bình tĩnh, không cần vì việc nhỏ mà làm lỡ mất việc lớn. Thị trưởng Hạ khuyên Trần Khiết Văn, sự việc chỉ có thể khơi thông, không nên chặn chống, việc của Kỷ Phong Thanh đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, giới truyền thông đang chú ý vào người nhà của anh ta. Hiện tại đi sa thải bọn họ có nghĩa là vạch áo cho người xem lưng, không thể được. Ngay cả Bùi Nhất Phong cũng nghĩ tới mối quan hệ thiệt hơn này. Thị trưởng Hạ nói đúng, hiện nay không nên gây thêm chuyện. Đối với người nhà Kỷ Phong Thanh chỉ nên dùng lời an ủi khuyên giải mà thôi, phòng khi họ kích động mạnh, đẩy thành ủy vào thế bị động. Ngô Minh Nghị cũng vội nói. Bí thư Trần, xin hãy bình tĩnh một chút, đây không phải là thời điểm để giận dỗi. Kỷ Công hành động như vậy cũng là lẽ thường tình của con người, chúng ta có thể nào vì anh ta đăng bài viết mà sa thải anh ta được chứ? Việc truyền ra ngoài chỉ tổ làm trò đùa cho thiên hạ mà thôi. Trần Khiết Văn bị mấy người phản đối như thế, tuy rằng cũng tỉnh táo ra được chút ít, nhưng xem ra cũng ngại nên nói với Trần Thiên Vũ. Chương 970, hay cho một trận tranh cãi. Trần Thiên Vũ, anh hãy soạn thảo một công văn yêu cầu các cán bộ thành ủy Thiên Trạch không được lên mạng đăng bài viết, không được lấy danh nghĩa của mình lên tiếng về bất kỳ điều gì. Hạ Tưởng dở khóc dở cười, bình thường Trần Khiết Văn rất có đầu óc chính trị, bình tĩnh, kiềm chế được mình, và có quyết định phù hợp, không hiểu hôm nay cô làm sao nữa. Hùng hổ ra quyết định rất hoang đường, giống như tên ngốc không biết gì về quan trường. Nói đi nói lại cũng không thể trách được Trần Khiết Văn, cô không hiểu gì về. Cho nên mới cho rằng có thể gửi công văn áp chế tình hình, dựa vào mệnh lệnh hành chính mà tiến hành chèn ép, không biết là mình đã lạc hậu quá rồi, không theo kịp thời đại. Bí thư Trần, không thể gửi công văn được. Hạ Tưởng phản đối rất kiên quyết. Công văn thành ủy soạn thảo, cô ký vào liền thành sự kiện chính trị ngay. Trần Khiết Văn nổi giận đập bàn. Hạ Tưởng, anh không cần phải chống đối tôi mọi lúc mọi nơi như thế. Hạ Tưởng thấy cô mất đi lý trí cũng đập bàn. Bí thư Trần, tôi là vì tập thể thành ủy, cô không nên hành động theo cảm tính như thế. Nếu cô không nghe lời khuyên của tôi, sau khi công văn được soạn thảo tôi sẽ không ký tên. Bí thư Trần, thị trưởng Hạ, hai người cứ bình tĩnh đã, không nên nổi giận như vậy, chuyện gì cũng có thể giải quyết được, các vị là những người mà chúng tôi tin cậy. Bùi Nhất Phong ra mặt khuyên can, anh ta có giao tiếp không ít với bên tin tức truyền thông, cũng cho rằng Hạ Tưởng nói có lý. Vốn định nói chuyện với Hạ Tưởng nhưng thấy Trần Khiết Văn nổi giận nên lại thôi. Thường Hào là trưởng ban tuyên giáo, có chức trách ở mọi chỗ mọi nơi cũng tỏ thái độ. Bí thư Trần, cô cứ bình tĩnh. Anh ta cũng đứng về phe Hạ Tưởng. Thị trưởng Hạ nói có lý, lúc này chúng ta không nên làm rối loạn, sẽ để người ta nắm được điểm yếu. Hiện tại lãnh đạo Trung ương cũng đã công khai tuyên bố giám sát, thành ủy Thiên Trạch nếu có cấm cán bộ lên mạng đăng bài. Việc truyền ra, lãnh đạo tỉnh sẽ thấy thế nào? Làn sóng trên mạng sẽ phản ứng thế nào? Chỉ cần quy kết ta cấm đoán tự do ngôn luận thôi, thì chúng ta đã không chống đỡ nổi rồi. Lời nói Thường Hào chính là lời giải thích cho ý kiến phản đối của Hạ Tưởng, người ngoài xem ra còn thấy hai người đúng là kẻ sướng người họa.
Nhưng Thường Hào nói rất là có lý, anh ta vừa dứt lời, mọi người đều bàn tán, đa số ủy viên thường vụ đều tán thành thái độ của Thường Hào. Cho dù từng có vài lần giao tranh với Hạ Tưởng, nhưng chưa một lần nào lại bị động như vậy, chẳng những bị mọi người phản đối mà ngay cả Bùi Nhất Phong và Thường Hào cũng công khai phản đối với cô. Trần Khiết Văn bị kích động, dưới cơn thịnh nộ đã không kiềm chế được, hét lớn. Được, được lắm, các vị đều đối nghịch với tôi, cũng không nghe lời bí thư, các vị tự mình quyết định được thì tốt lắm, tôi không phát biểu gì nữa. Trần Khiết Văn không kiềm chế được, khiến không ít người khiếp sợ, cũng thở dài trong lòng, bí thư Trần có tuổi đời và tuổi nghề nhiều hơn so với Hạ Tưởng, trước kia cô luôn định liệu trước, nắm quyền trấn tĩnh, hiện tại không kiềm chế được. Liền chứng minh một là cô không thích ứng được với thời đại, thứ hai cũng thể hiện ra lại một lần nữa cô bị Hạ Tưởng đánh bại. Thị trưởng Hạ không chỉ thắng ở việc không hốt hoảng và bình tĩnh xử lý chuyện mà còn thắng ở điểm luôn kiểm soát được tình hình và làm thế nào để đối phó với vấn đề này. Mặc kệ muốn hay không muốn thừa nhận, xử lý vấn đề liên quan đến, bí thư Trần có sự hạn chế. Bí thư Trần cáu giận, khiến không khí thật nặng nề, hội nghị lặng ngắt như tờ không ai dám mở miệng. Bì Bất Hưu cúi đầu, nét mặt già nua đỏ bừng, hiện tại y có cảm giác xấu hổ vô cùng, cứ cho là ngoài miệng y kêu to oan uổng nhưng thực tế trong lòng hiểu rõ hơn ai hết, bài viết trên mạng hoàn toàn là sự thật, những chuyện y làm, rõ ràng thiên hạ ai cũng biết. Giống như người khỏa thân bị chụp ảnh nút, Bì Bất Hưu cảm giác nét mặt già nua đều mất hết, chột dạ muốn chết, sở dĩ ngoài miệng nói mạnh như vậy chẳng qua chỉ là cứng rắn chống đỡ mà thôi. Không ngờ là Hạ Tưởng đã nhìn ra sự chột dạ và căng thẳng của y. Y hoài nghi Hạ Tưởng âm thầm đứng sau chuyện này, nhưng không có chứng cứ nên không dám nói lung tung. Thị trưởng Hạ không dám dễ dàng chỉ trứng một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, ngược lại y càng không dám chỉ trứng thị trưởng, bởi vì đó là điều phạm thượng, là điều tối kỵ trốn quan trường. Bì Bất Hưu thậm chí không dám nhìn Bùi Nhất Phong và Từ Hâm, bởi vì y cũng có cảm giác Bùi Nhất Phong vào lúc quan trọng không đáng tin cậy. Mà Từ Hâm đối nhân xử thế quá cứng nhắc, lại không có dũng khí, càng không thể vì y mà ra mặt. Chuyện này chỉ có thể để ở trong bụng, chết cũng không nhận, coi ai dám làm gì được y. Nhượng bộ mà nói, cho dù y thừa nhận mình bức bách Kỷ Phong Thanh thì sẽ như thế nào? Y không chịu trách nhiệm hình sự chỉ là do Kỷ Phong Thanh nghĩ quẩn mà thôi. Tuy nhiên việc trên mạng cũng đúng là sự thật, nhưng đối phương cũng không có chứng cứ rõ ràng, chỉ có thể lên án y ở trên mạng. Mà phỏng chừng sẽ không tìm ra được ai là người đứng sau lưng vụ này. Thực ra nguyện vọng chính là đòi lại công lý, bất kể là thủ đoạn gì, chỉ cần đạt được mục đích là đủ, khiến y mất hết thanh danh, không còn đường nào ngẩng đầu lên. Bởi vì hiện tại ai ai cũng biết, không cần biết nội tình thật hư như thế nào cũng đều cho rằng y bức tử Kỷ Phong Thanh. Cứ cho đó là sự thật nhưng y không muốn mọi người lại nghĩ y như thế. Mất mặt, mất uy tín. Về sau công việc sẽ như thế nào? Bì Bất Hưu có cảm giác như hàng nghìn mũi tên đang đâm vào lưng mình, cảm giác rằng mỗi ánh mắt của người khác khi nhìn mình như một mũi tên xuyên thẳng vào tim vậy. Sốt cuộc Thường Hào lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Bí thư Trần, thị trưởng Hạ, tôi cho rằng người đăng bài trên mạng chính là Nguyên Dã. Hạ Tưởng khá ngạc nhiên, ngẩng đầu liếc nhìn Thường Hào, nghĩ thầm Thường Hào đến nay mới ý thức được vấn đề, thật đúng là phản ứng hơi bị chậm. Nói đi nói lại anh ta đoán được đó là bút tích của Nguyên Dã cũng không hề đơn giản. Trần Khiết Văn dẹp sự hờn giận của mình sang một bên, lập tức mở to hai mắt nhìn. Trước tiên hãy bắt người lại rồi nói tiếp, đừng để gã ta tiếp tục bịa đặt nữa. Nếu có bằng chứng chứng minh gã quấy rối, trực tiếp tạm giam lại, giao cho Viện Kiểm sát khởi tố gã tội phỉ báng. Đúng, xử gã theo đúng pháp luật đi. Bì Bất Hưu đập bàn, giận không sao tả xiết. Lôi Nhất Đại buồn bực không nói lời nào, Bì Bất Hưu đập bàn khiến ông khó chịu giơ tay lên tiếng. Lão Bì, việc trên mạng thật giả thế nào trong lòng anh hiểu hơn ai hết, đừng hùng hổ như mình là người vô can như vậy chứ. Đừng đập bàn mạnh như vậy làm đau tay đấy. Đừng mở miệng ra là đòi xử người khác theo pháp luật, có phải là Nguyên Dã hay không còn chưa biết được, anh nhận định là anh ta nhưng không có chứng cứ thì xử theo pháp luật thế nào được hả? Bì Bất Hưu phát hỏa. Lão Lôi. Anh là đồng nghiệp với tôi nhiều năm như vậy, còn nói hộ người ngoài sao, thật không có lương tâm. Không có lương tâm là chuyện nhỏ, bức tử nhân tài mới là việc lớn. Lôi Nhất Đại nhướng mắt hoài nghi nói. Bì Bất Hưu lại đỏ mặt nói. Anh nói rõ cho tôi biết, Lôi Nhất Đại, có phải anh cho tôi là kẻ bức tử Kỷ Phong Thanh không?
Lôi Nhất Đại không sợ Bì Bất Hưu, không sao cả lắc đầu nói. Tôi là người rảnh rỗi, không xen vào chuyện người khác, chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Trên mạng không nói tôi bức tử Kỷ Phong Thanh, không nói trưởng ban từ bức tử Kỷ Phong Thanh, lại cố tình nói là anh, nhắc đến bài viết tôi lại nhớ lại chuyện năm xưa, năm đó chính Kỷ Phong Thanh có bài viết về chống tham nhũng, bị một câu của anh hủy mất tiền đồ. Anh còn đặt cho anh ta cái biệt hiệu Kỷ 18. Cho nên tôi nghĩ có người bảo anh ta viết bài nói bóng gió về lãnh đạo thành ủy, người này khẳng định là người trong cuộc. Bì Bất Hưu không kiềm chế nổi, y ngồi cách Lôi Nhất Đại hai người, liền đứng dậy định tiến lên đánh, thì liền bị Trần Thiên Vũ và Hồ Vĩnh Siêu ngăn lại. Hạ Tưởng nổi giận, vỗ bàn, bốp một cái. Không giống ai cả, chúng ta là những lãnh đạo thành ủy Thiên Trạch, làm gì mà ầm ĩ như vậy, tôi dám nói rằng việc vừa rồi nếu bị người khác ghi hình lại đưa lên mạng thì cả tôi và Bí Thư Trần chỉ còn cách tự nhận lỗi từ trước mà thôi. Bề ngoài nói chung chung. Nhưng trên thực tế Hạ Tưởng chỉ nhìn chằm chằm vào Bì Bất Hưu, ngay từ đầu Bì Bất Hưu không phục và đối diện với Hạ Tưởng, chỉ kiên trì được vài giây liền lùi bước, chậm rãi ngồi về chỗ của mình. Trần Khiết Văn hoang mang lo sợ. Lại không thể hạn chế cán bộ lãnh đạo lên mạng, cũng không thể trừng trị được nguyên giã, các vị nói xem chúng ta đường đường là chính quyền đảng ủy bậc một lại không có biện pháp nào sao. Nếu bình thường, cô là mặt trời, thì tất cả mọi người sẽ là hoa hướng dương. Đều hướng về cô, nhưng hôm nay khi cô nói xong, ánh mắt của mọi người lại hướng về Hạ Tưởng. Lần đầu tiên Hạ Tưởng thấy được người của thành ủy Thiên Trạch tin cậy mình. Chương 971, dập lửa nơi này, châm lửa nơi khác. Để có được biện pháp xem ra còn rất nhiều khó khăn. Đầu tiên là Hạ Tưởng nói một vài lời khách sáo, sau đó không nhanh không chậm nói tiếp. Tôi đề xuất một ý kiến chắc cũng chưa được thấu đáo. Đương nhiên việc này phải đợi Bí Thư Trần xem xét và đưa ra quyết định. Đầu tiên thì Lão Thường lập tức đi một chuyến lên thành phố Yến, đến gặp trực tiếp Ban Tuyên giáo tỉnh ủy để báo cáo lại tình hình. Với Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trịnh Quan Quần thì tôi có thể nói chuyện được, hoặc tôi sẽ gọi điện thoại để trưởng Ban Trịnh ra mặt cùng phối hợp, hiệu quả chắc hẳn sẽ đỡ hơn một chút. Thường Hào liên tục gật đầu, vẻ mặt cảm kích, vào thời điểm mấu chốt thì thị trưởng Hạ vẫn là người đáng tin nhất. Còn Bí Thư Trần thì ngoại trừ việc nóng giận chỉ đạo bậy ra thì biểu hiện ngày hôm nay thật mất mặt, nếu theo lời cô ta mà làm thì khác gì đổ thêm dầu vào lửa đang cháy. Cử chỉ gật đầu của Thường Hào dừng ở trong mắt mọi người lập tức trở thành điều chứng thực việc y hoàn toàn dựa vào thị trưởng Hạ, tương đương với việc trực tiếp gạt bỏ nhân vật số một sang một bên vậy. Trong cuộc đời chính trị của những người ngồi tại đây thì chưa bao giờ gặp qua trường hợp thị trưởng ở trong hội nghị thường vụ trực tiếp vượt mặt Bí Thư để đưa ra các chỉ đạo công việc. Nhưng hôm nay thì tất cả mọi người đành phải tiếp nhận, không phải vì Hạ Tưởng quá mạnh mẽ, mà là cảm thấy Bí Thư Trần trong thời điểm hiện tại không thể đưa ra lời chỉ đạo hay phương pháp thực hiện nào hữu hiệu cả. Tiếp theo, thành ủy sẽ thành lập một tổ để xử lý sự cố, thứ nhất là ứng phó với các khả năng việc này sẽ trở thành cơn thủy triều trên các phương tiện truyền thông, thứ hai là điều tra lại chân tướng sự thật những lời trên mạng, từ đó đưa ra lời giải thích cho tỉnh ủy và những người tham gia trên mạng. Tôi tán thành. Bùi Nhất Phong giơ tay phải lên cao đồng ý. Tuy rằng là một loại công nghệ mới nhưng chúng ta cũng không thể lạc hậu rất phía sau thời đại, phải cùng tiến bộ kịp với thời đại. Thì chúng ta không thể giết chết được, cũng chỉ có thể thích ứng với các quy tắc của, sau đó mới dần dần chiếm được quyền phát ngôn. Việc này làm cho tôi cực kỳ xúc động, Cục Công an thành phố cũng có mạng cảnh sát nhưng lực lượng này vẫn chưa thích ứng được xu thế như con nước lớn của. Do đó tôi cho rằng tất yếu phải thành lập một phân cục, chuyên môn phụ trách về những việc xảy ra trên. Bùi Nhất Phong rất khôn khéo, mượn sự kiện này để mở rộng quyền lực, đề xuất thành lập phân cục. Sự thành lập mới này sẽ dẫn tới việc mở rộng trong tuyển chọn nhân viên, thậm chí có thể còn phải xây dựng thêm các ký túc xá, gia tăng các khoản chi tài chính. Bài tính của y rất rõ ràng, nhưng đề nghị của y cũng không phải là không có lý, ở kiếp trước. Thì việc quản lý được càng ngày càng được ngành công an ở khắp mọi nơi coi trọng, sau đó tất cả mọi nơi đều lần lượt thành lập những phân cục. Đúng là việc này rất cần thiết. Trần Thiên Vũ gật đầu. Rất cần thiết. Ngô Minh Nghị tán thành. Hạ Tưởng tiếp tục nói. Cuối cùng, tôi đề nghị đồng chí Bì Bất Hưu tạm nghỉ ngơi một khoảng thời gian để điều chỉnh lại trạng thái tinh thần và sức khỏe của mình một chút, đồng thời viết một bản tường trình lại sự kiện đã xảy ra và nộp cho thành ủy. Trong bản tường trình thì phải chân thật, khách quan, không cần xen vào các khuynh hướng chủ quan của mình, ví dụ như vì sao lại nói chuyện cùng với Kỷ Phong Tranh,
đã nói những gì, Vivi. Nếu thành ủy không nắm giữ được các tình hình chân thật thì cũng không có cách nào đưa ra được lời giải thích cho tỉnh ủy cả. Bì bất hiu hờn dỗi nói một câu. Tôi cũng chẳng có gì để nói cả. Tôi cũng không tìm Kỷ Phong Thanh để nói chuyện và bản tường trình tôi cũng sẽ không viết. Từ Hâm ho khan một tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng nói ra một câu. Lão Bì, anh cũng đừng chống đối như vậy nữa, sự tình đã tới nông nỗi này thì anh cũng nên có lời giải thích với thành ủy. Vẻ mặt của y ngượng nghịu, dường như đang cố sức để hạ một quyết tâm rất lớn. Tôi cũng muốn xin nhận sai lầm của mình với bí thư Trần và thị trưởng Hạ, trong vấn đề tự sát của Kỷ Phong Tranh thì tôi cũng không thể trốn tránh được trách nhiệm của bản thân. Tất cả mọi người trở nên chấn động, như thế nào việc này lại có liên quan đến Từ Hâm? Kỷ Phong Tranh đã chết được 2 tháng, ai nấy cũng đều nghĩ việc này đã hoàn toàn trôi qua, ai ngờ đột nhiên đúng lúc biển không có gió lại dậy sóng. Trên khoảng đất bằng phẳng lại nổi lên một loạt các tiếng sấm sét, làm dẫn phát một loạt tin tức nổi lên khỏi mặt nước. Mọi người đều nghĩ chắc chắn rằng Từ Hâm sẽ không dính sâu trong vụ việc này, không ngờ với vẻ mặt đau lòng của Từ Hân khi nói ra điều này khiến cho không ít người phải âm thầm khâm phục sự gian xảo, lớn mật của Từ Hâm, so với việc cố gắng chống chế của Bì Bất Hiu thì không biết cao minh hơn gấp mấy lần. Trước khi Kỷ Phong Tranh tự sát có tìm tôi uống rượu, lúc ấy anh ta rất buồn khổ. Hy vọng tôi giơ tay cứu giúp. Tôi nhất thời do dự không mở cho anh ta một con đường nào cả, kết quả đêm đó đã làm cho anh ta đi tới bước đường cùng. Chỉ cần nhớ tới vẻ mặt thống khổ đầy tuyệt vọng của anh ta thì tâm tình của tôi khó có thể bình tĩnh được. Ánh mắt của Từ Hâm dừng lại ở trên người của Bì Bất Hiu. Kỷ Phong Tranh có nói rằng chủ nhiệm Bì tìm gặp anh ta để nói chuyện, áp lực tâm lý của anh ta rất lớn, chỉ sợ là đã vượt qua ngưỡng chịu đựng của anh ta. Lúc đó, tôi cũng chỉ nói cho có lệ một vài câu, cũng không để ý ở trong lòng. Hiện tại, ngẫm lại thì hối hận không kịp, nếu tôi nói chuyện nhiều với anh ta thêm một chút, động viên, an ủi mở thêm con đường khác cho anh ta, thì có lẽ bi kịch sẽ không phát sinh. Ánh mắt của Từ Hâm đã ươn ướt, nghẹn ngào nói không ra lời. Biểu diễn của y rất tốt, biểu lộ tình cảm chân thật cũng rất tốt, dù sao y cũng đã đả động được suy nghĩ của những người ngồi ở đây. Không ai cho rằng trong việc dẫn tới cái chết của Kỷ Phong Tranh thì y có chút trách nhiệm nào mà ánh mắt của mọi người đều nhìn thẳng về phía Bì Bất Hiu. Bì Bất Hiu như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, ngàn vạn lần y không ngờ Từ Hâm lại mượn cơ hội bán đứng y thế này. Trong lòng y không ngừng thầm mắng rằng Từ Hâm là con cáo giả, mượn cơ hội đổ lửa lên người khác, thằng cha này mới đúng thực là người nham hiểm, giả dối nhất. Trên thực tế, trong tình cảnh hiện giờ thì bất kể là Bì Bất Hiu có thừa nhận trách nhiệm trong vụ việc Kỷ Phong tự sát hay không Tranh, thì trên cơ bản mọi người đang ngồi tại đây đều nhận định việc này do y gây ra, do đó y rất khó lòng để giải bày và giải thích, vì thế cũng không nên tốn công sức vô ích để làm gì cả. Trần Khiết Văn cảm giác tinh thần của mình đã đến ngưỡng không chống đỡ nổi nữa. Hội nghị thường vụ ngày hôm nay hoàn toàn bị Hạ Tưởng nắm trong tay, cô ta không thể làm gì để có thể vãn hồi lại thế cục. Hơn nữa, cô lại liên tục mắc sai lầm, hôm nay xem như phải mất mặt mà về nhà vậy. Vì thế, cô xua xua tay dáng vẻ không còn chút sức lực rồi nói. Ý kiến của thị trưởng Hạ rất đúng, cứ theo như vậy thực hiện đi. Còn vấn đề của lão Bì thì cần phải thương thảo thêm, nếu bỏ qua được thì nên bỏ qua. Không giống như các buổi hội nghị khác thì thường phải có những lời tổng kết, Trần Khiết Văn ngoại trừ việc đồng ý với 3 điểm trong ý kiến của Hạ Tưởng ra thì 2 điểm khác ngay cả thông lệ bổ sung thêm chút ít cũng đều không có, liền tuyên bố tan họp. Điều này không khỏi làm mọi người nghĩ thầm trong bụng, hội nghị thường vụ ngày hôm nay xem như thị trưởng Hạ nắm tiết tấu trong tay từ đầu đến cuối, còn bí thư Trần thì bại trận đến rối tinh, rối mù. Không phải thua là bại, quả thật ngày hôm nay thì bí thư Trần biểu hiện vượt quá ngưỡng chịu đựng của mọi người, giống y hệt như các loài ruồi, bọ. Cảm giác không có chút đầu óc nào, không tìm ra được phương hướng. Chẳng lẽ đúng thực là bí thư Trần không thể thích ứng được tình thế đang ở trước mắt? Hội nghị thường vụ ngày hôm nay nếu rơi vào trong tai của tỉnh ủy thì cực kỳ bất lợi cho sự phát triển về sau của bí thư Trần, sẽ tạo những ấn tượng cực kỳ không tốt cho lãnh đạo tỉnh. Tiếp đó, Bì Bất Hiu và Bùi Nhất Phong được giữ lại, tiếp tục hội đàm với Trần Khiết Văn, còn Hạ Tưởng trở lại phòng làm việc của mình, tiếp đó là Thường Hào liền bước theo đi vào. Thị trưởng Hạ, việc này còn tiếp tục làm phiền đến ngài. Gần đây thì Thường Hào nhận thức khá chuẩn về Hạ Tưởng, y cũng rất rõ ràng việc trưởng ban tuyên giáo mà xin chỉ thị từ thị trưởng thì không thể nào nói nổi, nhưng cũng không có cách nào khác.
trong việc đối phó với thị bí thư Trần hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào, nghe lời của cô ta thì chẳng khác nào đi vào đường cụt. Hơn nữa, y cũng hiểu rất rõ kết quả, xử lý tốt thì là công lao của thành ủy, xử lý không tốt thì y phải chịu tiếng xấu gánh thay cho người khác. Ai cũng không muốn mình phải chịu tiếng xấu gánh thay cho người khác cả. Không hợp quy củ thì không hợp quy củ, chẳng sao cả, so với tiền đồ và tiếng xấu của mình thì quy củ tính là cái gì. Thường Hào rất tin tưởng thị trưởng Hạ, cho rằng lần phong ba này thì ngoại trừ thị trưởng Hạ ra không ai có thể giải quyết được. Tôi rất hoài nghi là có Nguyên Giã đứng ở phía sau lưng quấy rối, hơn nữa xem ra còn khả năng có nội ứng của Nguyên Giã. Thị trưởng Hạ, ngài nói phải làm sao bây giờ? Có cần yêu cầu cục trưởng Bùi áp dụng thủ đoạn cưỡng chế hay không? Cứ đem bắt Nguyên Giã đã rồi tính sau. Hạ Tưởng lắc đầu. Lão Thường, đến lúc nào rồi mà anh hồ đồ như vậy? Trước khi chưa có kỹ thuật xác minh để xác định địa chỉ IP, nếu không có căn cứ xác thực mà bắt một người nguyên là phóng viên của một tòa soạn báo cấp quốc gia, lại ở trong giai đoạn hiện tại, đây là anh còn chê Thiên Trạch có ít nhược điểm ư? Anh cũng không ngẫm lại thử xem, vào lúc này, khi Thiên Trạch đã trở thành điểm nóng cho các ngòi bút trên mạng chĩa vào, sẽ có rất nhiều phóng viên đang ẩm kéo đến để đưa tin. Nếu anh bắt một phóng viên, không phải là đang cố tình chọc gậy bánh xe với giới tin tức truyền thông hay sao? Nếu như vậy, bọn họ không tấn công trực diện Thiên Trạch mới là lạ. Những lời này nói ra làm Thường Hào vô cùng xấu hổ, y hổ thẹn vô cùng. Vâng, vâng, thị trưởng Hạ phê bình rất đúng, suy nghĩ của tôi còn quá đơn giản, vẫn là ngài có cái nhìn đại cục, ánh mắt nhìn xa trông rộng. Hạ Tưởng phẩy tay bẻ ngang lời nịnh hót của Thường Hào. Nhiệm vụ bây giờ thì đầu tiên là cứu lửa trước, sau đó sẽ yêu cầu lão Bùi dùng kỹ thuật để điều tra. Không thể để sự tình càng làm càng loạn thêm nữa. Hắn lại thở dài một hơi. Lão Bì cũng là, đến lúc nào rồi mà vẫn còn muốn chống chế. Lão Từ cũng đã nói ra chân tướng mà anh ta còn vẫn không chịu tiếp thu, đúng thực là rất hồ đồ. Nếu không phải xem trọng anh ta là một đồng chí lão thành thì tôi đã phản ánh vấn đề này lên lãnh đạo tỉnh ủy. Mí mắt Thường Hòa nhảy lên mấy cái, hiện tại thì thị trưởng Hạ đã cũng thi triển đủ ân, uy. Thủ đoạn càng ngày càng sử dụng thành thạo, đến ngay cả y cũng quên rằng Hạ Tưởng mới chỉ là một người 31 tuổi. Quả thật lão Bì đã tìm Kỷ Phong Tranh để nói chuyện gì đó. Tuy nhiên, nội dung cụ thể thì không ai được rõ. Mà anh ta cũng là, sự tình cũng đã công khai đến vậy, mà còn không thừa nhận. Nếu anh ta hợp tác thì thành ủy cũng không bị động đến mức như vậy. Thường Hào cũng có chút tâm lý giận chó đánh mèo đối với Bì Bất Hưu. Sự tình này do gã gây ra, cuối cùng không xử lý xong việc thì nói không chừng mình lại phải làm cái việc là gánh vác mọi hậu quả bất lợi, cái lão già này, đúng thực là đồ chết bầm. Tiếp theo Thường Hào còn nói, huyện Bào Mã trình các tài liệu về gương điển hình người tốt việc tốt. Ban tuyên giáo cũng đã xuống kiểm tra và không phát hiện ra vấn đề sai sót gì. Ý tứ của Bí Thư Trần là muốn ban tuyên giáo thành ủy đầu tiên tuyên truyền trong phạm vi toàn bộ thành phố. Sau đó sẽ báo cáo với ban tuyên giáo tỉnh ủy. Thị trưởng Hạ, ý kiến của ngài là như thế nào ạ? Hạ Tưởng hơi chút trầm ngâm, nếu trước kia thì hắn có khả năng sẽ bỏ mặc, đến khi sự việc không thể vãn hồi được nữa, rồi tung ra tin tức lại quang minh là trùm thuốc phiện, như vậy thì một trưởng ban tuyên giáo thành ủy như Thường Hào sẽ chấm dứt, sinh mạng chính trị cũng phải kết thúc. Nhưng hiện tại thì hắn lại thay đổi chủ ý, cảm thấy Thường Hào còn có thể tranh thủ một chút được, vì thế hắn liền nói. Nếu vậy anh nên nghe câu nói này của tôi. Lão Thường, đầu tiên là phải lo việc đi chữa lửa đã, còn các chuyện người tốt việc tốt của huyện Bào Mã thì nếu bỏ được thì nên bỏ. Nếu mà như vậy, đối với anh mới có lợi. Lời nói của thị trưởng Hạ có thâm ý rất sâu sắc, Thường Hào liên tưởng đến việc phó thị trưởng Dương bây giờ vẫn đang còn ở huyện Bào Mã để điều tra vấn đề vi phạm quy định về đất đai, tiếp tới lại nghĩ rộng ra thì nhận thấy rằng trong hội nghị lâm thời của Hội đồng Nhân dân cũng có kiến nghị về huyện Bào Mã. Từ đó, y liền hiểu ra có một điều gì đó, huyện Bào Mã gần đây xảy ra rất nhiều chuyện lại vội vã tạo nên nhân vật điển hình, nói không chừng thì đây chính là một cái hố, nếu vậy thì cứ từ từ đã. Ra khỏi phòng làm việc của thị trưởng, thì tâm tư của Thường Hào lúc chìm lúc nổi, đường xa mới hiểu sức ngựa, ở lâu mới hiểu rõ tâm tính của con người, nói không ngoa thì càng ở lâu càng biết thêm năng lực của người khác. Quả thật là năng lực của thị trưởng Hạ so với Bí Thư Trần thì cao hơn một bậc, không phục không được. Tiếp đó y lại chợt nghĩ, không phải là sự kiện là do một tay thị trưởng Hạ thao túng đấy chứ. Bỗng nhiên y giật mình một cái,
rồi lại lắc lắc đầu, đem các ý niệm không an phận ra khỏi luồng suy nghĩ. Thường Hào khẩn cấp đi lên tỉnh ủy để dập lửa, quan hệ của y và Lý Phong là rất bình thường, không thể nào trình bày hết nhẽ cho Lý Phong hiểu. Mà cách đối nhân xử thế của Lý Phong thì cũng không quá linh hoạt, thông thường các trưởng ban tuyên giáo của các thành phố cấp 3 lên tỉnh, người bình thường thì sẽ không được gặp mặt ông ta. Vì vậy, Thường Hòa cũng có chút sầu não trong đầu, không ngờ mới vừa đến tỉnh ủy thì liền nhận được điện thoại của Trịnh Quan Quân, phó trưởng ban Trịnh rất nhiệt tình và khách khí, mời y lên thẳng trên lầu vào văn phòng của ông ta. Thường Hào chưa từng được hưởng qua loại đãi ngộ kiểu này ở tỉnh ủy. Y biết rằng Trịnh Quan Quân là quan hệ của thị trưởng Hạ, sự cảm kích trong lòng đối với thị trưởng Hạ lại dâng cao không thốt được ra lời. Ngay lúc Thường Hào đang ở tỉnh ủy để dập lửa thì tại thành phố Thiên Trạch lại nổi lên một trận lửa mới. Ủy ban Nhân dân thành phố kết hợp với tổ điều tra, trải qua quá trình nghiên cứu, thu thập nhân chứng đã nhận định Ủy ban huyện Bào Mã tồn tại việc vi phạm quy định và thao túng về đất đai, đầu cơ trục lợi để mua bán đất, cùng với một loạt các hành vi không hợp pháp khác, và đã báo cáo cùng đề nghị thành ủy tiến hành điều tra về trách nhiệm của những người có liên quan, thẩm tra xem trong đó có các việc giao dịch quyền tiền, tham ô, hối lộ và các hành vi khác trái với pháp luật, làm loạn kỷ cương hay không. Tổ điều tra đã đệ trình báo cáo tới thành ủy, theo đó bắt đầu từ năm 2004 trở đi, hơn 2.000 mẫu ruộng đã được lấy danh nghĩa phát triển để thu hồi những phần đất này trong tay người nông dân rồi cho thuê lại, sau đó rất nhanh chóng được Ủy ban Nhân dân huyện chuyển đổi mục đích sử dụng, qua quá trình thao tác biến thành đất ở. Trên thực tế, trong các trường hợp như vậy, nếu trưng dụng đất ruộng tốt thì phải báo và trình các cơ quan đất đai các cấp phê duyệt. Nhưng nếu là đất ruộng bình thường thì quyền hạn phê duyệt được trao cho các ủy ban cấp xã, thị trấn. Mà ở huyện Bào Mã, mặc dù việc trưng dụng đất đai không được bà con nông dân đồng tình ký tên mà vẫn hoàn thành một loạt các trình tự về truy thu đất, hiển nhiên điều này đã được các cơ quan chính quyền có liên quan hoặc cơ quan đất đai trên một cấp phối hợp. Nói cách khác, ít nhất là có phó chủ tịch huyện và chủ tịch huyện tự mình tham dự ở trong đó, nếu không thì một loạt các thủ tục phê duyệt không thể qua cửa một cách thuận lợi như vậy được. Lúc ban đầu, huyện Bào Mã lấy lý do xây dựng nông nghiệp huyện thành ngành nông nghiệp sinh thái, cải tạo lại ruộng đồng thành các khu vườn để làm lý do trưng thu đất. Đầu tiên thì Ủy ban Nhân dân huyện lấy danh nghĩa, sử dụng kiểm soát, người thuê đất sẽ trả tiền đất thuê cho tập thể các thôn. Nhưng Ủy ban Nhân dân huyện lại không thể cấp đủ tiền bồi thường cho nông dân, điều này làm cho nông dân không ngừng khiếu kiện và kêu oan. Tiếp đó, huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện lại rất cứng rắn đàn áp, bắt giữ những người khiếu kiện, nói là vi phạm trật tự xã hội. Trước khi Hạ Tưởng nhận chức, người kêu oan của huyện Bào Mã đã nhiều lần tới thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố để khiếu kiện kêu oan, tuy nhiên đều bị đè ép xuống dưới. Thậm chí, còn có người lên đến tỉnh ủy để kêu oan, sau khi tỉnh ủy phê chỉ thị thì lại quay về thành ủy Thiên Trạch, lúc này Trần Khiết Văn chỉ làm cho có vẻ, phê chỉ thị dạng chung chung rồi chuyển về lãnh đạo các ban ngành tương quan của huyện Bào Mã, sau đó không thấy hồi âm báo lại. Dương Kiếm sau khi tra ra được một phần chân tướng của sự thật liền lập tức ra mệnh lệnh bắt buộc huyện Bào Mã tạm dừng các công tác vi phạm việc thu hồi đất đai, Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng ngoài mặt thì tỏ ra rất nghe lời nhưng lại âm thầm sai khiến người khác tiêu hủy các chứng cớ, lại còn âm thầm chuẩn bị tốt những bố cục ở phía sau. Biện Hữu Thủy rất rõ ràng việc mình vi phạm các quy định về đất đai giống như con giận trên cái đầu chọc, muốn giấu cũng không giấu được, điểm mấu chốt là y nắm chắc được rằng y không sợ bị điều tra. Bởi vì ở huyện thì có người chịu tội thay, ở thành phố thì sẽ có người thay y dập lửa, chẳng những ở thành phố mà ở tỉnh, Bắc Kinh cũng sẽ có người ra mặt. Vấn đề vi phạm quy định về đất đai như ở huyện Bào Mã thì không phải chỉ liên lụy những người trong một huyện, một thành phố, còn có rất nhiều lợi ích hút mắc khác. Dương Kiếm đang muốn lợi dụng việc công để trả thù cá nhân, lấy huyện Bào Mã để khai đao. Ý tưởng thì tốt, nhưng sự thật thì rất tàn khốc. Quả nhiên. Sau khi Dương Kiếm đệ trình báo cáo lên thành ủy thì Trần Khiết Văn lập tức phê vào trong đó. Lúc này thành phố Thiên Trạch đang trong tình trạng đầu sóng ngọn gió, vấn đề huyện Bào Mã không nên làm lớn chuyện, đầu tiên là tổ điều tra rút về thành ủy, sau đó tiếp tục thảo luận về vấn đề này. Dương Kiếm tức giận đến thiếu chút nữa thì chửi cả cha cả mẹ đối phương, sự tình trọng đại như vậy trong mắt của cô ta không ngờ lại trở thành việc nhỏ, lại còn không được làm lớn chuyện. Các nông dân đang ngày càng chết đói. Hàng năm đều khiếu kiện kêu oan mà cô ta còn có thể nhìn như không thấy. Còn lấy sự kiện ra để qua loa tắc trách, chẳng còn chút lương tâm nào nữa hay sao?
Dương Kiếm không phục nhưng vẫn phải mang mệnh lệnh truyền bá cho tổ điều tra quay về thành ủy, sau khi báo cáo việc này cho Trần Khiết Văn rồi y lại đến gặp Hạ Tưởng để báo cáo, thái độ đầy oán giận. Hạ Tưởng cũng không phát biểu cái nhìn gì, chỉ nói. Bây giờ mới chỉ là đợt sóng lực cản đầu tiên thôi, về sau còn nhiều lực cản còn lớn hơn nữa. Dương Kiếm thấy Hạ Tưởng cũng nói như vậy thì không khỏi có chút nổi giận, y vừa mới trở lại phòng làm việc thì liền nhận được điện thoại của Mai Thái Bình. Có thể không đụng đến Đông Y Thiên Trạch không vậy? Hiện tại thì thế lực của Khâu gia rất lớn, cũng không phải là chuyện gì lớn, tìm cơ hội thích hợp gõ một chút là được. Nằm ngoài dữ liệu của Dương Kiếm chính là việc Mai Thái Bình cũng tỏ ý nghĩa hàm xúc khuyên y cho việc lớn biến thành việc bé. Chẳng lẽ lực cản lớn như vậy? Dương Kiếm không nghĩ tới việc thu tay lại. Phó Bí Thư Mai, chưa kể tới trong hội nghị Hội đồng Nhân dân lâm thời đã có kiến nghị, đúng thực vấn đề này của huyện Bào Mã rất nghiêm trọng, không đưa ra xét xử thì tôi không sao chịu nổi. Không chịu nổi thì cậu có thể làm gì? Cậu làm quan chứ không phải là Bao Thanh Thiên. Mai Thái Bình phát cáu nói. Cứ như vậy đi. Nhưng Phó Bí Thư Mai, thị trưởng Hạ sẽ không thu tay lại. Dương Kiếm không dám cứng rắn chống đối lại với Mai Thái Bình, đành phải đưa ra Hạ Tưởng làm tấm khiên chắn đạn. Hạ Tưởng thì cậu không cần phải lo, cậu không quản được mà tôi cũng không quản được. Cho dù cậu ta có đem Đông Y Thiên Trạch đốt thành cho bụi, chỉ cần không quan hệ tới cậu, cậu ở bên cạnh phất cờ hò reo hoặc thổi gió châm lửa thì cũng không có vấn đề gì. Cuối cùng Dương Kiếm cũng hiểu rõ ý tứ của Mai Thái Bình, y không thể làm con chim đầu đàn, lửa không thể do y đốt lên. Chỉ có thể là do Hạ Tưởng đốt, nhưng sau khi lửa cháy thì dù y có đổ thêm dầu vào lửa thì cũng không vấn đề gì. Bỏ điện thoại nói chuyện với Mai Thái Bình xuống, Dương Kiếm có chút hơi dầu dĩ, không vui. Hiện tại nếu y thu tay lại thì sẽ làm cho thị trưởng Hạ khinh thường y, cho rằng y không có trách nhiệm. Tuy rằng trong chốn quan trường thì việc này rất là nhiều, nhưng y nhận thấy rằng thị trưởng Hạ có đủ ý chí và dũng cảm chịu đựng áp lực. Xung phong tiến về phía trước thì không biết làm sao trong lòng y cũng dâng trào tình cảm mãnh liệt, cũng muốn xông ra trận một lần. Mấu chốt nữa là nếu hiện tại lùi bước thì dường như y đã thể hiện sự khiếp đảm của mình đối với nhóm người của Trần Khiết Văn, rất mất mặt, cũng làm cho biện hữu Thủy càng lúc càng xem thường mình. Vì thế, trong lòng y rất khó chịu, ngay tại văn phòng mình cứ đi tới đi lui, vòng vo nửa ngày rồi bỗng nhiên nghĩ tới mấy ngày gần đây sao lại không có tin tức gì của Nguyên Dã. Chương 972, sắp bùng nổ. Từ chuyện Nguyên Dã lại nghĩ tới sự kiện trên mạng của Bì Bất Hưu, lúc này mắt của Dương Kiếm trở nên sáng ngời. Phó Bí Thư Mai chỉ nói không cho y chính diện ra tay, cũng không nói chuyện cầm y âm thầm xuống tay. Vấn đề huyện Bào Mã vi phạm các quy định đất đai bị Trần Khiết Văn thẳng mặt dùng quyền uy bí thư áp chế xuống, nhưng nếu phóng một kíp nổ lên trên mạng thì cô ta chống đỡ như thế nào? Nói chung bao giấy cho dù dày đến thế nào thì cũng không bao bọc được lửa. Dương Kiếm cực kỳ phấn khích, lập tức lấy điện thoại gọi cho Nguyên Dã, nhưng điện thoại không thể nào gọi được. Vốn y cũng muốn hỏi thị trưởng Hạ một chút, nhưng sợ như vậy là rất liều lĩnh, vì vậy lại lấy điện thoại gọi cho Bành Vân Phong. Hành trình của Thường Hào tại thành phố Yến có hiệu quả rất rõ ràng, số lượng người tham gia trên mạng đã giảm bớt một cách rõ rệt. Đồng thời Phó trưởng Ban Thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Phó Hồng Muội ra mặt làm công tác với Kỳ Công, do đó Kỳ Công lại ở trên mạng phát biểu thừa nhận rằng tin đó đưa ra dựa trên lời đồn đại, do nhất thời kích động mới tung lên mạng, hiện tại đã được kiểm chứng là không phải nên thu hồi những lời trước kia, hy vọng mọi người tha thứ. Mặc dù rất nhiều cư dân mạng không tin, cho rằng Kỳ Công chắc chắn là bị người uy hiếp, còn có một số người nhiệt tình tìm thấy được đơn vị công tác của Kỳ Công và công bố rằng nếu công tác của Kỳ Công bị điều chỉnh, chuyển sang các vị trí không tốt khác thì điều này sẽ chứng minh y đang bị chính quyền Thiên Trạch uy hiếp, như vậy bọn họ sẽ tiến hành những yêu sách để đòi lại công bằng cho anh ta. Cũng may không nghe theo chỉ thị của Trần Khiết Văn, bằng không nếu thật sự khai trừ Kỳ Công, nói không chừng cư dân mạng sẽ tổ chức thành đoàn thành lũ tiến đến thành phố Thiên Trạch thị uy, lúc này thành phố Thiên Trạch sẽ thật sự nổi danh cả nước. Đồng thời tỉnh ủy muốn che giấu thay cho thành phố Thiên Trạch thì cũng không che nổi. Dường như một trò khôi hài trên không thu được hiệu quả như mong muốn, nhưng không có nghĩa những đương sự ở trong vụ việc này không cảm nhận được uy lực thật lớn trong đó. Đầu tiên là Bì Bất Hưu rất cứng rắn, mạnh mẽ cự tuyệt ý kiến của thị trưởng Hạ đề nghị y nghỉ ngơi một thời gian, một ngày sau y liền chủ động đề xuất, xin phép thành ủy nghỉ phép một tuần để đến Bắc Kinh tĩnh dưỡng. Khi xe của y đang đi trên đường cái của thành phố Thiên Trạch thì không biết từ nơi nào bay tới một viên gạch,
ngay lập tức đập nát tấm kính xe, thiếu chút nữa làm bị thương lái xe. Lái xe rất tức giận, sau khi dừng xe lại ra khỏi xe rồi quát to. Ai, con mẹ nó, không có mắt à, dám đập phá xe của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Vừa dứt lời, không ngờ có ai đó hô lên một tiếng. Đây chính là xe của tên bỉ đấy, đồ chó Nhật, đánh hắn đi. Nhiều người nổi lên cơn tức giận, trong chốc lát xung quanh xe đã bị một đám người tràn đầy lửa giận vây quanh, gạch, trứng gà. Tới tấp bay đến, lúc này lái xe bị đánh cho đầu rơi máu chảy, ngay cả cái rắm cũng không dám thả ra, vội chui vào trong xe, cũng không dám giễu võ dương oai nữa. Quần chúng tiếp tục đập phá xe, có người còn hô lớn. Đả đảo quan tham, lật xe chúng nó đi. Một đám người xúm lại vừa hô 1-2-3 vừa đẩy xe, nếu không phải là cảnh sát đúng lúc tới nơi thì chiếc xe chuyên dụng của Bì Bất Hưu chỉ thiếu chút nữa nằm ngửa chồng đít lên trời. Bì Bất Hưu ở trong xe sợ tới mức cả người phát run, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Bình thường thì người khác luôn lạy lạy lục lục, y luôn cho rằng tất cả các cán bộ đảng chính trong thành ủy Thiên Thạch thì người nào cũng phải sợ y ba phần, bây giờ mới biết được y đã làm cho bao nhiêu người tức giận, trong mắt của dân chúng thì ngay cả heo bò thì y cũng không bằng. Nếu nói thiếu chút nữa bị người đập xe mới chỉ khiến y bị kinh hãi thì vợ con của y ngay tại đơn vị công tác đều bị người khác châm chọc khiêu khích, chỉ cần có người nhắc tới tên của y thì vợ y bị người khác trừng mắt dọa nạt, còn con y thì bị người đùa cợt, giống như chuột chạy qua đường vậy. Rốt cuộc những điều này khiến cho y cảm nhận được uy lực của. Cũng khiến y vì việc bức tử Kỷ Phong Tranh mà phải trả một cái giá đau đớn và thê thảm. Bị Bất Hưu đành phải xin đi nghỉ bệnh. Bởi vì y là ủy viên thường vụ thành ủy nên điều này còn cần phải được sự phê chuẩn của ủy ban kỷ luật tỉnh. Y còn tưởng rằng ủy ban kỷ luật tỉnh chắc sẽ còn những cân nhắc, không nghĩ tới buổi sáng vừa mới báo lên mà buổi chiều hồi lại tin đồng ý, tốc độ cực nhanh. Điều này khiến y không biết nên cảm tạ sự trân trọng của lãnh đạo tỉnh ủy đối với y, hoặc là đoán rằng người ta đang chờ y đi để phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kỷ luật thành phố Lưu Phong Thanh được toàn diện chủ trì công tác hàng ngày. Không sai. Phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kỷ luật lại có tên là Phong Thanh, tuy nhiên lại là họ Lưu. Đương nhiên đây cũng chỉ là trùng hợp thôi nhưng vào thời khắc Bì Bất Hưu đi nghỉ dưỡng ở Bắc Kinh thì bỗng nhiên y cảm giác được vẻ tươi cười của Lưu Phong Thanh khi tới tiễn đưa y có chút hơi cổ quái, hơi thần bí, thậm chí nói khó nghe một chút thì có thể nói là có chút hứng thú. Điều này làm y khi ngồi trên xe dầu dĩ không vui, cảm giác mình rất mất mặt. Y không muốn thừa nhận cũng không có cách nào để chống lại. Hiện tại lúc cao điểm trên mạng đã trôi qua nhưng thanh danh của y cũng xem như là đã bị hủy hoại, gần như tất cả mọi người đều nhận định là y đã bức tử Kỷ Phong Thanh. Người khác thì không nói, riêng những người làm việc ở ủy ban kỷ luật thì y đã cảm thấy sự cung kính với y đã không bằng trước kia. Hơn nữa, y còn cảm giác những người đang tươi cười chào hỏi trước mặt y, thì khi quay người lại lập tức thay đổi sắc mặt, sau đó chỉ trỏ trỏ nói xấu y. Cảm giác bị người đâm sau lưng thực sự khổ sở. Chẳng khác gì như bị người khác lấy kim không ngừng chích ở phía sau lưng vậy. Độc, đúng thực là thủ đoạn độc ác, chẳng những làm y mất đi hết hy vọng ở trong ủy ban kỷ luật mà ngay trong hội nghị thường vụ thì tiếng nói cũng yếu ớt đi rất nhiều. Là người thì không thể không có uy tín, nhưng khi đã mất đi uy tín rồi thì khi nói năng trở nên rất uể oải. Bị Bất Hưu rời đi, khiến cho người trong chốn quan trường Thiên Thạch, trong lòng mỗi người đều như có cảm giác khác lạ. Trước kia, khi biển yên sóng lặng thì quen nhìn thấy cảnh tượng bất công xúc phạm bắt nạt, hiện tại nhìn thấy đường đường một ủy viên thường vụ thành ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật cũng phải cụp đuôi rời khỏi Thiên Trạch, bị bắt phải trốn khỏi nơi đầu sóng ngọn gió mà người nhà Kỷ Phong Thanh lại không bị trả đũa như những dự đoán của mọi người, thì trong lòng ai nấy cũng đều có suy tính rằng không khí của thành phố Thiên Trạch thật sự đã thay đổi, tất cả điều này đều do thị trưởng Hạ mang đến luồng không khí mới. Trải qua một loạt các điều tra phá án và bắt giam cùng với các hỗ trợ về kỹ thuật, cuối cùng Bùi Nhất Phong tra ra được địa chỉ IP nguyên gốc của người tung tin lên mạng, không ngờ là ở nước ngoài, hơn nữa lại còn ở nơi mà được quảng cáo dùm beng rằng tự do nhất thế giới nhưng lại không cho người khác được tự do, đó là nước Mỹ. Bùi Nhất Phong rất là bất đắc dĩ, tra được rồi mà tương đương với việc không tra ra được, chẳng lẽ lại đi tới nước Mỹ để tìm ra hung thủ. Nếu hung thủ ở tỉnh khác thì đúng là thật may mắn. Bởi vì có thể bàn giao cho tỉnh để tiến hành việc bắt giữ, nhưng đến nước Mỹ để bắt người, đầu tiên không nói đến việc nước Mỹ có đồng ý hay không mà cái chính là bí thư Trần cũng sẽ không gật đầu. Một chuyện rất bé xé ra to, chuyện này lại bị người tung lên mạng,
nói là cục công an thành phố Thiên Trạch đi tới tận nước ngoài để bắt người được tung tin lên mạng. Nói không chừng thì ngay cả y cũng phải mặt mày xám xịt mà đi nghỉ dưỡng. Được rồi, dù sao sự tình này cũng đã trôi qua, lão Bì cũng không bị oan uổng chút nào, xem như là cũng đã trừng phạt đúng người đúng tội. Thiên Trạch đừng nên bị đưa tin nữa, bởi vì tác động trên bây giờ rất khó lường. Bùi Nhất Phong tính toán một hồi, cảm thấy mình xem như là trong sạch, ngoại trừ có mấy tình nhân ra thì cũng chỉ thu phong bì, lấy chút cổ phần, đây cũng đều là chuyện thường tình của con người, cũng không thể toàn bộ trách y được. Y cũng rõ ràng rằng toàn bộ sự kiện này thì phía sau có người đạo diễn, nhưng có phải là thị trưởng Hạ hay không thì khó mà nói, nhưng chắc chắn rằng thị trưởng Hạ khó thoát được việc có liên hệ tới chuyện này. Y cũng không thể đắc tội thị trưởng Hạ, nếu như bị thị trưởng Hạ sửa trị thì rất thảm. Cứ cho là y tự nhận so với Bỉ Bất Hưu thì còn mạnh hơn khá nhiều, ít nhất là không có nhược điểm quá lớn bị người tóm được, nhưng cũng không phải là người cực kỳ sạch sẽ. Toàn bộ thành ủy Thiên Trạch thì cũng vậy, không ai có thể sạch sẽ được, lúc chìm đò thì mới biết đâu là nước nông, đâu nước sâu, nổi ở trên mặt nước thì cũng không có nghĩa là hai chân không bị lấm bùn. Vốn trong việc đề cử người đảm nhiệm chức vụ phó cục trưởng thì y còn muốn đề bạt người nhà. Đối với ứng cử viên mà thị trưởng Hạ đề danh thì vốn có tâm lý mâu thuẫn. Nhưng hiện tại thì y thay đổi chủ ý, bởi vì không chỉ việc Bì Bất Hưu bị sửa trị rất thảm, mà còn ở trong hội nghị thường vụ, cảnh tượng thị trưởng Hạ trấn tĩnh một cách tự nhiên đã khắc sâu ấn tượng trong đầu y. Bí thư Trần sau đợt xử lý vừa rồi thì uy vọng bên trong thành ủy đã giảm xuống rất mạnh, nếu tiếp tục xuất hiện cảnh tượng này một lần nữa mọi người đều có cái nhìn khinh rẻ về cô ta. Đau đầu, thật sự là đau đầu. Bí thư Trần, cô không thể trách tôi không theo sát bước đi của cô, chủ yếu là trong thời điểm mấu chốt thì cô tỏ ra không đáng tin cậy, ai lại muốn đi theo một bí thư mà lại không đủ bản lĩnh, tỉnh táo và không thể nắm giữ được cục diện như vậy chứ. Chương 973, bố cục toàn diện hoàn thành. Tuy nhiên, dù sao Trần Khiết Văn cũng là bí thư, cũng là người đang nắm quyền, tốt nhất là nên đi siết trên dây vậy. Bùi Nhất Phong hạ quyết tâm. Trong lúc thích hợp thì theo sát bước đi của Bí Thư Trần, đồng thời cũng nên ngả một phần sang thị trưởng Hạ. Bùi Nhất Phong cũng rõ ràng rằng lúc này thì bốn phía thành phố Thiên Trạch đều là nguy cơ. Sự kiện Bì Bất Hưu tạm thời rơi xuống trong đoạn thời gian này, tuy rằng tỉnh không có những yêu cầu rõ ràng, trong thành ủy cũng không có ý kiến cụ thể về việc Bì Bất Hưu bức tử Kỷ Phong Thanh, xu hướng là sẽ không giải quyết được chuyện gì. Ở mặt ngoài thì sẽ che giấu việc truy cứu xử lý trách nhiệm. Nhưng sinh mạng chính trị của Bì Bất Hưu xem như có đoạn bị bôi đen. Bì Bất Hưu đã nghỉ dưỡng rồi nhưng sự tình huyện Bào Mã vẫn còn đang tiềm ẩn, chưa bùng nổ. Việc vi phạm quy định về đất đai, rồi tuyên truyền các sự tích về người hùng, người tốt việc tốt đều bị đè ép xuống, người khác thì không rõ ràng lắm nhưng Bùi Nhất Phong thì trong lòng biết rõ, vấn đề của huyện Bào Mã là rất lớn. Căn cứ vào mấy lần quan sát rồi y mới cho ra được kết luận rằng thị trưởng Hạ tuyệt đối sẽ không bỏ qua vấn đề của huyện Bào Mã. Bởi vì với tính cách xem cái ác như thù của thị trưởng Hạ thì chắc chắn hắn ta sẽ còn những chuẩn bị phía sau, chắc chắn sẽ không chịu để yên. Hiện tại thì Bùi Nhất Phong tự nhận mình khá hiểu biết về Hạ Tưởng, thị trưởng Hạ sẽ không bởi vì những xung đột và mâu thuẫn trong công tác mà tính toán chi ly, nhưng nếu chạm đến điểm mấu chốt của hắn. Cho dù sự tình này không có chút quan hệ gì với Hạ Tưởng cả, thì hắn cũng sẽ quan tâm tới cùng. Thậm chí Bùi Nhất Phong còn đoán rằng việc Bì Bất Hưu bị sửa trị thì ngoại trừ việc đòi công đạo cho cái chết của Kỷ Phong Thanh thì còn có những thâm ý khác nữa. Bùi Nhất Phong đúng thực là đoán đúng. Bì Bất Hưu vừa đi, sau khi Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kỷ luật thành phố Lưu Phong Thanh toàn diện chủ trì công tác thì ngay lập tức cùng nhau bắt tay vào điều tra các vụ án, bởi vậy đã dẫn phát một cơn gió lốc tại huyện Bào Mã. Mối bất hòa giữa Lưu Phong Thanh và Bì Bất Hưu vốn đã tồn tại từ rất lâu. Lưu Phong Thanh ít hơn 10 tuổi so với Bì Bất Hưu, năm nay y khoảng 40 tuổi, đúng đang trong thời kỳ trẻ trung khỏe mạnh, lại là phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kỷ luật, lẽ ra thì phải có nhiều đất dụng võ mới đúng. Nhưng bởi vì Bì Bất Hưu luôn áp chế nên mọi việc đều bị kiềm chế, có mấy lần y điều tra những án lớn với bằng chứng nhiều như núi. Nhưng dưới quyền uy nói 102 của Bì Bất Hưu thì chỉ có thể đem gác xó, trơ mắt nhìn tham quan nhởn như dạo chơi ngoài vòng pháp luật. Cách đối nhân xử thế của Lưu Phong Thanh khá chính trực, có chính khí nhưng y cũng rất rõ ràng rằng trong chốn quan trường thì không có khả năng tồn tại một nhân vật giống như Bao Thanh Thiên được. Dưới thể chế hiện hành thì mặc dù Ủy ban Kỷ luật có những tính độc lập nhất định nhưng Ủy ban Kỷ luật vẫn là Ủy ban Kỷ luật của Thành ủy, trên thực tế là gần như 100% nghe lệnh của Bí thư Thành ủy.
thậm chí thị trưởng cũng có lực ảnh hưởng rất lớn với ủy ban kỷ luật, có một số vụ án, sau khi bí thư gật đầu nhưng thị trưởng không gật đầu thì cũng không thể tiến hành điều tra. Được, tuy nhiên, y vẫn cho rằng trong một vòng rất hữu hạn thì y cũng có thể trừng trị được đám tham quan ô lại. Sự thật lại một lần nữa khiến y thất vọng. Thật ra bộ dạng của Bì Bất Hưu không giống như quả bóng cao su, nhưng tính cách và thủ đoạn khéo đưa đẩy của y thì rất giống quả bóng cao su vậy. Chỉ cần bên nào gió lớn một chút lại lăn về hướng bên đó, bên nào quyền lớn hơn một chút thì lại nghe lời bên đó. Trong chốn quan trường thì việc khéo đưa đẩy là không thể tránh được, nhưng cũng phải dựa trên nguyên tắc, phải có chính khí và có tính đại cục, đằng này quả bóng cao su này thì cái gì cũng không cần biết, chỉ biết mỗi lợi ích. Việc thị trưởng Hạ đến đây làm cho Lưu Phong Thanh âm thầm vui mừng khôn xiết, thậm chí y còn tiếc hận rằng thị trưởng Hạ chỉ là một thị trưởng, không phải là bí thư nên không có biện pháp để hình thành chế ước trực tiếp với Bì Bất Hưu được. Sau khi sự kiện Bì Bất Hưu bị bùng nổ trên thì Lưu Phong Thanh mới bừng tỉnh lại, ý thức được uy lực của lực lượng. Y không dám đoán rằng việc này có phải do thị trưởng Hạ gây nên hay không, nhưng vẫn cực kỳ kính nể thủ đoạn của người đứng đằng sau sự kiện. Trừng trị Bì Bất Hưu trở nên ủ rũ mà không dám có một biện pháp nào để chống trả, không thể không mặt mũi xám xịt xin phép trốn khỏi đầu sóng ngọn gió trong một tuần. Thời gian một tuần cũng đủ để y đem hàng loạt các vụ án đọng lại trong nhiều năm qua thẩm tra xử lý lại một lần nữa. Vụ án huyện Bào Mã có liên quan tới Phạm Minh Vĩ, bí thư đảng ủy xã Lam Thiên. Nửa năm trước, phó chủ tịch xã Lam Thiên là Lý Vệ dùng tên thật tố cáo Phạm Minh Vĩ tham ô nhận hối lộ và thường xuyên duy trì mối quan hệ bất chính với phái nữ dưới quyền, hơn nữa tài liệu còn liệt kê những chứng cứ vô cùng tỉ mỉ và xác thực. Sau khi tài liệu tới Ủy ban Kỷ luật thành phố, Lưu Phong Thanh liền giận tím mặt, thời điểm chuẩn bị lập án thì lại bị Bì Bất Hưu đè ép hìm xuống. Thái độ của Bì Bất Hưu rất rõ ràng, đầu tiên là Lý Vệ vượt cấp tố cáo, như vậy là không phù hợp với quy củ. Điều thứ hai đó là Phạm Minh Vĩ là cán bộ của huyện Bào Mã, Ủy ban Kỷ luật thành phố trực tiếp tiếp nhận thì không tốt lắm, như vậy rất không tôn trọng đảng ủy và Ủy ban Kỷ luật huyện Bào Mã. Lưu Phong Thanh không đồng ý, cố gắng yêu cầu Ủy ban Kỷ luật thành phố lập án. Bì Bất Hưu cứng rắn mạnh mẽ đè ép xuống, Lưu Phong Thanh không phục nhưng lại không dám vi phạm mệnh lệnh của Bì Bất Hưu. Trong chốn quan trường thì việc tuân thủ mệnh lệnh của nhân vật số 1 là một điều không được vi phạm, nhân vật số 1 chính là trời. Người đó mà đã phủ định vấn đề thì cho dù người ở phía dưới có làm ầm ĩ đến mức trời đất náo loạn, cho dù có thể tra ra vấn đề của Phạm Minh Vĩ thì người phía dưới cũng sẽ phạm vào điều tối kỵ trong chốn quan trường, ai nấy cũng đều không dám đề bạt và sử dụng một cấp dưới không nghe theo mệnh lệnh của cấp trên như vậy. Không bao lâu sau, Lý Vệ đã bị huyện Bào Mã miễn chức, lý do là tham ô nhận hối lộ và có quan hệ nam nữ bất chính, xem như trùng khớp với những điều mà Lý Vệ tố cáo Phạm Minh Vĩ. Hiện giờ Bì Bất Hưu đang nghỉ ngơi, Phạm Minh Vĩ bỏ mạng, Lý Vệ thì bị giam giữ trong bệnh viện tâm thần. Sau khi Lý Vệ bị miễn chức thì không ngừng khiếu kiện kêu oan, cuối cùng bị huyện Bào Mã bắt giam, lấy lý do bị bệnh tâm thần rồi tống vào bệnh viện. Lưu Phong Thanh liền quyết định tự mình đi đến huyện Bào Mã một chuyến, thay Lý Vệ để lật lại vụ án. Hiện trạng của huyện Bào Mã so với trong tưởng tượng của Hạ Tưởng thì còn ác liệt hơn rất nhiều. Không nói đến việc đất đai của Đông Y Thiên Trạch vi phạm quy định trong việc cưỡng chế, thu hồi đất thổ cư của nông dân đã vượt qua mức tưởng tượng, ở các bước trung gian của chuyện này thì tấm màn đen còn qua tay không biết bao nhiêu người. Dương Kiếm còn chưa điều tra được rõ ràng, nhưng bước đầu thu thập được cũng đã đủ cho người khác phải sợ kinh người, Biện Hữu Thủy cả gan làm loạn mà người ở thành phố Thiên Trạch cũng đều là cá mè một lứa. Đông Y Thiên Trạch chắc chắn có cấp cao cụ thể tham gia vào trong đó. Sự tình này thật sự liên lụy tới lợi ích của Khâu gia. Đây là phương diện thứ nhất mà Hạ Tưởng lo lắng đến. Phương diện thứ hai đó là Trần Khiết Văn áp chế vấn đề vi phạm quy định đất đai của huyện Bào Mã, Dương Kiếm lại bị Mai Thái Bình cảnh cáo không được trực diện nhúng tay vào sự tình của Đông Y Thiên Trạch, dường như hai con đường để xâm nhập việc này đều đã bị phá hỏng. Phương diện thứ ba đó là có tiếp tục lần theo dấu vết vi phạm quy định về đất đai hoặc là đốt lửa ở vấn đề lại quang minh buôn lậu thuốc phiện thì Hạ Tưởng vẫn chưa hạ được quyết tâm. Vi phạm quy định đất đai tất nhiên sẽ chạm đến lợi ích trung tâm của Khâu gia, chắc chắn Khâu gia sẽ tìm cách ngăn cản. Chẳng lẽ là hắn và Khâu gia thật sự muốn vì vấn đề của Đông Y Thiên Trạch mà trở mặt thành thù? Nhưng trên thực tế, bất kể vấn đề nào tồn tại từ trước đến nay thì ngọn lửa lớn cuối cùng cũng sẽ phải bùng nổ ở trên việc vi phạm quy định đất đai. Với nguyên tắc của hắn,
bất kể như thế nào thì cũng sẽ không bỏ qua vấn đề vi phạm trong quy định đất đai. Cha mẹ của Hạ Tưởng cũng từng là nông dân, biết nông dân rất gian khổ và nghèo đói, xâm chiếm đất đai của nông dân và việc cắt đường mưu sống của bọn họ gần như là cùng một loại, tính chất vô cùng ác liệt, thủ đoạn vô cùng bỉ ổi. Vấn đề là lòng quyết tâm của Khâu gia trong việc giữ gìn Đông Y Thiên Trạch lớn đến bao nhiêu. Cho tới nay, mối quan hệ giữa hắn và các gia tộc luôn được chu toàn, ngoại trừ ra mặt lấy cứng đối cứng với Phó gia gia thì với ba nhà khác dù cũng có những mâu thuẫn, nhưng đều rất ít khi giáp mặt đối kháng, thường là dùng các thủ đoạn đi đường vòng để hóa giải hoặc làm dịu đi. Nhưng vấn đề vi phạm quy định về đất đai thì trừ phi Khâu gia nhượng bộ, nếu không đúng thực là không có con đường nào hòa giải. Thậm chí có thể biến thành một bãi chiến trường trong đó lợi ích của người dân bình thường và lợi ích của gia tộc xung đột với nhau. Lập trường của Khâu gia chắc chắn đã thông suốt và được biểu đạt ra bằng những con đường khác nhau. Lần trước Khâu Tự Phong khi nói chuyện với hắn còn không có câu cuối thì hắn cũng đã rõ việc Khâu gia đối với hắn có những bất mãn, có lẽ tạm thời cũng sẽ không có giáp mặt xung đột. Không nói đến việc có thể dễ dàng tạo ra cục diện không thể vãn hồi mà cái chính là phía sau hắn là Ngô gia thì Khâu gia cũng không thể trêu vào. Huống chi trong lần điều chỉnh cán bộ cấp tỉnh bộ gần đây thì Khâu gia gặp bất lợi rất lớn. Nhưng ở thành phố Thiên Trạch thì tiềm ẩn tai họa mai phục không chỉ có một nhà của Khâu gia. Lúc này thì Ngô gia còn có khả năng đứng ở phía sau hắn, nhưng sau khi kế hoạch điều chỉnh tài nguyên sắt thép của Ủy ban Nhân dân tỉnh bắt đầu thì có khả năng Hạ Tưởng sẽ làm dẫn phát đến sự bất mãn không nhỏ của Ngô gia. Ông cụ Ngô gia đối với hắn thì có sự khoan dung, nhưng sự khoan dung không đánh đồng với sự nhân nhược. Khi thật sự đứng trước lợi ích trung tâm của mình thì ông cụ Ngô gia cũng vậy, mà Ngô Tài Dương cũng vậy, cũng sẽ có đủ thủ đoạn để tạo áp lực về phía hắn. Giai đoạn hiện nay, chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là Tống Chiêu Độ, khi Tống Chiêu Độ còn một ngày ở tại tỉnh Yến thì bất kể là Ngô gia hoặc là Khâu gia, muốn ra tay chèn ép thì hắn cũng đều lách qua được. Tuy nhiên, nếu chẳng may Tống Chiêu Độ bị điều đi khỏi tỉnh Yến thì chỉ một cú đá nhẹ nhàng hắn cũng bị luộn cổ. Lúc đó cũng chỉ còn có hai con đường có thể đi, đó là toàn diện phục tùng theo mệnh lệnh của gia tộc, hoặc là toàn tâm toàn ý một mình hăng hái chiến đấu, cuối cùng bị các thế lực gia tộc làm cho thương tích đầy mình. Trông cậy vào việc đến thời điểm mấu chốt thì thủ tướng ra tay kéo hắn một lần, Hạ Tưởng lắc đầu, cũng không cần phải tồn tại tâm lý hy vọng xa vời. Hy vọng càng lớn thì thất vọng lại càng nhiều, chủ tịch tỉnh Tống cũng gần như là bằng năng lực của bản thân mở ra cục diện tại tỉnh Yến. Chủ tịch tỉnh còn không đáng để thủ tướng ra tay, huống chi một thị trưởng nho nhỏ như là hắn. Thật đúng là một con đường đi đầy dây thép gai hiểm trở, có đáng để theo đuổi không? Thậm chí Hạ Tưởng còn để tay lên ngực để tự hỏi, nhưng cuối cùng cũng không có đáp án cuối cùng. Nếu nói là trong tính cách của hắn có chỗ thiếu hụt thì cũng đúng, nói là hắn ôm ấp tình cảm bình dân thì cũng đúng, hắn không thể đối mặt với sự đau đớn thê thảm của người nông dân. Không thể ngồi yên không để ý đến đối với những chuyện tàn độc hại dân hại nước như vậy. Với cách làm, hành vi đùa bỡn quyền mưu, đổi trắng thay đen của Biện Hữu Thủy thì Hạ Tưởng vô cùng căm hận. Hiện tại thì Lô Thắng đang được Lưu Nhất Cửu cử thêm người nghiêm ngặt chăm sóc, người khác đều không thể tiếp cận được, Lô Thắng cũng không tin bất cứ ai khác ngoại trừ Lưu Nhất Cửu. Lô Thắng là mồi lửa, nhưng bây giờ còn chưa phải là thời điểm để kích nổ. Lưu Nhất Cửu căn cứ vào các manh mối do Lô Thắng cung cấp đã tiếp tục bắt giữ kẻ buôn bán ma túy tại huyện Bào Mã, chuẩn bị bắt kẻ buôn bán ma túy thứ hai tại huyện Bào Mã là Đỗ Bất Tam. Nếu khi Đỗ Bất Tam bị bắt quy án, theo lời giải thích của Lô Thắng thì Đỗ Bất Tam có các chứng cứ trực tiếp chỉ hướng đến trưởng phòng đương nhiệm công an huyện Bào Mã là Hà Trạch Lâm. Tất cả các quân cờ đều đã mai phục, Nguyên Giã còn đang ở nước ngoài, tạm thời không trở về, y còn có trọng trách khác trên người. Trên cơ bản mà nói thì các bố cục của Hạ Tưởng đã toàn bộ hoàn thành, chỉ chờ thời cơ thỏa đáng sẽ kích nổ đồng loạt trên toàn diện các vấn đề. Sở dĩ bây giờ Hạ Tưởng vẫn đang khống chế thì vẫn là mối băn khoăn ở Khâu gia. Có thể nói từ lúc Hạ Tưởng theo đuổi chính trị đến nay thì chưa từng có lúc nào do dự giống như lúc này. Hắn và Khâu gia đã có vô số năm tình cảm, với Khâu Tự Phong xem như là người bạn tốt khó có được, đối với Khâu Nhân Lễ thì cũng là ấn tượng tốt đẹp. Hắn thật sự không muốn cùng Khâu gia trở mặt thành thù, nhưng sự thật lại khiến hắn không có sự lựa chọn nào khác. Hạ Tưởng cũng là người, cũng có thất tình lục dục, hơn nữa lại chưa bao giờ có mâu thuẫn quá mức cùng với Khâu gia, mà Khâu Nhân Lễ đối với hắn cũng tràn đầy sự yêu thương. Một vài lần hắn đã từng tới Khâu gia để làm khách, thì Khâu Nhân Lễ đều ra mặt tiếp khách, đối với hắn vô cùng lễ độ.
Hiện tại hắn đã đảm nhiệm vị trí thị trưởng lại mượn sản nghiệp của Khâu gia để khai đao, chắc chắn là Khâu gia sẽ không cao hứng được, mà người ngoài sẽ cảm nhận như thế nào. Khâu Tự Phong và hắn xem như là bạn tốt nhiều năm, từ khi ở huyện An rồi sau đó còn từng có những lần liên kết cùng nhau đối phó với Phó gia, mối quan hệ giữa Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong thì ngay cả cái cọ với nhau cũng chưa từng có. Hạ Tưởng đẩy cửa sổ văn phòng ra, một luồng không khí mát mẻ thổi vào. Bây giờ là tháng tư tại Thiên Thạch, trong không khí có hơi thở của mùa xuân, làm cho tinh thần con người ta phải rung lên. Mùa xuân, chẳng những phải nghênh đón cao trào trong việc xây dựng mà còn có thể nghênh đón cao trào của các cuộc đấu tranh. Đấu tranh, cho tới bây giờ đều là bởi vì xung đột ở lợi ích kinh tế mà diễn ra, cho dù tới tầng cấp cao hơn, cái gọi là quan niệm chấp chính, nếu nói trắng ra thì cũng chỉ là cuộc đấu tranh vì để nắm giữ chút ích lợi hạng mục mà thôi. Nói ngắn gọn chính là đường lối của những người bình dân và đường lối của thế lực gia tộc giao tranh với nhau, bất kể là loại đường lối nào thì cũng đều có ý nghĩa phục vụ ích lợi cho một quần thể. Không có lợi ích thì vốn không có động lực trong việc lục đục với nhau, đã là con người thì khi theo đuổi lợi ích và việc lao vào chỗ chết không có gì khác nhau cả. Vẫn chưa hạ được quyết tâm, Hạ Tưởng ngồi lại trên ghế, không khỏi có chút mỏi mệt. Đột nhiên, điện thoại vang lên, cầm máy lên thấy ngay dãy số của thành phố Yến. Hắn liền nghe luôn điện thoại. Tiểu Hạ, có một số việc cần buông tay thì nên buông tay, cần gì phải so đo tính toán nhiều làm gì. Giọng nói của Tào Vĩnh Quốc có một tia tức giận và bất mãn. Bố vừa nhận được điện thoại của Bí Thư Khâu, ông ta nói, nếu Đông Y Thiên Trạch có hành vi vi phạm quy định, nên điều tra thế nào thì điều tra như vậy, không cần e dè mặt mũi của Khâu gia. Lời nói của Khâu Nhân Lễ chắc chắn không dễ nghe như lời mà bố vợ đang nói. Bởi vì Hạ Tưởng nghe ra sự tức giận của bố vợ, chắc chắn là Khâu Nhân Lễ nói ra cái gì đó vượt ra ngoài dự kiến, chắc hẳn là bước đi lên vị trí cấp bộ trưởng của bố vợ phải chậm lại. Khâu Nhân Lễ ra mặt bày ra sự khoan dung, cùng lúc không sợ Hạ Tưởng tra rõ vấn đề của Đông Y Thiên Trạch, trong phương diện khác lại hàm xúc làm sáng tỏ mối quan hệ nội tại giữa Đông Y Thiên Trạch và việc bố vợ mình đảm nhiệm vị trí chủ tịch tỉnh, thủ đoạn không thể nói là không cao minh. Cũng khó trách được bố vợ mình phải tức giận. Chỉ sợ trong mắt ông ta thì Khâu gia vốn là người bạn tốt, sự tình Đông Y Thiên Trạch cũng không tính là lớn, mở một con mắt, nhắm một con mắt cho qua, cần gì phải truy cứu. Chẳng những đắc tội với Khâu gia mà còn có khả năng liên lụy tới tiền đồ của bố vợ. Người khác không vui thì Hạ Tưởng có thể không để ý tới, nhưng bố vợ đã bất mãn thì hắn phải đưa ra lời giải thích. Bố, vấn đề của Đông Y Thiên Trạch quả thật rất nghiêm trọng. Nhưng không phải là do con điều tra mà là do Phó Thị trưởng Dương điều tra. Tổ điều tra đã đệ trình báo cáo về thành ủy, con không phát biểu ý kiến gì và việc này đã bị Bí Thư Trần tạm thời áp chế. Hạ Tưởng chỉ có thể dùng kế sách hoãn binh. Có vấn đề thì không thể làm như không thấy, nhưng xử lý thế nào thì thành ủy còn chưa đạt thành nhận thức chung. Trước mặt Hạ Tưởng thì Tào Vĩnh Quốc vốn không thể hiện vẻ mạnh mẽ, cứng rắn. Không phải là ông ta không cứng rắn và mạnh mẽ mà là trước mặt Hạ Tưởng thì nuôi dưỡng thành thói quen ôn hòa, khi nghe thấy lời giải thích của Hạ Tưởng thì cơn giận tiêu tan hơn phân nửa. Cũng không có cách nào, mỗi người cũng đều có một mặt hiền hậu, vì thế ông ta chỉ có thể nói một câu lạnh nhạt với Hạ Tưởng. Bố cũng không phải là phê bình con, cũng biết lời nói của Bí Thư Khâu có biểu đạt một ý tứ riêng của ông ấy, quyết định vị trí chủ tịch tỉnh thì không phải chuyện mà có thể nói một hai câu là giải quyết được. Ông ta cũng không phải là uy hiếp gì, chỉ muốn mượn cơ hội truyền lại một thái độ rằng Khâu gia và con là quan hệ không tồi, không cần phải vì một sự kiện vi phạm nguyên tắc lập trường mà sinh ra mâu thuẫn. Lời nói thật hàm xúc, nhưng rõ ràng áp lực rất lớn. Hạ Tưởng cũng không muốn nói quá sâu với bố vợ mình, cũng không nghĩ tới việc cùng thảo luận về các hút mắc phức tạp tại thành phố Thiên Trạch hút mắc lợi ích tại thành phố Lang thì biểu hiện ở ngoài. Thành phố Thiên Trạch lại ở nơi đáy nước. Hơn nữa cũng không biết vòng xoáy là do kẻ nào gây ra, nên càng làm cho người khó lòng phòng bị huống chi, nói thật là hắn cũng chưa có quyết định trong việc hạ quyết tâm tung kíp nổ trong vấn đề Đông Y Thiên Trạch, vì thế hắn liền nói thêm. Con đã biết, vấn đề khá phức tạp, có lẽ sẽ không động chạm gì trong một khoảng thời gian, cũng có khả năng sẽ có biến hóa. Bố cũng không nên quá tập trung tinh thần vào vấn đề này, cố gắng tĩnh dưỡng tốt đã. Nói là Tào Vĩnh Quốc đang tĩnh dưỡng nửa tháng. Hiện tại mới tĩnh dưỡng được một tuần liền muốn quay về tỉnh Tây để đi làm. Hạ Tưởng cũng không tiện khuyên ông ta, cả đời chìm nổi trong chốn quan trường bây giờ lại yêu cầu bố vợ chịu khó nghỉ ngơi một chút thì đúng là không phù hợp với thói quen của ông ta lắm.
Đến cùng thì Khâu Nhân Lễ cực kỳ lợi hại, trực tiếp nắm lấy điểm yếu của hắn. Tuy nói rằng chưa chắc thật sự lấy tiền đồ của bố vợ hắn ra làm vật trao đổi, nhưng ít ra là đã đưa ra một khả năng, khiến cho bố vợ hắn phải lo lắng được hay mất. Bất kể người nào ngồi vào vị trí có cao đến đâu, nhưng mỗi lần tiến thêm được một bước về phía trước đều là một lần trọng yếu trong cuộc đời của mình, ai nấy cũng không muốn bỏ qua. Suy nghĩ một hồi rồi Hạ Tưởng lại gọi điện thoại cho Tống Chiêu Độ. Chủ tịch tỉnh Tống, có lẽ cháu hỏi một câu không nên hỏi, việc chỉnh hợp toàn bộ tài nguyên sắt thép toàn tỉnh thì trên tỉnh tính toán bao giờ bắt đầu thi hành? Chương 974, nét bút thần của Thủ tướng. Cái gì gọi là không nên hỏi? Chủ ý này cũng là từ cậu mà ra, cậu nên hỏi mới đúng chứ? Tống Chiêu Độ cười ha hả, nửa đùa nửa thật nói xong thì giọng điệu lại trầm xuống. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, có lẽ trong vòng một tháng nữa sẽ bắt đầu mở rộng, trong khoảng thời gian nửa năm sẽ hoàn thành việc hợp nhất. Thời gian càng nhanh thì tổn thất thu nhập từ thuế càng ít đi. Như thế, Thép Bảo Thành sớm ngày bị đuổi đi, điều này tuyệt đối phù hợp với ích lợi của tỉnh Yến. Về phần có phù hợp với lợi ích của Thép Bảo Thành hay không chả lẽ người trong toàn quốc phải lo hộ. Huống chi Thép Bảo Thành tới thời điểm này thì miệng ăn uống khá rộng, hơn nữa cách ăn vô cùng khó coi. Việc hợp nhất các tài nguyên thép tỉnh Yến là sự việc liên quan đến căn cơ của Chủ tịch tỉnh Tống tại tỉnh Yến, nếu việc hợp nhất thành công thì việc an vị của ông ta sẽ ổn định, nếu việc hợp nhất thất bại thì có khả năng sẽ bị người khác điều chuyển. Trong lòng Hạ Tưởng đầy những ưu tư lo nghĩ, khoảng thời gian một tháng là rất nhanh, nếu còn đủ thời gian thì hắn cũng sẽ muốn như Khâu Gia và Trần Khiết Văn mong muốn, đem vấn đề của huyện Bào Mã đè xuống. Đang nghĩ như vậy thì, không ngờ, Khâu Tự Phong lại tự mình gọi điện thoại tới. Hạ Tưởng, vừa rồi ba tôi vừa gọi điện thoại cho tôi, nói là trong lúc nhất thời không suy nghĩ cẩn thận đã gọi một cuộc điện thoại không nên gọi tới Phó Chủ tịch tỉnh Tào, ông ấy muốn tôi thay lời xin lỗi hộ ông ấy, đừng để cho Phó Chủ tịch tỉnh hiểu lầm. Đường đường là một vị bí thư tỉnh ủy tôn kính nói ra lời xin lỗi, nếu thay là người bình thường khác thì đúng thật là thấy thành ý của Khâu Nhân Lễ đủ cả 10 phần, hơn nữa không chừng còn có thể được sủng ái quá mà lo sợ. Nhưng Hạ Tưởng lại cực kỳ rõ ràng, đây là Khâu Nhân Lễ thi triển một loạt các thủ đoạn lôi kéo, việc này được ông ta tính toán rất rõ ràng, gọi điện thoại cho Tào Vĩnh Quốc là chiêu đầu, rồi bây giờ Khâu Tự Phong gọi điện thoại cho hắn là chiêu sau, đây là một thủ đoạn rất cao minh. Hạ Tưởng cũng không nói ra điều này, chỉ cười ha hả. Bác Khâu quá khách khí rồi, đối với bố vợ tôi mà nói thì bác ấy là lãnh đạo, với tôi mà nói là bác ấy là bề trên, kể cả có phê bình cũng là việc đúng lý đúng tình. Mà có phê bình thì cũng vì muốn tiến bộ tốt hơn mà thực hiện, tôi phải cảm ơn bác Khâu quan tâm mới phải chứ. Hạ Tưởng dùng cách xưng hô là bác, mà không phải là bí thư Khâu là không phải để kéo gần mối quan hệ, mà là nhắc nhở Khâu Tự Phong rằng Khâu Nhân Lễ là bề trên, lại là bí thư tỉnh ủy nên không cần phải nói những lời khách sáo như vậy. Khâu Tự Phong liền hiểu rõ ý tứ của Hạ Tưởng, chần chừ một chút rồi nói. Hạ Tưởng, cậu xem như là bạn bè thân thiết nhiều năm của tôi, có một số chuyện nói danh được thì tốt hơn. Tôi cứ việc nói thẳng, Đông Y Thiên Trạch đúng là nơi cực kỳ trọng yếu của Khâu Gia, nơi này không phải là nơi mà mang đến nhiều lợi nhuận cho Khâu Gia mà là đối với bố cục trong bước tiếp theo của Khâu Gia thì cực kỳ quan trọng, trong lòng cậu chắc hiểu rõ việc này, tôi không tiện nói sâu thêm. Tuy rằng Dương Kiếm đã thu tay lại, nhưng tôi biết tính cách của cậu, nhất quyết không để tình trạng lợi ích của nông dân bị tổn hại. Việc này cũng phải thừa nhận rằng Khâu Gia làm việc thiếu suy xét, tôi nghĩ Đông Y Thiên Trạch có thể trả lại đất bị chiếm dụng, và có những bồi thường kinh tế nhất định cho người nông dân. Sự nhượng bộ của Khâu Gia không nhỏ, điều này khiến Hạ Tưởng phải giật mình kinh hãi. Từ trước đến nay thì lợi ích về kinh tế cực kỳ nặng nề, ai cũng không chịu buông tay, kể cả gia tộc lớn cũng muốn kiếm tiền, ai chống đối lại con đường kiếm tiền của bọn họ thì người đó chính là kẻ thù. Vốn hắn tưởng rằng Khâu Gia sẽ cứng rắn, mạnh mẽ, rốt cuộc không nghĩ tới tình trạng chủ động nhượng bộ đang diễn ra ở trước mắt, là biến cố xuất hiện trên người nào đó. Ngay cả vậy thì Hạ Tưởng cũng cần phải nhắc nhở Khâu Tự Phong một chút. Tự Phong, Đông Y Thiên Trạch và Biện Hữu Thủy, Trương Hòa Hưng thì có bao nhiêu lợi ích có liên quan? Hạ Tưởng vừa hỏi như vậy thì Khâu Tự Phong liền lập tức hiểu rõ, khả năng Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng là khó giữ được. Vì thế y không tiện nói thẳng, chỉ nói dưới dạng hàm xúc. Thường thì các hút mắc trong lợi ích ở địa phương rất phức tạp, nhất là ở huyện, nơi đó thì bí thư huyện ủy chính là hoàng đế. Hạ Tưởng trầm mặc trong chốc lát.
qua ngày mồng 1 tháng 5 thì các sự tình tại huyện Bào Mã phải có một lời giải thích cho dân chúng. Khâu Tự Phong lập tức minh bạch, Hạ Tưởng cho y thời gian một tháng để giảm sóc, do đó y liền nhận lấy ân tình này của Hạ Tưởng. Thời gian một tháng cũng đủ để xử lý rất nhiều việc. Lại tạm dừng một lát rồi y lộ ra một tin tức với Hạ Tưởng. Khả năng là Tưởng Tuyết Tùng được điểm danh điều động, thế cục tỉnh Tây sắp được sáng sủa, phó chủ tịch tỉnh Tào sẽ có nhiều lựa chọn. Vẫn là tin tức của Khâu gia luôn đi trước người khác một bước, trách không được thái độ lại biến đổi như vậy, hóa ra thế cục có biến. Tưởng Tuyết Tùng được cấp trên điều động, bất kể là điều đến Bắc Kinh hay đi tỉnh khác thì ngai vàng bí thư tỉnh Tây sẽ trống, Hình Đoan Đài sẽ thuận lý thành chương tiếp nhận chức phụ bí thư, Tào Vĩnh Quốc càng thêm khả năng từ phó chuyển thành trường. So sánh với việc đi tới tỉnh Tề để lần nữa mở ra cục diện thì chắc chắn Tào Vĩnh Quốc càng thêm nguyện ý không cần điều động nơi khác mà vẫn thành chủ tịch tỉnh, càng thêm lợi cho việc triển khai công tác. Chuyện này từ trước đến nay vẫn chưa nghe được một chút tin tức nào, lỗ tai của Khâu gia quả thật tinh tường, đã sớm nghe được tin tức này, có lẽ cũng liên quan tới việc Khâu Nhân Lễ luôn có chủ ý với Tào Vĩnh Quốc. Trong lợi ích về chính trị thường thường là rút dây động rừng, nhưng là ai ra tay thay đổi lợi ích của tỉnh Tây vậy? Chẳng lẽ là, ý niệm trong đầu vừa mới hiện lên thì điện thoại lại tiếp tục vang lên, vừa nhìn thấy số điện thoại không ngờ ngoài dự đoán của hắn lại là điện thoại từ Bắc Kinh gọi đến. Hạ Tưởng, tháng 5 Cổ Ngọc sẽ trở về, đến lúc đó cháu nhớ tới sân bay để đón nó. Con bé nó nói rằng, nếu cháu không đến đón nó thì nó sẽ không để ý tới cháu nữa. Lão Cổ vừa lên tiếng liền nhắc tới Cổ Ngọc, hơn nữa giọng nói còn khá sang sảng, cười rất vang dội. Tào Vĩnh Quốc hết bệnh chưa? Tuổi của ông ta không lớn, nhất định phải chú ý tới sức khỏe. Sức khỏe có tốt thì mới có khả năng được chọn để gánh trọng trách. Lời nói của Lão Cổ có hàm ý khác, Hạ Tưởng liền bỏ qua chuyện liên quan đến Cổ Ngọc mà hỏi. Lão Cổ, thế cục tỉnh Tây có biến? Thật ra thì phản ứng của cháu rất nhanh, là thế này, Thủ tướng cố ý điều chỉnh bộ máy tỉnh Tây một chút, hiện tại là cơ hội rất thích hợp cho Tào Vĩnh Quốc vượt qua kỳ ngộ tốt thế này. Tuy rằng Lão Cổ cũng là người trong quan trường, nhưng dù sao ông ta cũng xuất thân từ quân nhân, lại lui về tuyến hai nhiều năm nên cách nói chuyện khá thẳng thắn, không vòng vo, nhất là khi đối mặt với Hạ Tưởng thì thường nói thẳng. Ý tứ Thủ tướng là Tào Vĩnh Quốc thuận lợi lên chức, Hình Đoan Đài điều chuyển về thành chủ tịch tỉnh tỉnh Tề, trên trung ương hàng không xuống một bí thư tỉnh ủy, người này thì cháu cũng biết đấy. Hạ Tưởng suy ngẫm một chút rồi nhớ tới một người. Là Dịch Hướng Sư. Lại đoán đúng rồi, cháu đúng thực là người rất lanh lợi. Lão Cổ vừa cười vừa nói. Cũng là kết quả mong muốn của nhiều nơi. Đương nhiên, cái chính là thời cơ chọn lựa rất chuẩn, còn Khâu Nhân Lễ thì lại tính sai. Khâu Nhân Lễ chẳng những tính sai mà chắc chắn có thể có nỗi thất vọng to lớn. Khâu Nhân Lễ kiệt lực muốn điều Tào Vĩnh Quốc đến tỉnh Tề tham gia vào bộ máy của ông ta, không chỉ có việc lôi kéo mình. Đem vị bố vợ của hắn buộc cùng một chiến xa với ông ta mà cũng là coi trọng tính cách ôn hòa, thuần hậu của bố vợ hắn, với tính cách này thì làm trợ thủ là điều rất tốt. Nhưng có người lại không cho ông ta được đúng theo ý nguyện, điều Hình Đoan Đài đến phối hợp công tác cùng với ông ta, chẳng những Khâu Nhân Lễ vô cùng buồn bực hơn nữa còn chẳng thể vui vẻ gì. Tính cách của Hình Đoan Đài mạnh mẽ, cứng rắn, hơn nữa lập trường rất rõ ràng, so với Tào Vĩnh Quốc thì y còn khó ứng phó hơn. Nếu Hình Đoan Đài được điều động đến đây thì xem như kế hoạch một công đôi việc của Khâu Nhân Lễ sẽ hoàn toàn thất bại, tương đương với việc ông ta bị Thủ tướng tìm đúng cơ hội rồi đào một cái hố cho ông ta nhảy xuống. Hạ Tưởng có thể tưởng tượng được rằng vì điều Tào Vĩnh Quốc đi đến tỉnh Tề thì chắc chắn Khâu gia đã làm một lượng rất lớn công tác phía sau lưng nhưng lại bị thất bại trong gang tấc, mùi vị lúc này trong lòng chắc chắn sẽ đầy khổ sở, trách không được Khâu Tự Phong lại trở nên khiêm tốn rất nhiều, chủ động làm ra nhượng bộ rất lớn. Lại nghĩ đến Thủ tướng, tuy rằng là nhân vật cầm đầu thế lực bình dân đến nay vẫn không chịu ra tay, để người khác tự sinh tự diệt. Hiện tại thì mới hiểu được rằng, với trí tuệ của Thủ tướng, theo đuổi lối đánh nhỏ không phải là cách của ông, mà là đánh ra một kích là phải trúng. Lại điều Dịch Hướng Sư đi tới tỉnh Tây để đảm nhiệm vị trí số 1, ghế Bộ trưởng Bộ Thương mại lại trống, nhất định cơ cấu quyền lực của Bộ Thương mại sẽ được tổ chức lại, một lượng lớn tài nguyên các ghế quan được mở ra. Mà hiểu theo nghĩa rộng thì Dịch Hướng Sư là dòng chính của Ngô gia, quyết định của Thủ tướng chắc chắn chiếm được sự ủng hộ âm thầm của Ngô gia, không chút khoa trương mà nói thì hành động này xem như một nét bút thần vậy. Chương 975, thời cơ đúng lúc.
Sự nhượng bộ của nhà họ Khâu, không dựa trên yếu tố tình cảm, cũng không phải đánh giá cao tài năng chính trị của Tào Vĩnh Quốc, hoàn toàn dựa vào tình thế mà cần phải lựa chọn biện pháp lợi ích phù hợp nhất lúc này, đây là cử chỉ biết nhìn xa trông rộng. Cũng làm cho Hạ Tưởng ngầm cảm thán, nhân vật chính trị quả nhiên mỗi người đều có khứu giác nhạy bén, nếu không người nào cũng không chủ động nhường bước, đều muốn nắm chặt quyền lợi thực tại trong tay, đồng thời ánh mắt luôn hướng đến quyền lợi lâu dài. Lúc đầu Hạ Tưởng luôn luôn nghi hoặc, hắn cũng biết sau khi Tưởng Tuyết Tùng bị điều đi, khả năng mà Hình Đoan Đài tiếp nhận chức phụ bí thư là rất lớn, nhưng Tào Vĩnh Quốc vốn cũng có cơ hội, tuy nhiên cơ hội là không lớn. Bởi vì mối quan hệ giữa Hình Đoan Đài và Tào Vĩnh Quốc rất mật thiết, hơn nữa bọn họ đều đến từ tỉnh Yến, Trung ương không thể để cho một ekip đoàn kết quản lý bộ máy của tỉnh, sẽ không có lợi cho việc thi hành chính sách và sự điều tiết khống chế của Trung ương. Quả nhiên vẫn là Hình Đoan Đài bị điều đi, hơn nữa Hình Đoan Đài bị điều chuyển ngang, điều đó cũng nói lên rằng Trung ương đối với triển vọng tương lai của y không quá xem trọng, không quan tâm, sau vài năm ở tỉnh Tề đảm nhiệm chức chủ tịch, nếu không có khả năng tiếp nhận chức phụ bí thư tỉnh ủy, bởi vì Hình Đoan Đài tại tỉnh Yến đã từng đảm nhiệm chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, thì sẽ có khả năng đảm nhiệm chức phó bí thư ủy ban kỷ luật Trung ương. Tào Vĩnh Quốc và Dịch Hướng Sư quản lý tỉnh Tây, đối với thủ tướng có lợi, đối với nhà họ Ngô cũng có lợi. Tào Vĩnh Quốc ôn hòa, Dịch Hướng Sư lại điềm đạm, tuy rằng lập trường của hai người khác nhau, nhưng bọn họ cũng không có xung đột lớn, cố gắng gác lại bất đồng, để cùng nhau tiến bộ. Thủ tướng khéo léo trao quyền lợi hỗ trợ Tào Vĩnh Quốc có thể thấy, ông vô cùng coi trọng năng lực và trí tuệ chính trị trí tuệ của Tào Vĩnh Quốc. Bí thư Tưởng muốn vào bộ chính trị. Trước tiên Khâu Tự Phong nhắc đến việc điều Tưởng Tuyết Tùng lên trên, vừa rồi Lão Cổ cũng nói sẽ điều lên trên, với cấp bậc của Tưởng Tuyết Tùng, chỉ cần một bước nhỏ cũng vào được bộ chính trị. Tuy nhiên Hạ Tưởng cuối cùng không rõ Tưởng Tuyết Tùng là người của phe phái nào. Bí thư Thành ủy Thủ đô. Lão Cổ có gì nói nấy, tuyệt đối không giấu giếm nửa điều, nhưng cũng chỉ nói một câu. Điều chỉnh ở tỉnh Tây, đối với tình hình của tỉnh Yến cũng có ảnh hưởng, hơn nữa lại có lợi, tốt ở chỗ nào, chính cậu tự suy nghĩ, tôi cũng không nói nhiều, bây giờ có lẽ cậu cũng biết rõ, Thủ tướng không phải buông tay mặc kệ, ông ta với tư cách là Thủ tướng, phải đứng góc độ cao để xem xét vấn đề. Lão Cổ cũng hiếm khi nói tốt cho Thủ tướng, tin rằng Thủ tướng cũng nhận thức được có một số cán bộ cấp tỉnh với thế lực bình dân, bao giờ cũng không chiếm được sự ủng hộ của Thủ tướng mà trong lòng sinh ra bất mãn. Hạ Tưởng tuy rằng thỉnh thoảng có một chút bất mãn, nhưng hắn là người có lý trí, biết Thủ tướng khó xử, nhưng Lão Cổ nói xong, liền ha hả cười, tỏ vẻ ngầm hiểu. Đối với tình hình của tỉnh Yến cũng có lợi một mặt, Hạ Tưởng cũng có thể lĩnh hội được ý của Lão Cổ, để Dịch Hướng Sư và Tào Vĩnh Quốc quản lý tỉnh Tây, bởi vì Tào Vĩnh Quốc xem như là cán bộ gắn bó với dân thường, hơn nữa Tào Vĩnh Quốc và Tống Chiêu Độ có quan hệ khá tốt, dưới sự hỗ trợ của Tào Vĩnh Quốc. Cũng giúp cho Tống Chiêu Độ phần nào thảnh thơi, cũng như gián tiếp truyền thể hiện một điều, chính là Thủ tướng luôn luôn ủng hộ Tống Chiêu Độ. Sau khi tin đồn về điều chỉnh nhân sự của tỉnh Tây được truyền ra, phỏng chừng tin đồn về lệnh điều động của Tống Chiêu Độ sẽ giảm đi nhiều. Đương nhiên đó không phải điều làm cho Hạ Tưởng vui mừng, điều mà khiến cho hắn vui vẫn là Tào Vĩnh Quốc rốt cục đã gia nhập vào hàng ngũ cấp bộ trưởng, quả thật không dễ dàng. Từ cấp sở đến phó tỉnh, là một bước ngoặt quan trọng. Từ phó tỉnh đến tỉnh, lại càng khó hơn, mỗi một cấp đều có thể kẹp chết vô số người. Nhạc phụ có được như ngày hôm nay, cũng là niềm hãnh diện cho gia đình. Kiếp trước bị Cao Thành Tùng Hải cuối cùng phải dừng lại ở chức cấp sở, còn bị xa lánh đẩy về cục đo đặc dưỡng lão, phỏng chừng cuối cùng cũng chỉ vì buồn bực sầu não mà chết. Hạ Tưởng kiềm chế không được sự xúc động trong lòng, vội vàng gọi điện thoại về cho nhà, nghe điện thoại chính là Tào Thù Lê, cô thấy Hạ Tưởng gọi điện thoại tới cảm thấy ngạc nhiên. Anh đang rảnh à, sao lại gọi điện thoại về, mấy năm qua chưa từng thấy anh niềm nở với em như vậy, không phải đã làm việc gì thẹn với lòng đó chứ? Một câu hỏi của cô đã khiến Hạ Tưởng không khỏi xấu hổ, nhưng hắn lại không có thời gian đôi co với Tào Thù Lê, vội nói. Anh không tìm em, anh tìm ba, ba ở đâu vậy? Đi dạo rồi, có chuyện gì gấp vậy? Gọi ba trở về ngay. Hạ Tưởng cũng không nói nhiều. Nhanh lên. Tào Thù Lê rất nghe lời địa, ồ, một tiếng. Được rồi. Trong chốc lát, trong điện thoại lại vang lên tiếng của Tào Vĩnh Quốc, ông có phần thở hổn hển. Sao lại gọi ba trở về, ba mới vừa xuống dưới đi tản bộ chưa được bao lâu. Ba có khả năng sẽ ở lại tỉnh Tây.
Hạ Tưởng nhỏ giọng, tuy rằng biết không có ai nghe lén, nhưng cũng có lẽ do quá phấn chấn. Có tin tức truyền ra, Chủ tịch Hình sẽ tới tỉnh Tề, Bí thư Tưởng đến Bắc Kinh, Dịch Hướng Sư đảm nhiệm bí thư, ba vẫn tại vị. Trong nháy mắt, Tào Vĩnh Quốc ngẩn người, ông nói không thành lời. Cơ bản việc được ở lại tỉnh Tây so với việc đi tỉnh Tề sẽ tốt hơn rất nhiều, tình hình đã mở ra cơ hội tốt, công việc cũng có tính chất tiếp diễn, nhưng Tào Vĩnh Quốc biết rõ, khả năng Lão và Hình Đoan Đài cùng quản lý tỉnh Tây là không lớn, thậm chí gần như không có khả năng. Bởi vậy Lão đối với việc được cử đi tới tỉnh Tề đặt kỳ vọng cao, bởi vì hắn không cho rằng Hình Đoan Đài sẽ rời khỏi tỉnh Tây, khả năng Hình Đoan Đài ở tỉnh Tây tiếp nhận chức phụ bí thư so với khả năng mà Lão ở tỉnh Tây đảm nhiệm chức chủ tịch lớn hơn rất nhiều. Ai ngờ tình hình lại biến đổi, Hình Đoan Đài không ngờ bị đưa tới tỉnh Tề, còn Lão lại thuận lợi tại vị. Bất ngờ, sự việc quá bất ngờ. Không khỏi khiến cho Tào Vĩnh Quốc hết sức kinh ngạc, sự kinh ngạc qua đi, tiếp đó là nỗi vui mừng khôn xiết. Vốn Lão đã từng chìm nổi trong chốn quan trường mấy chục năm, nhưng khi biết được mình vẫn còn giữ được nguyên vị trí ban đầu, vẫn vui mừng khôn xiết. Con nghe được tin tức này ở đâu vậy? Liệu có phải là một tin đồn vô căn cứ? Sau khi hỏi xong Tào Vĩnh Quốc lại hối hận, trong ấn tượng của ông, Hạ Tưởng chưa từng ở trước mặt ông nói qua những lời mà không có căn cứ. Hạ Tưởng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tào Vĩnh Quốc. 3. Điều ba cần làm bây giờ là mau chóng quay lại tỉnh Tây, an tâm công tác, báo cáo với Bí thư Tưởng nhiều hơn để xin chỉ thị, những việc còn lại cứ theo lẽ thường. Ngụ ý chính là coi như không biết gì cả. Tào Vĩnh Quốc cười mắng một câu. Con cũng quá coi thường ba đâu có nông cạn như vậy. Buông điện thoại xuống, tiếng cười vui vẻ của Tào Vĩnh Quốc còn vang vọng bên tai, Hạ Tưởng rất phấn khởi, trong lòng giống như đã tháo dỡ tảng đá lớn xuống, hắn biết tất cả dự định đã được an bài. NHTPA họ Khâu tạm thời không còn lợi thế, lúc này, đợi thời cơ đúng lúc sẽ tiến tới. Ảnh hưởng của vụ việc đã dần dần biến mất, nhưng thanh danh của Bỉ Bất Hưu coi như bỏ, ai cũng hoài nghi y là độc thủ đứng đằng sau ép chết Kỷ Phong Thanh, ngay cả những người trước đây ở ủy ban kỷ luật đối với y rất trung thành và tận tâm, đều có cái nhìn khác với y. Họ cho rằng, y là người mà ngay cả đồng nghiệp của mình cũng ép đến chết, ai còn dám cùng y làm việc chung. Nói không chừng có lúc y cũng đem người đó ép đến chết thôi. Đương nhiên, sự kiện Internet cụ thể là ai làm, ai là người chủ chốt đứng sau vụ này, cuối cùng cũng chưa đưa ra được kết luận, nhất định là chưa giải quyết được gì. Bởi vì ai cũng có thể thấy, Bùi Nhất Phong đối với việc truy tìm thủ phạm, rất tiêu cực, dưới sự xúi dục mấy lần của Trần Khiết Văn, người mà dùng IP gửi bài được hiển thị ở nước Mỹ, y không thể làm gì được. Tìm chứng thực quả là khó khăn, Bí thư Trần. Liên tỉnh còn có khả năng bắt giữ, còn xuyên quốc gia, tôi chỉ có thể bày tỏ sự phẫn nộ mạnh mẽ và sự quan tâm vô cùng mà thôi. Ngôn ngữ Bộ Ngoại giao của Bùi Nhất Phong rất khuôn sáo, cũng không biết làm sao truyền đi khắp tòa nhà thành ủy, tất cả mọi người đều thuộc lòng một câu nói đùa. Không có chứng thực đầy đủ, tôi chỉ có thể bày tỏ sự phẫn nộ mạnh mẽ. Lời nói đùa lọt vào tai Trần Khiết Văn, khiến cho bà lại hờn dỗi cả buổi. Mấy cơn gió xuân thổi qua, cây cối của tòa nhà thành ủy như được bao phủ thêm lớp áo xanh, mùa xuân của thành phố Thiên Trạch tuy rằng đến chậm, nhưng cuối cùng đã đến. Cùng lúc với sự phát triển mạnh mẽ của việc xây dựng kinh tế, tất cả mọi người cho rằng thị trưởng Hạ đã quên đi chuyện của huyện Bào Mã, lúc trước tổ điều tra thanh thế to lớn đi xuống điều tra mấy ngày, cuối cùng lại không có kết quả, không ít người đoán, Bí thư Trần đã dùng hết sức lực bảo vệ huyện Bào Mã, phó thị trưởng Dương tuy gióng trống khua chiêng gây sức ép một hồi. Thế nhưng vẫn không có gặt hái được gì. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch gì, huyện Bào Mã đã tỏ thái độ chủ động, xử lý mấy người có trách nhiệm liên quan, song chỉ là những việc còn con, giống như phó chủ tịch xã Lam Thiên, phó chánh văn phòng ủy ban nhân dân huyện, còn có phó phòng phòng đất đai huyện, VV, bãi chức một người, hai người bị xử phạt, xem như đã xong. Nhưng vi phạm quy định đất đai vẫn không nhượng bộ, đồng ý Thiên Trạch nói là đã trả rồi. Nhưng vẫn chưa đến được tay của nông dân, nhất định là đoạn phân giữa lại xảy ra vấn đề. Nông dân kêu oan lên cơ quan cấp trên như trước, lại vẫn bị huyện Bào Mã ngăn chặn như trước, dường như tất cả lại quay về khuôn khổ cũ, huyện Bào Mã cơ bản vẫn chưa có động tĩnh gì, Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng vẫn như cũ, nắm chặt cục diện của huyện Bào Mã trong tay. Mọi người thắc mắc, thị trường Hạ chẳng lẽ buông tay, chỉ chuyên tâm lo phát triển kinh tế. Đối với việc nông dân bị ức hiếp vẫn bình chân như vậy không thèm quan tâm đến.
Tất cả mọi người đều không lý giải được, thị trưởng Hạ cũng không giải thích. Ngay tại thời điểm Bì Bất Hưu sắp kết thúc kỳ nghỉ phép, Thành ủy lại triệu tập hội nghị thường vụ một lần nữa, để nghiên cứu vấn đề tuyên truyền nhân vật anh hùng của huyện Bào Mã. Bởi vì sóng gió của vụ tuyên truyền sự tích nhân vật anh hùng đã bị hoãn lại. Sau đó Thường Hào sau khi nhận được phê chuẩn của Trần Khiết Văn, lại kéo dài vài ngày, cuối cùng đã chọc giận Trần Khiết Văn. Nhưng Thường Hào lại đưa ra quyết định đem ra thảo luận ở hội nghị thường vụ, bởi vì sự thật về tài liệu mà huyện Bào Mã báo cáo không rõ ràng, có nhiều chỗ mâu thuẫn lẫn nhau. Trần Khiết Văn cũng không ngờ trưởng ban tuyên giáo cũng không theo ý đồ của bà mà giải quyết việc, liền tức giận xông tới đập vào bàn Thường Hào. Thường Hào cũng không khuất phục, vẫn kiên trì thảo luận với hội nghị thường vụ, chỉ có hội nghị thường vụ thông qua, y mới có thể tuyên truyền cho toàn thành phố. Thường Hào trước đây được Hạ Tưởng nhắc nhở, y mới không rơi vào hố cạm bẫy. Nếu chẳng may có chuyện, câu nói đầu tiên của bí thư sẽ đem mọi tiếng xấu dồn vào trên người y, bởi vì y là trưởng ban tuyên giáo, biết rõ có một hố to để cho y nhảy xuống, y đâu phải là đồ ngốc dễ bị đánh lừa. Nếu trước kia y không muốn nhảy bắt buộc cũng phải nhảy, bởi vì thị trưởng không mạnh, không thể khống chế được bí thư. Hiện tại có thị trưởng Hạ, y còn sợ gì nữa? Lãnh đạo dù sao cũng không thể cứ gieo rắc tiếng xấu cho người khác, lãnh đạo mà không có một chút tha thứ, thì cấp dưới cũng không phục. Trần Khiết Văn đành phải triệu tập cuộc họp hội nghị thường vụ để tiến hành thảo luận. Bì Bất Hưu nghỉ phép chưa quay lại, tạm thời phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kỷ luật thành phố Lưu Phong Thanh tham gia hội nghị thường vụ, xem như thay mặt ủy ban kỷ luật. Để có sự khác biệt, y chỉ là dự thính, không tham dự hội nghị. Ai cũng không ngờ đến. Lưu Phong Thanh lần đầu tiên dự thính hội nghị thường vụ, đã vì thành phố Thiên Trạch lại lần nữa dám thổi một làn gió chống đối mạnh mẽ. Chương 976, gay cấn. Trần Khiết Văn khôi phục hình tượng, theo thường lệ bắt đầu mở đầu hội nghị, phát biểu trôi chảy, truyền đạt một số chỉ thị mới nhất của tỉnh ủy, sau đó mới thảo luận vấn đề của Thường Hào. Lão Thường gần đây không tích cực trong công việc, tinh thần sa sút, không tốt lắm. Tuyên truyền nhân vật anh hùng là chuyện tốt. Đẩy mạnh sự công bằng, tạo ra một luồng gió mới, có lợi cho việc giúp nhân dân hướng thiện. Trần Khiết Văn bất mãn với Thường Hào, ai cũng biết rõ. Vì sao kéo dài cho tới hôm nay vẫn chưa tuyên truyền ra ngoài? Tài liệu trước đây về hai nhân vật Phạm Minh Vĩ và Lại Quang Minh so với tình hình thực tế không có nhất quán, vậy ban tuyên giáo các anh chẳng phải đã cho người đi xuống khảo sát tình hình rồi sao? Không tìm được manh mối gì phải không? Sự việc lần trước. Ban tuyên giáo đã giải quyết không khéo, hiện tại xây dựng nhân vật anh hùng điển hình, chẳng những khôi phục lại trật tự hỗn loạn, mà cũng là cơ hội để khôi phục lại hình tượng bên ngoài của thành phố Thiên Trạch, sao không chủ động thực hiện. Trước tiên là chụp mũ cho Thường Hào có tinh thần sa sút trong công việc. Mọi người đều biết Thường Hào là tay lỏi đời trong giới quan lại, biết bí thư thành ủy chỉ phê bình y, nhưng không thể làm gì y. Ánh mắt thâm ý của người khác, cũng không ảnh hưởng đến sự nghiệp của y. Chỉ khi y đi nhầm một bước, mới mang tiếng xấu, cho nên y mới không sợ ánh mắt suy đoán của người khác, y thản nhiên cười, không nói lời nào cũng chẳng thèm phản bác. Xây dựng nhân vật anh hùng, chẳng những phải tuyên truyền, còn phải tuyên truyền một cách mạnh mẽ, ý kiến của tôi là, làm luôn một lần, trực tiếp báo cáo cho ban tuyên giáo tỉnh ủy, đồng thời tuyên truyền lên cấp tỉnh và thành phố, chỉ cần thanh thế lớn, sẽ loại bỏ được hoàn toàn những ảnh hưởng không tốt của sự kiện lần trước Thiên Trạch. Trần Khiết Văn không giống như thường ngày chỉ đưa ra đề tài thảo luận mà không phát biểu ý kiến, mà là trực tiếp biểu lộ thái độ. Bình thường, nhân vật đứng thường thích bày tỏ thái độ cuối cùng, cũng xem như thể hiện nguyên tắc dân chủ. Nếu không nhân vật đứng đầu biểu lộ thái độ, người khác làm sao có thể nói ra quan điểm bất đồng của mình, chẳng khác nào vừa lên đến đã gõ nhịp. Hầu hết mọi tình huống, nhân vật đứng đầu trực tiếp tỏ thái độ, những người còn lại chỉ phụ họa, cho dù cũng có một số ít ý kiến phản đối. Cũng bị một âm thanh tán thành của đám người khỏa lấp. Trên đây, là trong trường hợp nhân vật đứng đầu hoàn toàn nắm giữ cục diện. Thành ủy Thiên Trạch tổng cộng có 13 ủy viên thường vụ, Hứa Phạm Hoa chuyển đến trường Trung ương Đảng, Bì Bất Hưu nghỉ bệnh, chỉ còn có 11 người đến tham gia hội nghị. Lưu Phong Thanh tuy rằng là người dự thính hội nghị, nhưng y không có quyền lên tiếng. Trần Khiết Văn vừa nói xong, các ủy viên thường vụ liền đưa mắt nhìn nhau, không ai nói gì. Cũng không có âm thanh phụ họa theo, cũng không có tiếng phản đối, xung quanh lặng im, hàm ý không phản đối, chỉ đứng về phía trung lập. Trần Khiết Văn hơi xấu hổ, bà liền chỉ điểm.
Thiên Vũ, cậu nói trước đi. Trần Thiên Vũ vốn cũng không nghĩ y là người phát biểu trước, nhưng bị bí thư chỉ đích danh, đành phải nói. Tuyên truyền nhân vật anh hùng đương nhiên là chuyện tốt, điều kiện tiên quyết là, Phạm Minh Vĩ và Lại Quang Minh quả thật là nhân vật anh hùng, đáng giá tuyên truyền, quả thật cũng làm được những kỳ tích thật sự. Nhưng tôi nghe được không ít tin đồn về bọn họ, có người nói Phạm Minh Vĩ đã từng tạo ra bản án giả, hãm hại một phó chủ tịch xã, còn tìm cách đưa phó chủ tịch xã vào viện tâm thần, y còn thường xuyên có quan hệ nam nữ bất chính với nhân viên nữ cấp dưới, vì tôi nghĩ một số ý kiến trên cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Chúng ta cứ tiếp tục điều tra rõ sự thật mới đưa ra quyết định. Xây dựng nhân vật điển hình là việc tốt, nhưng nếu xây dựng một nhân vật điển hình mà nhân vật này là nhân vật phản diện, chẳng những không giúp gì cho việc lấy lại hình tượng của Thiên Trạch, mà còn làm cho nhân dân cả nước cười đến vỡ bụng. Trần Thiên Vũ vừa nói xong, Lưu Phong Thanh nheo mắt vài cái, ánh mắt đầy thâm ý hướng về Trần Thiên Vũ. Trần Khiết Văn cảm thấy cách nói chuyện cũ rích, không khỏi tức giận. Ban tuyên giáo thành ủy đã cho người đi thực địa khảo sát, không phát hiện có gì bất ổn trong tài liệu tuyên truyền về kỳ tích của Phạm Minh Vĩ, không nên lấy tin đồn vô căn cứ ra nói chuyện. Thường Hào nói tiếp, ban tuyên giáo thành ủy đi xuống kiểm tra thực địa, nhưng không có tìm ra vấn đề, nhưng cũng không đưa ra chứng thực minh chứng tài liệu báo cáo cho tuyên giáo huyện Bào Mã là chân thật. Vậy thì sao, chỉ dựa vào suy đoán chủ quan đơn giản của ông mà phủ nhận độ tin cậy của đảng ủy? Trần Khiết Văn hiện tại ngày càng ghét Thường Hào, muốn châm biếm mỉa mai y mấy câu. Lão Thường, tính nguyên tắc của ông đâu mất rồi? Ông rõ ràng là cố tình gây sự, rõ ràng là có ý nghĩ tư lợi, hay ông bị ai xúi giục? Hàm ý là Thường Hào cùng một ruột với người khác là ai? Không cần đoán cũng biết là ám chỉ Hạ Tưởng. Bí thư Trần, đồng chí Thường Hào cũng xuất phát từ suy nghĩ cẩn thận mà thôi, y có đắn đo cũng là điều có thể lý giải. Nếu chẳng may nhân vật anh hùng thật sự xảy ra vấn đề, ai sẽ chịu trách nhiệm? Nhất định là trưởng ban tuyên giáo. Hạ Tưởng phải lên tiếng, nếu không hắn không bảo vệ cho Thường Hào. Việc của Phạm Minh Vĩ và Lại Quang Minh vừa có tranh luận vừa có tin đồn, không phải là đuổi hình bắt bóng, càng không nhất định đã là tin đồn vô căn cứ, con mắt của quần chúng sáng như tuyết. Con mắt của quần chúng sáng như tuyết, vậy ánh mắt cán bộ lãnh đạo của chúng ta cũng không phải mù. Trần Khiết Văn liền lập tức phản bác. Không có chứng cứ rõ ràng, bất luận tin đồn gì đều không thể đem ra bàn luận ở đây, làm việc không có căn cứ. Thị trưởng Hạ, anh cũng phản đối tuyên truyền nhân vật anh hùng, có ý kiến gì nên nói thẳng ra. Câu nói này rất có hàm ý, ý muốn chỉ trích Hạ Tưởng âm thầm cản trở phá rối. Phạm Minh Vĩ và Lại Quang Minh là ai, cậu còn không biết rõ. Còn bày ra dáng điệu hiên ngang lẫm liệt, cho ai xem. Hạ Tưởng có chút khinh miệt nhìn vẻ mặt của Trần Khiết Văn, thấy bộ dạng nếu như không đạt mục đích ắt hẳn sẽ không bỏ cuộc của bà, trong lòng thầm nghĩ người ở lâu trong chốn quan trường, không luyện thành mặt dày tâm đen đều không được, khó trách bà có thể nắm được thành phố Thiên Trạch trong tay, không chỉ có thủ đoạn trong chính trị, còn có đủ bản lĩnh dựng ra những lời dối trá. Đúng lúc đó, Hạ Tưởng lại cười nhạt nhẽo. Có ý kiến, tôi đương nhiên là có ý kiến. Sự kiện vừa qua đã đem lại cho chúng tôi một bài học kinh nghiệm, phải nắm chắc việc tuyên truyền, nếu không gậy ông đập lưng ông. Có kinh nghiệm nhưng nếu không biết thông minh xử lý, Thiên Trạch của chúng ta sẽ trở thành bia ngắm. Khoảng thời gian trước, giới truyền thông các nơi của cả nước đều đến Thiên Trạch, trưởng ban thường chạy đến vắt giò, may thay không có phạm sai lầm, tôi cho rằng thành ủy hẳn là nên khen ngợi công việc của trưởng ban thường. Hiện tại tuy rằng giới truyền thông giảm sự chú ý đặc biệt Thiên Trạch, nhưng một khi Thiên Trạch có việc, lập tức giới truyền thông sẽ đem sự việc trước kia ra bàn tán thảo luận, Thiên Trạch lại một lần nữa xuất hiện tin tức tiêu cực. Theo ý kiến của tôi, tuyên truyền nhân vật anh hùng, hay là không tuyên truyền, cũng phải làm rõ sự thật mới tính tiếp. Trần Khiết Văn đập tay trên bàn nói vội. Làm rõ sự thật, đã nói 100 lần làm rõ sự thật, sự thật chính là, Phạm Minh Vĩ và Lại Quang Minh hai vị này chính là nhân vật anh hùng. Lưu Phong Thanh khẽ tằng hắng một tiếng. Bí thư Trần, thị trưởng Hạ, tôi vốn chỉ là dự thính hội nghị, không có quyền lên tiếng, nhưng đúng lúc nói đến Phạm Minh Vĩ, hơn nữa vừa rồi trưởng ban thư ký Trần cũng nhắc tới việc Phạm Minh Vĩ hãm hại phó chủ tịch xã, vừa lúc trong tay tôi có một vụ án đề cập đến sự thật Phạm Minh Vĩ hãm hại phó chủ tịch xã. Âm thanh, ông, vang lên, ý kiến bàn luận nổi lên bốn phía trong hội nghị thường vụ. Bùi Nhất Phong và Từ Hâm liếc nhau.
hai người thấy trong mắt của đối phương lộ ra sự kinh ngạc và khiếp sợ, vốn hôm nay đã định trước sẽ thay Bí thư Trần nói chuyện, may mắn là chưa kịp mở miệng. Đặc biệt trong lòng Bùi Nhất Phong biết rõ ràng, y biết giữa Lưu Phong Thanh và Bỉ Bất Hưu có bất hòa, cũng biết toàn bộ sự việc Phạm Minh Vĩ hãm hại Lý Vệ. Hay cho một tên Lưu Phong Thanh, nhân lúc Bỉ Bất Hưu vắng mặt, vì Lý Vệ lật lại bản án, cũng đồng nghĩa trực tiếp ở sau lưng Bỉ Bất Hưu đạp y một cái. Bỗng nhiên lại nghĩ đến lại Quang Minh, Bùi Nhất Phong trong lòng liền dùng mình một cái, không được rồi, nếu Lưu Phong Thanh có thể lật ra bản án cũ của trước kia, hành vi buôn lậu thuốc phiện phạm pháp của lại Quang Minh, thị trưởng Hạ không nắm rõ được gì sao? Lại thấy nụ cười nhạt nhẽo trên khuôn mặt của thị trưởng Hạ, Bùi Nhất Phong âm thầm vui mừng vì vừa rồi may mắn không nói tốt thay cho Phạm Minh Vĩ và lại Quang Minh, nếu không sẽ khiến cho thị trưởng Hạ hoài nghi giữa y và lại Quang Minh đằng sau có giao dịch bí mật gì xem như hỏng. Nên giữ thân mình trước là tốt nhất, việc của Phạm Minh Vĩ và lại Quang Minh, không nên nhúng tay vào, e rằng sẽ liên lụy. Nghĩ cho thấu đáo một chút, nắm bắt thời cơ thật chuẩn, 2-3 ngày nữa lão Bì sẽ trở lại, hiện tại chính là Bí thư Trần lên giọng nói phách tuyên truyền, trực tiếp đã đem Phạm Minh Vĩ và lại Quang Minh giáng một gậy chết tươi. Không, Phạm Minh Vĩ và lại Quang Minh đã đủ chết người rồi, nếu đánh bọn họ, trên thực tế là đánh huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Bảo Mã. Cũng là đánh một đòn vào Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng. Bùi Nhất Phong thuận theo dòng suy nghĩ, xem như đã rõ ràng. Bỉ Bất Hưu nghỉ phép một tuần, hôm trước vừa mới thông qua lệnh bổ nhiệm của Cục Công an nhậm chức Phó Cục trưởng Lịch Phi, Bí thư Trần không muốn đồng ý cũng đành phải chấp nhận, sở đối với Lịch Phi ủng hộ rất cao, người có con mắt tinh đời ai chẳng biết Lịch Phi là hậu duệ trực tiếp của thị trưởng Hạ, từ quận Hạ Mã đến thành phố Lang lại đến thành phố Thiên Trạch. Y chính là một hậu duệ đắc lực của thị trưởng Hạ tại hệ thống công an, hôm nay lại nhắc tới bản án cũ của Phạm Minh Vĩ, chính là thừa dịp anh bị bệnh muốn lấy luôn mạng của anh. Lão Bì sau khi trở về, có thể vì tức giận mà phát bệnh lại vào nằm viện. Bùi Nhất Phong cũng không vui vẻ gì, trong lòng chủ tính rốt cuộc bước tiếp nên làm gì để giữ thân. Đồng chí Lưu Phong Thanh, nên chú ý bây giờ đang là hội nghị thường vụ. Trần Khiết Văn cũng không chính diện tiếp lời của Lưu Phong Thanh. Mà là nhắc nhở y chú ý thân phận của mình, không phải ủy viên thường vụ thì làm sao có thể phát ngôn. Hạ Tưởng khoát tay. Lão Bì vắng mặt, đồng chí Lưu Phong Thanh là đại diện của ủy ban kỷ luật, đúng lúc nói đến bản án của Phạm Minh Vĩ, nên nghe cậu ta nói xem sao, nghe từ nhiều phía thì tốt hơn, chỉ nghe một phía thì dễ bị sai lệch thông tin, các đồng nói xem đúng không? Vâng, vâng, đúng, đúng. Nên để đồng chí Lưu Phong Thanh phát biểu ý kiến. Mọi người trong hội nghị thường vụ lập tức hùa theo phụ họa. Trần Khiết Văn sắc mặt từ hồng chuyển sang tái nhợt, đành phải thuận nước đẩy thuyền. Nếu các đồng chí đều đồng ý, đồng chí Phong Thanh, cậu hãy kể tỉ mỉ sự việc đi. Khi nói chuyện, bà còn không kiềm chế được sự bực bội trong lòng, không hiểu sao trong lòng liền toát ra một suy nghĩ gàn dở, nếu bị bất hưu có mặt, khi đối mặt với Lưu Phong Thanh liệu có nhớ đến Kỷ Phong Thanh hay không? Lưu Phong Thanh lấy ra một chồng tài liệu thật dày, giọng nói trầm trọng. Các vị lãnh đạo, Phạm Minh Vĩ là một tên tiểu nhân không hơn không kém, y hãm hại phó chủ tịch xã Lý Vệ, chẳng những khiến Lý Vệ bị mất chức, còn sai người cưỡng ép nhốt Lý Vệ vào bệnh viện tâm thần. Lý Vệ không có bị bệnh tâm thần, y là đảng viên Đảng Cộng sản, là người chính trực có lương tâm, trong tay y nắm giữ hàng loạt chứng cứ chứng minh Phạm Minh Vĩ tham ô nhận hối lộ và quan hệ nam nữ bất chính. Hiện tại, chứng cứ nằm trong tay của tôi, mời các vị lãnh đạo xem qua. Chương 977, Khai Hỏa. Thật không ngờ, ngay cả Trần Khiết Văn cũng không ngờ đến, Lưu Phong Thanh tạm thời tham gia hội nghị thường vụ, là một phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kỷ luật còn chưa lên được ủy viên thường vụ, không ngờ dám tung ra một quả bom trực tiếp ném vào người bà. Bà luôn miệng nói Phạm Minh Vĩ là một đảng viên một cán bộ tốt. Bà muốn toàn thành phố thậm chí toàn tỉnh tuyên truyền sự tích anh hùng Phạm Minh Vĩ, ai dè Lưu Phong Thanh bất ngờ xuất hiện, trong phút chốc tung ra chứng cứ chĩa thẳng vào người Phạm Minh Vĩ, khiến cho đầu óc bà có chút choáng váng. Lưu Phong Thanh dường như quyết tâm muốn thay Lý Vệ giải oan, y không cần đợi Trần Khiết Văn, Hạ Tưởng hay bất cứ người nào gật đầu, y vội đứng dậy phát một đống chứng cứ trong tay, có lời khai, có tài liệu, có ảnh chụp, vô cùng tỉ mỉ xác thực. Hạ Tưởng lấy một phần. Chỉ nhìn qua đã hừ lạnh. Thật đúng là một nhân vật anh hùng, huyện Bào Mã trên dưới mắt đều bị mù. Hay là cố ý lừa gạt thành ủy, nghĩ rằng lãnh đạo thành ủy có mắt cũng như mù. Câu chửi mắng này rất sắc bén,
Trần Khiết Văn biết rõ Hạ Tưởng đang mắng bà, nhưng bà cũng không còn sức lực để đối kháng. Bởi vì bà cũng đang cầm một phần chứng cứ, chỉ nhìn qua ảnh chụp Phạm Minh Vĩ và Minh Lam Hiểu ôm nhau, bà chỉ biết Phạm Minh Vĩ coi như đã xong, cuộc đời xem như kết thúc, thanh danh cũng hết, hơn nữa bà cũng mất mát lớn, người của huyện ủy Bào Mã, ban tuyên giáo huyện, cũng mất hết. Cái quái gì đây, còn dám gọi là nhân vật anh hùng, mẹ nó, ngay cả đồ gấu chó cũng không khốn khiếp như vậy. Lôi Nhất Đại chửi ầm lên. Bí thư Trần, bà không phải luôn miệng nói Phạm Minh Vĩ là đồng chí tốt, tôi thấy y không bằng loài chó, bà có đồng ý không? Lôi Nhất Đại dù sao cũng sắp nghỉ, mới không sợ Trần Khiết Văn thù giặc, y là người thẳng tính, không có chút nể nang Trần Khiết Văn, thẳng thắng hỏi Trần Khiết Văn khiến bà á khẩu không trả lời được, chỉ muốn độn thổ cho xong. Bùi Nhất Phong là cựu công an, khi xem qua tài liệu, trong lòng thở dài, Phạm Minh Vĩ coi như xong đời, là nhân vật anh hùng cái quái gì. Thực ra cũng giống Lôi Nhất Đại nói, hiện tại y cũng không bằng đống phân. Biện Hữu Thủy cũng thật là, cứ xem Phạm Minh Vĩ như đống phân rồi vứt bỏ cho xong chuyện, lại cứ muốn gióng trống khua chiêng tuyên truyền Phạm Minh Vĩ và lại Quang Minh, cứ muốn biến bọn họ thành lũ chó má không bằng. Hơn nữa việc này vẫn chưa kết thúc, còn phải truy cứu trách nhiệm huyện Bào Mã. May mắn vấn đề của lại Quang Minh còn chưa bị người khác truyền ra ngoài, nếu không người của huyện Bào Mã càng mất mặt. Từ Hâm khẽ nhướng mí mắt, muốn nói gì, nhưng lại không nói. Bí thư Trần cũng thật là, mở hội nghị thường vụ thảo luận, chẳng phải tự rước lấy nhục sao. Nghĩ lại cũng không đúng, Thường Hào khăng khăng đòi thảo luận ở hội nghị thường vụ, y trong lòng nhảy dựng, lại liếc mắt Thường Hào, nghĩ thầm rằng sau sự việc lần trước, Thường Hào đã bị thị trưởng Hạ thu phục. Trần Khiết Văn bị Lôi Nhất Đại hỏi không có cách nào trả lời, Hạ Tưởng liền không thể không hòa giải. Lão Lôi. Bí thư Trần cũng bị huyện Bào Mã lừa bịp, bà cũng không biết rõ chân tướng sự việc. Đúng, đúng, đều do huyện Bào Mã tùy tiện báo cáo tài liệu, tôi chưa nghe ý kiến của nhiều phía nên vội tin họ. Trần Khiết Văn không còn tác phong và kiềm chế, vội nói, trên mặt ẩn chứa tâm trạng rối ren. Trên gương mặt Hồ Vĩnh Siêu và Lãnh Dương đều hiện lên sự thất vọng, cách ăn nói của bí thư Trần rất khó chấp nhận. Kỳ thật cũng không có thể trách bí thư Trần vì bối rối mà thất thố. Người ngoài đều cho rằng người trong quan trường từ trước đến nay đều có dáng vẻ thong dong điềm tĩnh, đó chỉ là trình diễn trên TV, trời sinh ra nhân vật chính trị vốn cũng là diễn viên, gương mặt bọn họ ở trên TV so với gương mặt bọn họ ở ngoài đời hoàn toàn là hai gương mặt khác biệt. Đừng nói bí thư thành ủy, bí thư tỉnh ủy cũng có khi không khống chế được, cũng có khi đập bàn chửi, mẹ nó, đều là người, cho dù là ngồi ở vị trí cao nhất, cũng có những hỉ nộ ái ố của người bình thường, cũng sẽ nổi giận cũng sẽ mắng chửi. Ngay cả Tổng thống Mỹ Bush cũng đã từng nói, trong mấy năm ông đảm nhiệm chức Tổng thống, số lần khóc còn nhiều hơn mấy chục năm trước đây cộng lại. Rất nhiều người cho rằng nhân vật chính trị rất khó lường, nhưng người có khó lường đến đâu đi nữa, cũng có khi bị ép đến mức không biết làm thế nào, lo sợ mà tháo lui. Bí thư Trần trước kia là người biết kiềm chế, có tác phong, sống khép kín, nhưng hiện tại bị một đòn tấn công của thị trưởng Hạ cũng không còn đủ sức để chống trả. Có thể trách ai, có trách thì trách mình có quá nhiều điểm sơ hở bị người khác nắm được. Nếu người trong sạch, sẽ không có ruồi bọ bu. Bí thư Trần, chuyện này tôi cho rằng cần phải truy đến cùng, huyện Bào Mã dám cố ý bịa đặt tài liệu báo cáo cho thành ủy, nói không chừng còn có điều bí ẩn khác. Hạ Tưởng cố tình tận dụng thời cơ, sau lại tung ra một tin tức hết sức khủng khiếp. Tôi nghe Phó Cục trưởng Cục Công an Lưu nói, việc buôn bán thuốc phiện ở huyện Bào Mã sở dĩ không khống chế được. Bởi vì lại Quang Minh là tên trùm buôn bán thuốc phiện lớn nhất. Bốp, một tiếng, Bùi Nhất Phong lỡ tay đánh rơi cốc pha lê xuống đất bể nát, lá trà và nước trà chảy xuống sàn, còn làm ướt quần của y. A, lỡ tay, thật là xấu hổ. Bùi Nhất Phong không nghĩ tới Hạ Tưởng đã tìm ra được chân tướng của tên trùm buôn lậu thuốc phiện lại Quang Minh, tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng có chút ngỡ ngàng, y lỡ tay đánh vỡ cốc nước, y biết. Vấn đề của huyện Bào Mã sẽ lộ diện ra ánh sáng. Y biết rõ tính cách của thị trưởng Hạ, tìm ra manh mối thủ phạm lại Quang Minh, thì Hà Trạch Lâm cũng khó thoát tội, Hà Trạch Lâm lộ ra dấu vết, Trương Hòa Hưng và Biện Hữu Thủy cũng khó chối cãi. Huyện Bào Mã còn giấu giếm một vấn đề liên quan đến vi phạm quy định đất đai mà chưa được phát giác, hàng loạt sự kiện như lửa bùng nổ, Biện Hữu Thủy cho dù có nước cũng không cứu được lửa lớn như vậy. Từ Hâm cũng sợ tới mức tay chân lạnh cóng. Cây bút trong tay y thiếu chút cũng rơi xuống đất.
Lần trước thị trưởng Hạ làm cho y hoảng sợ, hiện tại y biết tài năng của thị trưởng Hạ vô cùng sắc bén, chuẩn xác, nắm rõ mọi thứ trong tay, hơn nữa mỗi lần ra tay đều chuẩn xác. Nếu Bỉ Bất Hưu không nghỉ phép, Lưu Phong Thanh làm sao có cơ hội trong hội nghị thường vụ tung ra chứng cứ trước mặt mọi người. Y cho dù tìm ra được nhiều chứng cứ chính xác, Bỉ Bất Hưu cũng dìm hết mọi chứng cứ. Tuy rằng Lưu Phong Thanh có thể bí quá hóa liều vượt cấp báo cáo, trực tiếp nộp báo cáo cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Nhưng Ủy ban Kỷ luật tỉnh không can dự đến vụ án ở huyện, đem vụ án chuyển giao cho Ủy ban Kỷ luật thành phố, cuối cùng vụ án lại rơi vào tay Bí Thư Trần và Bỉ Bất Hưu. Hơn nữa Lưu Phong Thanh báo cáo vượt cấp, sẽ khiến lãnh đạo cấp trên không vui. Xưa nay việc báo cáo vượt cấp đều xem là biểu hiện vô chính trị, là trực tiếp miệt thị lãnh đạo cấp trên tuyệt nhiên không thích. Bởi vậy vượt cấp báo cáo nguy hiểm rất lớn, vụ án có được tiến hành hay không còn chưa thể nói được, nhưng sinh mạng chính trị của người vượt cấp báo cáo trên cơ bản xem như chấm dứt. Không đến vạn bất đắc dĩ, người trong quan trường, không ai vì chính nghĩa mà đem tiền đồ và sinh mệnh của mình ra đặt cược. Từng có một bí thư huyện ủy rất chuyên quyền độc đoán, tưởng như là chúa đất của địa phương, đã nói là làm, ngay cả chủ tịch huyện cũng bị ép tới chết. Hơn nữa y còn tham ô nhận hối lộ, số lượng rất lớn. Sau này chủ tịch huyện, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch mặt trận tổ quốc cùng với mấy vị ủy viên thường vụ đã phối hợp tố cáo, đem tài liệu tố cáo nộp cho thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, hội đồng nhân dân thành phố và mặt trận tổ quốc thành phố. Cuối cùng bí thư huyện ủy bị bắt giam điều tra, thành ủy lại điều tới một bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện cũng không tại vị. Sau nửa năm, chủ tịch huyện bị điều đi nhận chức ở thành phố, chủ tịch hội đồng nhân dân thôi chức, chủ tịch mặt trận tổ quốc về hưu, mấy vị ủy viên thường vụ lần lượt bị giáng chức, lấy danh nghĩa học tập để loại hết, tổ chức lại bộ máy huyện ủy. Bởi vì lãnh đạo cấp trên không thích một bộ máy chính đảng quá đoàn kết, lại càng không muốn thấy việc đoàn kết lại để tố cáo nhân vật đứng đầu. Mặc dù tài liệu tố cáo hoàn toàn là thật, không có chút bịa đặt, hơn nữa đối với sự phát triển của địa phương tuyệt đối có lợi, nhưng chính trị vẫn là chính trị, không chỉ vì tình cảm mà không xem thế cục, phải nhìn tình hình cụ thể có phù hợp ý đồ của cấp trên hay không. Người bị tố cáo tất nhiên thất bại thảm hại, nhưng người tố cáo cũng trở thành người thua cuộc của cuộc sống, thật là bi ai. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, không có cách nào khác. Tuy nhiên chẳng qua Thiên Trạch có hạ tưởng, rất nhiều sự tình bi ai và bất đắc dĩ mới bị phơi trần chân tướng, xé tan màn đêm để nhìn thấy ánh sáng. Không có tài năng của hạ tưởng, nếu thị trưởng Hạ không có dũng khí dám cùng Bí Thư Trần đấu tranh, nếu Bỉ Bất Hưu không bị buộc rời khỏi Thiên Trạch, Lưu Phong Thanh cũng không có cơ hội lập lại trật tự, còn Lý Vệ có khả năng ở bệnh viện tâm thần bị tra tấn đến chết. Bởi vậy trừ phi ở vào hoàn cảnh bị ép buộc đến cùng đường, mới có người tự nguyện mạo hiểm đi báo cáo lãnh đạo cấp trên. Mà hành động của Lưu Phong Thanh hôm nay, cũng khiến y đối mặt với mạo hiểm, bị Trần Khiết Văn đẩy vào lãnh cung, hay là bị Bỉ Bất Hưu gây khó dễ khắp nơi. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là nếu thị trưởng Hạ chỉ ngồi yên mà không thèm đếm xỉa tới. Thị trưởng Hạ sẽ khoanh tay đứng nhìn được sao? Nhất định là không. Mọi người ngồi ở đây đều ý thức được vấn đề, trước đây không có nghe Lưu Phong Thanh qua lại với thị trưởng Hạ, như vậy qua chuyện của hôm nay. Mọi người ở thành ủy Thiên Trạch đều cho rằng Lưu Phong Thanh là người của thị trưởng Hạ. Một là tham quan ô lại, một là tên trùm buôn bán ma túy, huyện Bào Mã báo cáo hai nhân vật đều là anh hùng, là cố ý để cho thành ủy khó xử, hay là cho rằng lãnh đạo thành ủy đều là người mù kẻ điếc. Hạ Tường tức giận, ném đống tài liệu trong tay, bộp một tiếng trên bàn. Lão Bùi, sự tình của Lại Quang Minh, anh cũng có trách nhiệm. Bùi Nhất Phong không nói lời nào, mặt đanh lại. Lão Thường, anh cũng có trách nhiệm, xuống dưới kiểm tra một vòng, không có thu hoạch kết quả gì, có phải xuống để ăn uống tiệc tùng cùng nhau, để ứng phó chuyện phải không? Thường Hào xấu hổ cúi đầu, không còn lời nào để nói. Còn có anh, đồng chí Thiên Vũ, tài liệu báo cáo lên huyện không chặt chẽ, khiến Bí Thư Trần ù ù cạc cạc, anh cũng nên kiểm điểm lại mình. Trần Thiên Vũ xấu hổ. Thị trưởng Hạ phê bình rất đúng. Bùi Nhất Phong, Từ Hâm. Lãnh Dương và Hồ Vĩnh Siêu đều âm thầm gật đầu, thị trưởng Hạ đem trách nhiệm phân tán cho từng người, cũng là tạo lối thoát cho Bí Thư Trần hạ cánh, quả thật phương pháp tiến có lui có, không nằm ngoài tầm tay của thị trưởng. Trần Khiết Văn lúc này không còn lời nào để nói, Hạ Tưởng đã xử lý chu toàn mọi mặt, hắn mặc dù thu hoạch thắng lợi lớn, vẫn không quên giữ cho bà một chút thể diện, trong lòng bà có chút mơ hồ cảm kích, mặc dù bà cũng biết,
kỳ thật mọi sự sắp đặt, đều là thủ đoạn đằng sau của Hạ Tường. Cao Minh ở chỗ người bị trúng kế hắn lại sinh ra cảm kích với hắn, thị trưởng Hạ, anh quả là tài giỏi. Trần Khiết Văn đành phải thuận thế Hạ mình nói. Sự tích tuyên truyền anh hùng, sau này cũng không nên nhắc đến. Đồng chí Lưu Phong Thanh sắp xếp lại một bản tài liệu báo cáo hoàn chỉnh gửi lên thành ủy, đồng chí Bùi Nhất Phong hỗ trợ đồng chí Lưu Phong Thanh điều tra chân tướng sự thật về vụ Lại Quang Minh buôn lậu thuốc phiện. Bùi Nhất Phong cúi đầu khẽ nhìn di động, vẻ mặt hết sức sửng sốt. Bí thư Trần, thị trưởng Hạ, Lưu Nhất Cửu báo cáo, y vừa mới bắt được Đỗ Bất Tam kẻ buôn bán ma túy lớn thứ hai của huyện Bào Mã. Đỗ Bất Tam đã nhận tội, trưởng phòng công an huyện Bào Mã Hà Trạch Lâm cũng tham gia buôn lậu thuốc phiện. Chương 978, phức tạp rồi. Không ai có thể ngờ được rằng, Bùi Nhất Phong lại đem chuyện Hà Trạch Lâm có liên quan đến vụ buôn lậu thuốc phiện trực tiếp nói trước mặt mọi người trong buổi họp. Chẳng khác nào phơi bày vụ việc trước mặt các ủy viên thường vụ, một khi đã công khai rồi, muốn che giấu tuyệt đối không có khả năng. Cũng từ hành động này mà có thể nhận ra rằng, Bùi Nhất Phong không muốn che giấu, y cố ý công khai sự việc cho mọi người đều biết, mục đích là mau chóng đem sự việc đặt ngửa lên bàn. Sau khi hay tin, nhiều người cảm thấy ngột ngạt, một khi cái nắp của huyện Bào Mã bị vạch trần, từng sự bê bối bên trong nay thả nổi lềnh bềnh trên mặt nước khiến cho ai nấy cũng phải giật mình, chẳng lẽ nói, đây chính là mặt trái của huyện Bào Mã sao? Chí ít hiện tại đã dính dáng đến cục trưởng cục công an, nếu tiếp tục điều tra, không biết ai sẽ bị lôi vào trong vòng xoáy này. Trần Khiết Văn không biết nên nói gì, cô đối với ý đồ của Bùi Nhất Phong trong lòng cũng rất rõ ràng, biết Bùi Nhất Phong phải đứng ngoài cuộc. Hạ Tường quả thực không đơn giản, có lẽ hắn đã nắm được chứng cớ từ lâu, nhưng vẫn không ra tay, chính là muốn tìm một cơ hội thực sự thích hợp, chẳng những khiến cho Bì Bất Hưu không kịp trở tay, cũng khiến Bùi Nhất Phong muốn gây cản trở cũng chẳng thể làm được gì. Quả nhiên, Bùi Nhất Phong không những không thể làm được gì, mà còn trở thành kẻ thuận nước đẩy thuyền. Nhưng chuyện này có gây ra chấn động lớn ở huyện Bào Mã, Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng chí ít phải giữ lấy một, không thể để hai người cùng lọt lưới. Trần Khiết Văn xua tay nói. Trước khi tan họp, những vấn đề khác của huyện Bào Mã sẽ được nghiên cứu thêm ở hội nghị công việc bí thư. Hội nghị công việc bí thư chính là đặc quyền của bí thư, là hội nghị do một số ít người lập ra những quy định của trò chơi, cũng là thủ đoạn tốt nhất đem một bộ phận ủy viên thường vụ có thực quyền không lớn loại trừ ra ngoài, đồng thời, là hội nghị nội bộ đem một phần chân tướng sự tình giấu giếm ở phạm vi nhỏ. Các ủy viên thường vụ khác không phục cũng không có cách nào phản đối, tuy cùng là ủy viên thường vụ, nhưng thực quyền của cả hai khác nhau, và quyền lực cũng cách nhau quá lớn. Nhưng cho dù không có đủ tư cách tham gia hội nghị công việc bí thư, trong thâm tâm ai nấy đều hiểu rõ, vấn đề của huyện Bào Mã, chỉ sợ tất cả đều chịu cảnh bại hoại. Khi hội nghị thường vụ kết thúc, ngay sau đó tổ chức hội nghị công việc bí thư, nhân viên tham dự hội nghị gồm Trần Khiết Văn, Hạ Tường, Ngô Minh Nghị, Bùi Nhất Phong, Trần Thiên Vũ, VV Lưu Phong Thanh cũng được mời đến dự thính hội nghị. Trong hội nghị công việc bí thư Trần đã khôi phục thái độ bình thường, hơn nữa lại mang vẻ tự tin đã nắm chắc tất cả trong tay, khiến cho Bùi Nhất Phong thầm ngạc nhiên, bí thư Trần cũng không đơn giản, có thể khôi phục sự trấn tĩnh rất nhanh, hơn nữa lại nhanh chóng đưa ra uy quyền của nhân vật số 1, xem ra, cô đã nghĩ ra đối sách. Nhưng vấn đề là, sức mạnh của bí thư Trần đến từ đâu? Sức mạnh của bí thư Trần phát sinh từ hai phương diện, thứ nhất là sau khi hội nghị thường vụ kết thúc, bình tĩnh lại tinh thần, cảm thấy cô vẫn không lão luyện đầy đủ kinh nghiệm, các thủ đoạn liên hoàn khi đối mặt với Hạ Tường, không nên thất thố. Bởi vì sự việc ở huyện Bào Mã vẫn còn nằm trong sự khống chế của cô, Hạ Tường phát hiện cũng chẳng làm gì được, mặc kệ giải quyết thế nào, cuối cùng vẫn phải thông qua bàn tay của cô, tuyệt đối không thể khác được. Chẳng qua cô bị công kích quá bất ngờ nên trở tay không kịp dẫn đến tình trạng thất thố trên mà thôi, liên tưởng đến việc ứng xử của Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng, sự việc ở huyện Bào Mã chắc chắn là lật lại không nổi, Hà Trạch Lâm có thể hy sinh, tiếp tục hướng về phía trước. Khi đó không còn ai có thể điều tra được. Nói cho cùng, ở thành phố Thiên Trạch này, cô vẫn là người đứng đầu, mà người đứng đầu cần phải nắm chắc đại cục trong tay, trong các thời điểm then chốt cần phải ra sức xoay chuyển tình thế hiểm nghèo, nói một không hai. Cứ nghĩ chuyện thất thố vừa rồi của cô trong cuộc họp, cô lại giận bản thân không có lý trí, đã nắm giữ thành phố Thiên Trạch mấy năm rồi, Hạ Tưởng mới chạm được đến bề ngoài, hắn có thể đảo lộn được trời đất sao? Lại nói Đông Y Thiên Trạch ở huyện Bào Mã có liên quan đến ích lợi Khâu gia,
Khâu Gia sao có thể nhắm mắt làm ngơ cho được. Ngoài ra, còn một hướng đi mới khác mang đến cho cô sức mạnh rất lớn, Hứa Phàm Hoa tự biết bản thân không thể chống chọi được ở cái thành phố Thiên Trạch này nữa, nên đã trình đơn lên tỉnh ủy, chủ động đề xuất chuyện rời khỏi Thiên Trạch, tỉnh ủy đã lộ ra tin tức, trên nguyên tắc đồng ý. Những lý do ở trên đều không thể đem lại sự vui mừng cho cô, mà điều khiến cô chờ mong nhất là Chiến Kính Bằng được chọn đảm nhận ứng cử viên phó thị trưởng ủy viên thường vụ mới. Chiến Kính Bằng có ba thân phận, một là y còn trẻ, năm nay mới 33 tuổi, là thái tử đảng, thứ hai y là bạn trai của Kim Nhan Chiếu, thứ ba y là bạn tốt của Bạch Chiến Mặc. Mặc kệ là thân phận nào, điều quan trọng là y hoàn toàn không có hảo cảm với Hạ Tưởng, hơn nữa y là thái tử đảng của Đoàn Hệ, cha y là một trong những người có thủ đoạn và có thực lực trong nước, tuy rằng vẫn chưa đứng vào hàng ngũ cấp cao nhất, nhưng cũng là ủy viên Bộ Chính trị, lại nắm quyền cao trong tay. Chiến Kính Bằng đến, so với Hứa Phàm Hoa càng có thể hình thành thế gọng kìm kìm kẹp Hạ Tưởng. Hơn nữa Trần Khiết Văn cũng nghe nói, bởi vì Bạch Chiến Mặc, Chiến Kính Bằng không có chút ấn tượng tốt và luôn tỏ thái độ khinh thường Hạ Tưởng. Cũng có lời đồn rằng, Chiến Kính Bằng luôn phê bình khéo đối với việc Kim Nhan Chiếu hay ở cùng Hạ Tưởng. Bởi vì những nguyên nhân đó mà Trần Khiết Văn sau khi hít sâu một hơi, đã nhanh chóng hồi phục lại dáng vẻ tự tin vốn có. Hội nghị công việc bí thư kỳ thật cũng không có nhiều nội dung để thảo luận, chỉ đơn giản nghe Lưu Phong Thanh báo cáo về vụ án, lại nghe ý kiến xử lý của Bùi Nhất Phong đối với việc Lưu Nhất Cửu bắt được Đỗ Bất Tam, cuối cùng đạt được sự nhận thức chúng, tiếp tục điều tra vụ án, thành lập tổ phá án liên hợp từ Ủy ban Kỷ luật và Cục Công an thành phố, Ủy ban Kỷ luật thành phố do Lưu Phong Thanh đứng đầu, Cục Công an thành phố do Lịch Phi đứng đầu, vốn dĩ Trần Khiết Văn định tiến cử Lưu Nhất Cửu. Nhưng Bùi Nhất Phong công bố Lịch Phi làm việc thời gian dài ở cơ sở. Nên có nhiều kinh nghiệm, Lưu Nhất Cửu càng thích hợp với việc phá án và truy bắt tội phạm. Trần Khiết Văn biết Bùi Nhất Phong nợ Hạ Tưởng một ân tình, nhưng trong một số việc nhỏ nhặt thì không cần thiết phải so đo, cũng không có gì phải phản đối. Lịch Phi vẫn chưa chính thức nhậm chức, nhưng đã gánh trọng trách trên vai. Cần làm thế nào thì cứ làm như thế, tuyệt đối không làm việc cá nhân. Ý kiến phía thành ủy rất rõ ràng. Tuyệt đối không nương tay cho những việc làm rối loạn kỷ cương, trái với pháp luật. Lời của Trần Khiết Văn rất khí phách, thậm chí nhìn sự biểu hiện bên ngoài, cô luôn làm tròn bổn phận một bí thư thành ủy. Sau buổi họp, tất cả mọi người đều cảm thấy nặng nề, bởi vì tất cả rõ ràng, xoay quanh vấn đề huyện Bảo Mã, lại thêm một hồi tranh luận gay cấn. Trần Thiên Vũ còn dễ nói, y là đại quản gia trong thành ủy, xét về khía cạnh cơ bản sẽ không tham gia quá tường tận. Tâm trạng của Ngô Minh Nghị không được tốt, nếu để sau cùng đề cập đến biện hữu thủy, e là khó mà đưa ra quyết định lựa chọn sau cùng. Người khó đưa ra quyết đoán nhất chính là Bùi Nhất Phong, y nắm rõ nhiều nội tình, nhưng vẫn cứ làm bộ như không biết gì cả, mà quan trọng hơn cả, không biết mấu chốt nào sẽ làm liên lụy đến y. Tuy rằng nói y tự nhận sự việc sẽ được giải quyết êm xuôi sạch sẽ, nhưng ai dám bảo đảm là sẽ không lưu lại dấu vết. Bùi Nhất Phong cũng biết lập trường trước mắt của y rất nguy hiểm, muốn mọi việc được thuận lợi, nhưng khả năng lớn nhất thường là hai bên không thống nhất được ý kiến. Nhưng thân là chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật kiêm Cục trưởng Công an, dưới tình hình Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kỷ luật điều tra rõ sự tình Phạm Minh Vĩ hãm hại Phó Chủ tịch xã, sau khi thị trưởng nắm bắt được tin Lại Quang Minh là người có vấn đề nhất ở huyện Bảo Mã, y không biểu hiện ra lập trường công chính mà một cục trưởng nên có. Phía trên, thấy thẹn cho thân phận và chức trách mà y đang nắm giữ, phía dưới, y cũng có lỗi với bộ cảnh phục khoác trên người. Nói đi nói lại, Bùi Nhất Phong lo lắng xem xét sự việc rốt cuộc đã phát triển đến bước nào, đi tới đi lui bỗng nhiên nhớ tới một việc. Thị trưởng Hạ, buổi chiều đồng chí Lịch Phi đến nhậm chức, tôi sẽ đi đón đồng chí ấy. Bùi Nhất Phong khách khí nói, y là cục trưởng, làm gì có chuyện người có địa vị cao khom mình cúi đầu đi nghênh đón một người có địa vị thấp hơn. Không ngờ Hạ Tưởng lại nói. Tôi vốn định tự mình đi đón đồng chí ấy, tuy nhiên buổi chiều thật sự không thể thu xếp được thời gian. Bùi Nhất Phong không biết phải làm thế nào, đành phải đồng ý. Không làm phiền đến anh, để tôi đi là được rồi. Hạ Tưởng buổi chiều quả thật có việc gấp phải làm, nếu không hắn rất muốn đích thân đón Lịch Phi. Bởi vì Liên Nhược Hạm tới Thiên Trạch, chuẩn bị chính thức xây dựng biệt thự Hoa Hải Nguyên. Liên Nhược Hạm đến Thiên Trạch. Hạ Tưởng phải hủy bỏ hết các cuộc hẹn, đích thân đón tiếp. Liên Nhược Hạm là ai? Là một trong hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn. Thảo Nguyên vào trung tuần tháng 4,
đâu đâu cũng là đồng cỏ xanh tươi, Hạ Tưởng không mang theo lái xe và thư ký, một mình cùng Liên Nhược Hạm tản bộ ở trên thảo nguyên. Gió xuân thổi nhẹ, tuy rằng vẫn còn mang theo chút xe lạnh, nhưng vẫn cảm nhận được sự mát mẻ trong nó, khiến cho tâm tình người ta được thả lỏng. Vừa mới trải qua một trận đấu tranh chính trị kịch liệt, hiện tại lại được thư giãn trong giây phút, Hạ Tưởng cảm thấy vô cùng cảm kích trước sự xuất hiện của Liên Nhược Hạm vào lúc này. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo của Liên Nhược Hạm, dù sao xung quanh không có nhiều người, cũng không có mấy ai nhận ra thân phận thị trưởng của hắn. Liên Nhược Hạm chỉ trỏ vùng thảo nguyên, kể về những chuyện vui trước kia ở huyện bá, cứ như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Tuy nhiên hiện tại Liên Nhược Hạm đã không còn là cô gái có chút cô độc cổ quái có chút cấp tiến như ngày đó nữa, tuy rằng vẫn rất có cá tính, nhưng dịu dàng hơn rất nhiều. Ngẫm lại lúc ấy đúng là ngốc thật, không ngờ đã coi trọng anh, còn một mực khăng khăng như thế. Hiện tại tầm nhìn của em đã rộng hơn, mới phát hiện người đàn ông tốt trên thế gian này rất nhiều, tuy nhiên hối hận cũng đã muộn rồi, con cũng đã sinh cho anh rồi. Anh nói xem, tất cả tuổi thanh xuân em đều dành cho anh sẽ báo đáp e thế nào đây? Liên Nhược Hạm cảm xúc mà than thở xong lại quay sang trêu chọc Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cười ha hả một hồi. Anh buông tay, trời đất bao la em muốn đi đâu thì cứ đi, thiếu gì người tướng mạo bảnh bao, e thích ai thì cứ chọn lấy một người. Tới địa ngục đi, xem anh có dám làm như vậy không? Anh muốn bỏ rơi em sao? Nói cho anh biết nhé, Hạ Tưởng, em đâu giống như một thiếu phụ có chồng. Liên Nhược Hạm nhấc chân lên đá, vẫn rất tùy tiện như trước kia. Hạ Tưởng vội né tránh, may mắn không bị cô đá trúng chân. Chú ý hình tượng một chút, tốt xấu gì anh cũng đường đường là một thị trưởng, động một tí là bị đàn bà con gái đánh, như vậy sẽ tổn hại tới hình tượng một cán bộ đảng viên. Liên Nhược Hạm mới không sợ hắn. Anh cứ việc giữ hình tượng trước mặt người khác, còn trước mặt em đừng nên tỏ ra thế này thế nọ. Anh luôn phải diễn kịch này nọ với biết bao người, còn ở trước mặt em lúc nào cũng vội vội vàng vàng chuyện chăn gối. Hạ Tưởng đổ mồ hôi, nghĩ tới trước kia thật đúng là như thế, chủ yếu cũng là hắn và Liên Nhược Hạm chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, vừa thấy mặt khó tránh khỏi không kiềm chế được bản thân, đàn ông ai cũng giống nhau, hắn lại đang trong độ tuổi cường tráng, không vội mới là lạ. Tuy nhiên Liên Nhược Hạm lại đem việc này ra chế nhạo, bản thân đường đường là một người đàn ông, sao có thể để phụ nữ làm cho không đường thối lui. Hạ Tưởng nhận thấy xung quanh không có ai, liền ôm chặt lấy Liên Nhược Hạm. Thế nào, có muốn anh treo án tử hình cho em ngay tại đây không? Liên Nhược Hạm vội vã giãy ra, cười khúc khích. Anh đừng có mơ, em không đồng ý hợp tác cùng anh. Liên Nhược Hạm dáng người vẫn hoàn mỹ như xưa, tiếng cười của cô trong trẻo vọng ra xung quanh, bước chân lên đám cỏ cây cây xanh mượt, dáng điệu như đang nhảy múa, khung cảnh giống như trong mơ. Hạ Tưởng cũng không đuổi theo. Mà đứng bất động ngờ nghệch ra tại chỗ, toàn tâm thưởng thức khung cảnh trước mặt. Trời xanh mây trắng, cây cỏ xanh tươi, lại thêm mỹ nhân tô điểm cho quang cảnh thêm hoàn mỹ. Đáng tiếc, lúc này tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Nếu là việc công, Hạ Tưởng quyết định không nghe, chỉ nhìn thoáng qua dãy số gọi đến đã ngây ngẩn cả người, là điện thoại từ nước ngoài gọi về, chẳng lẽ là Cổ Ngọc, nhưng nhìn dãy số lại thấy không đúng, cứ chần chừ nghe máy. Chương 979, điều tra. Đoán xem em đã gặp ai ở Mỹ. Mỗi lần Phó Tiên Tiên nói chuyện với Hạ Tưởng, chưa bao giờ tỏ ra khách khí, vừa rồi hỏi một câu không đầu không đuôi, sau đó lại tự trả lời. Hoa nhài vàng, bạc. Suốt hai tháng qua không có liên lạc gì với Phó Tiên Tiên, cũng không biết cô đã đi nơi nào, trước nay cô vẫn luôn không thích ở một chỗ, thường xuyên đi ngao du khắp nơi, không ai có thể biết chắc hiện tại cô đang ở đâu. Hóa ra hai tháng trước đã đến Mỹ, mà điều khiến Hạ Tưởng giật mình kinh hãi, làm sao cô gặp được hoa nhài vàng, bạc. Nước Mỹ đâu phải nhỏ, chắc chắn không phải là cuộc gặp gỡ tình cờ. Quả nhiên, Phó Tiên Tiên còn nói tiếp. Em đến nước Mỹ giải sầu, bỗng nhiên nghĩ tới hoa nhài vàng, bạc cũng đang sống tại nước Mỹ, cho nên đã liên hệ với các cô ấy. Anh thật là người vô tình, chẳng nhẽ một chút cũng không quan tâm các cô ấy sống thế nào được sao? Sao tự nhiên Phó Tiên Tiên lại nghĩ rằng hắn là kẻ không có lương tâm? Mà quả thật kể từ khi hoa nhài vàng, bạc đi đến nay, vẫn chưa từng có liên hệ nào. Không phải không nghĩ đến việc liên lạc với các cô ấy, mà là không có lời nào để nói. Nga Ni Trần liều chết đọ sức, cuối cùng chứng cứ vô cùng xác thực, Cổ Hướng Quốc bị tòa phán án tử hình, đồng thời gã cũng được hoãn việc thi hành án tử hình,
nhưng vì nguyên nhân Nga Ni Trần liên quan đến chính trị, cho nên việc gã tạm chưa bị án tử hình thì cũng không có nghĩa là sớm thoát khỏi cảnh tù tội, chỉ sợ mức án cuối cùng là tù chung thân, mà nhẹ nhất cũng phải 20 năm tù giam. Nga Ni Trần e là không sống nổi 20 năm, cho nên có thể dự đoán được quãng đời còn lại của gã sẽ phải ở trong tù. Nga Ni Trần có kết cục ngày hôm nay, không có quan hệ gì với bàn tay sắt của hắn, bởi vậy hắn không muốn liên lạc với Hoa Nhài Vàng, bạc, cũng biết các cô cũng có tâm tư là rất căm hận hắn. Hỏi thăm mấy cô ấy giúp anh, có gì cần giúp, cứ việc nói, anh sẽ cố giúp hết sức. Hạ Tưởng không biết phải an ủi các cô ấy thế nào, đành phải nói những lời khách khí. Thật là, chẳng có chút thành ý nào. Không biết vì sao Phó Tiên Tiên lại đứng về phía của Hoa Nhài Vàng, bạc. Đừng bao giờ nói chuyện với em bằng cái giọng điệu thị trưởng đó. Bằng không đừng trách sao em không nể tình. Nói cho anh biết nha, Hạ Tưởng, Hoa Nhài Vàng, bạc đã đáng thương lắm rồi. Cuộc sống của họ ở Mỹ cũng đâu dễ chịu gì. Tiền mà Nga Ni Trần dành lại cho họ, hầu hết đều bị giữ lại. Còn một ít thì bị chính phủ Mỹ niêm phong thu giữ. Bảo là sau khi điều tra rõ sẽ hoàn trả, hiện tại họ sống ngày nào chỉ biết ngày đó. Không ngờ anh lại chẳng có chút lương tâm nào, ngay cả một tiếng hỏi thăm cũng không có. Dẫu gì Hạ Tưởng cũng là một thị trưởng, cũng không nhớ rõ đã mấy năm không có ai mắng chửi hắn, tất nhiên người mắng chửi hắn cũng có, nhưng làm gì có ai dám đứng trước mặt hắn mà mắng chửi. Phó Tiên Tiên lại nói hắn không có lương tâm đến hai lần, hắn không chỉ không giận, mà quả thật còn thấy chút xấu hổ. Không ngờ rằng Hoa Nhài Vàng, bạc lại chật vật sống từng bữa ở Mỹ, càng không nghĩ tới tiền Nga Ni Trần gửi sang lại có lai lịch bất chính, nên bị tạm giữ điều tra. Hạ Tưởng vô cùng đau lòng. Anh chấp nhận lời trách móc của em, Tiên Tiên, hãy thay anh xin lỗi đến họ một tiếng. Lời muốn nói vẫn chưa thốt ra hết, đã bị Phó Tiên Tiên chặn lại. Có việc gì anh cứ nói thẳng với họ, em không rảnh mà làm người chuyển lời. Điện thoại lại đổ chuông. Một hồi lâu sau, mới có người rụt rè lên tiếng từ đầu bên kia. Chào ngài, thị trưởng Hạ, cuộc sống của tôi và em gái bên này cũng tốt lắm, ngài không cần lo lắng, cũng đừng nghe Tiên Tiên nói lung tung. Điện thoại dường như bị người khác đoạt lấy, sau đó là tiếng của một người khác. Thị trưởng Hạ, không cần anh thông cảm hay thương hại cho chị em tôi, chúng tôi có thể tự nuôi sống được bản thân. Nếu có thời gian thì phiền anh có thể dành thời gian đó quan tâm dùm người cha đang ở trong tù của chúng tôi, như vậy chúng tôi đã biết ơn anh lắm rồi. Người lên tiếng đầu tiên là Hoa Nhài Bạc, tiếp theo là tiếng của Hoa Nhài Vàng. Hạ Tưởng lần đầu tiên cảm thấy nghẹn ở cổ, không thốt được lời nào, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Tôi có đến thăm Chủ tịch Trần một lần vào buổi lễ mừng năm mới. Cuộc sống của ông ấy trong trại giam cũng rất tốt, lại chấp hành tốt nội quy trong đó. Tiếng Hoa Nhài Bạc nhỏ nhẹ, trầm bổng phát ra từ ống nghe. Suốt thời gian qua không có lấy một cuộc điện thoại, chị em chúng tôi tuy rằng không có cho anh, nhưng cũng không hổ thẹn với anh quả là người không có lương tâm. Em đừng nói thị trưởng Hạ như vậy, anh ấy là người tốt. Người tốt gì, chỉ là đạo đức giả thôi. Đêm đến chỉ biết vùi đầu ngủ trong chăn ấm nệm êm, chẳng thèm quan tâm gì đến chuyện khác, hắn ta có phải là đàn ông hay không? Không phải chính em bảo là chỉ được phép đứng xem chứ đừng đụng vào. Đàn bà con gái lúc nào chẳng nói một đường nghĩ một nẻo, nói vậy mà hắn cũng tin. Hắn là đồ ngốc hả? Hạ Tưởng đổ mồ hôi hột, có lẽ cộng thêm việc xa cách. Khiến cho tính cách của Hoa Nhài Bạc càng thêm mạnh mẽ. Không biết Liên Nhược Hạm đi tới trước mặt từ khi nào, dường như đã nghe loáng thoáng được cái gì, khuôn mặt cười nhưng lại như không. Lại vụng trộm nói chuyện với em nào vậy? Em biết đàn ông con trai luôn có tính mèo mả gà đồng, trong mắt anh thì em và cô bé Lê chẳng còn sức thu hút nữa rồi, đúng không? Hôm nay làm sao vậy, không thấy hoa đào nở, hắn sao đã làm tổn hại đến hoa đào rồi? Hạ Tưởng làm bộ hết nhìn đông tới nhìn tây, còn khịt khịt mũi vài cái. Trên đồng cỏ thế này sao lại ngửi thấy mùi giấm vậy nhỉ? Chẳng nhẽ hôm nay em không dùng nước hoa mà dùng giấm sao? Liên Nhược Hạm tức giận. Bước đến định đá Hạ Tưởng một cái, không ngờ Hạ Tưởng lại ôm chầm lấy cô. Có chuyện này cần em giúp đỡ, thật ra là chuyện của hai chị em đáng thương này. Sinh đôi, hai chị em nhà họ Hoa. Phải. Hạ Tưởng thật thà đáp. Khẩu vị ngày càng cao rồi đó. Liên Nhược Hạm trêu chọc nói. Không phải, em hãy nghe anh nói đã, là chuyện nghiêm túc. Hạ Tưởng biết Liên Nhược Hạm không phải là người không biết lý lẽ.
Hơn nữa cô cũng từng nghe nói đến chuyện của hoa nhài vàng, bạc, không giấu được, nên đã đầu đuôi gốc ngọn nói ra cuộc tao ngộ của hai chị em họ bên Mỹ. Cái chuyện nợ tình nợ nghĩa của anh lại muốn em thay anh hoàn trả, anh may mắn thật đó, hên là em không phải người keo kiệt. Liên Nhược Hạm quả nhiên mềm lòng. Nếu là ở thời cổ đại, em chính là vợ chính thất. Chính thất phải độ lượng với các tiểu thiếp, như vậy mới có thể khiến người khác nể phục. Hạ Tưởng nhẹ nhàng nịnh. Đàn ông các anh ai cũng xấu xa như vậy cả, ai cũng mong có được ba bốn cô vợ xinh đẹp vây quanh hầu hạ, anh cũng chẳng khác gì, đừng có kiểu đại vĩ ba lang với em. Liên Nhược Hạm không phục mà nhéo Hạ Tưởng một cái, cô lúc nào cũng vậy, nhéo đến mức Hạ Tưởng méo cả miệng. Nhéo rồi lại thấy đau lòng, vội thổi giúp hắn, sau đó lại gọi điện thoại đến công ty bên Mỹ, giải thích vài câu, còn nói. Xong rồi, đã thu xếp chuyện của hai chị em nhà hoa của anh rồi đấy, tiện cho anh yêu chiều bất cứ lúc nào, đến lúc đó nếu như anh có cần phải đến Mỹ, nhớ tìm em chi trả vé máy bay. Hạ Tưởng ngây ngô cười, không lên tiếng, mọi việc cứ để Liên Nhược Hạm tha hồ nói. Một lát sau, Phó Tiên Tiên lại gọi điện thoại tới. Xem như là anh còn chút lương tâm, mọi việc được giải quyết ổn rồi. Mà anh cũng giỏi thật đấy, còn trực tiếp gọi điện thoại đến phó thị trưởng, còn có một công ty lớn đưa ra yêu cầu mời hai chị em họ đến đó làm việc, lương bổng cũng rất cao, điều kiện làm việc rất tốt. Không ngờ bản lãnh của anh lớn như vậy, xem như em cũng được mở mang tầm mắt, hay là em ngủ cùng anh một đêm, anh cũng thu xếp cho em một công việc tốt như vậy nhé. Hạ Tưởng đang đau cả đầu, còn tâm trí đâu mà nghe Phó Tiên Tiên trêu chọc. Đừng bậy bạ nữa, chờ em về rồi nói sau, anh có việc cần giải quyết gấp. Đồ có mới quên cũ, chẳng chút lương tâm nào. Phó Tiên Tiên hét lên một câu, cúp điện thoại. Ai là mới, ai là cũ? Hạ Tưởng mơ hồ, đàn bà con gái thật khó đối phó, ở thành ủy đã có Trần Khiết Văn, bên cạnh có Liên Nhược Hạm, bên kia bầu trời có hoa nhài vàng, bạc và Phó Tiên Tiên. Theo sau, lại thương định một chút về mục đích đầu tư với Liên Nhược Hạm. Ý tưởng của Hạ Tưởng là xây dựng trang viên mang tính chất cửu hào công quán, được gọi là trang viên Hoa Hải, Liên Nhược Hạm lại không muốn kiếm tiền, chỉ nghĩ xây dựng thành một trang viên tư nhân. Bỏ ra 2 tỷ có lẽ là đủ rồi. Liên Nhược Hạm cậy dầu lên mặt, ngón tay trắng nõn chỉ trỏ. Xây biệt thự ở đây, xung quanh được bao bởi vườn cây, chỗ này là trồng các loại đào, bên này là cây hạnh. Em không cần kinh doanh đối ngoại, phức tạp lắm. Chỉ muốn xây dựng một câu lạc bộ tư nhân, dùng để bày trí tình yêu của em thôi. Hạ Tưởng là thị trưởng, cũng coi như là người có kiến thức rộng rãi, vậy mà vẫn bị lời nói của Liên Nhược Hạm làm hoảng sợ, chỉ ra 2 tỷ, chỉ để xây dựng một trang viên cá nhân, vậy có thể xem là xa xỉ không? Hắn thật sự chịu không nổi nữa rồi. Xây dựng câu lạc bộ mang tính chất của cửu hào công quán, sẽ thu hút lượng lớn các thương gia đến từ Bắc Kinh, có lợi cho việc nâng cao hình tượng thành phố Thiên Trạch. Càng có lợi cho việc triển khai công tác thu hút đầu tư, hơn nữa khách thương nhân một khi nhiều, dự án Kinh Bắc Tân Thành của Thiên Trạch cũng có thể sớm mở ra cục diện. Lúc này Liên Nhược Hạm dịu dàng ôm lấy cánh tay Hạ Tưởng, lắc đầu thở dài một tiếng. Giá khất tùy khất, giá tẩu tùy tẩu, một người con gái bị gả cho một tên ăn mày hay một ông lão thì cũng phải sống với người đó đến hết đời, đã gả cho thị trường thì phải đi theo GDP, lúc nào em cũng bị anh tính kế để phục vụ cho những chiến tích của anh. Anh cũng thật không biết xấu hổ. Tuy là nói như thế, Liên Nhược Hạm cũng biết Hạ Tưởng quả thật một lòng suy nghĩ đến sự phát triển của thành phố Thiên Trạch, bèn đồng ý. Dù sao em đã bán cho anh rồi, anh nói sao em nghe vậy. Nhưng nói trước, em chỉ chi ra 2 tỷ mà thôi, nếu như không đủ thì anh tự tìm cách đi, hy sinh sắc tướng thì em cũng không màng đến, dù sao em cũng không bỏ ra thêm một cắc nào nữa. Hạ Tưởng nổi giận. Anh đường đường là thị trưởng mà lại hy sinh sắc tướng sao? Chỉ cần anh gọi một cuộc điện thoại thôi là đã có 1 tỷ trong tài khoản rồi. Thật không? Liên Nhược Hạm vẻ mặt trêu đùa, giống như hoa đào. Nếu như tối nay anh làm em hài lòng, em lấy ra 2 tỷ. Còn nếu như không tốt, thì anh cũng thử bỏ giấc mơ này đi, nói xem, có đồng ý không? Hạ Tưởng hết chỗ nói rồi. Một lần thoải mái khó mà tìm được. Hắn lại dẫn Liên Nhược Hạm đến nơi xa nhất vùng đồng cỏ khảo sát, lại giới thiệu những kiến trúc mới vùng Kinh Bắc Tân Thành cho cô được biết. Liên Nhược Hạm đương nhiên vô cùng ủng hộ sự nghiệp của Hạ Tưởng, lập tức gọi điện cho Thiểm Liên, bảo y đại biểu cho tập đoàn Viễn Cảnh đi đến thành phố Thiên Trạch khảo sát dự án Kinh Bắc Tân Thành, tranh thủ đưa ra nguồn vốn đầu tư 1 tỷ.
Trên thực tế dự án Tân Thành Kinh Bắc có liên kết chặt chẽ với một loạt hoạt động kinh tế của Hà Tường, chỉ có hoạt động kinh tế càng ngày càng nhiều, mới có thể xúc tiến giao lưu, mới có thể mang đến phồn vinh. Người nhiều, tiền nhiều, thị trường bất động sản mới có thể thịnh vượng đi lên. Chỉ cần không phải khách đầu cơ bất động sản có ác ý, nhà đầu tư từ Bắc Kinh đến mua thuê văn phòng, Hà Tường đương nhiên đều rất hoan nghênh. Trên thực tế sức mua của người dân thành phố Thiên Trạch rất thấp, chỉ có thể đánh vào lượng khách hàng tiềm năng từ bên ngoài. Liên hợp lễ hội văn hóa du lịch, trang viên Hoa Hải, nhà máy điện sức gió, còn có rất nhiều hạng mục kinh tế mới phát triển khác, đều gián tiếp đem lại phồn vinh cho mảng động bất động sản, đồng thời đều xúc tiến phát triển kinh tế, cũng vì sự thịnh hành của Tân Thành Kinh Bắc mà gây dựng nền móng. Bất động sản trước kia là việc vô cùng quan trọng để các chính quyền địa phương tăng sức phát triển kinh tế, Hà Tường cũng không thể bỏ qua ngành này. Nhưng làm thế nào để nó phát triển tốt, làm thế nào để phát huy hiệu quả và lợi ích cho thành phố Thiên Trạch, hắn cũng đã suy xét rất nhiều. Liên Nhược Hạm chỉ ở lại Thiên Trạch một ngày, ngày hôm sau trở đã về Bắc Kinh. Hà Tường cũng không còn tâm trí giữ cô lại, bởi vì sự tình ở huyện Bào Mã sắp dẫn đến một loạt rung chuyển, hắn phải chú ý thật kỹ. Tổ điều tra liên hợp đã xuống huyện, lần này tổ điều tra liên hợp chỉ điều tra vấn đề huyện Bào Mã làm giả báo cáo tuyên truyền câu chuyện của nhân vật, cùng với việc phòng công an huyện Bào Mã bao che hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của bọn tội phạm buôn ma túy, vi phạm cùng một nơi, dường như đã bị người ta quên đi. Chương 980, phản kích rồi. Lịch Phi vừa lên nhậm chức, đã bận tối mắt tối mũi, liên tục đi cùng với Lưu Phong Thanh tới huyện Bào Mã, ngay cả thời gian gặp Hà Tường để nói chuyện còn không có. Tuy nhiên Lịch Phi hứng thú vô cùng, vừa đến đã có một vụ án cần điều tra, là cơ hội tốt để lập công. Mà điều không ai biết đến là, ngay tại tổ điều tra ở huyện Bào Mã điều tra hết sức dùng beng, Cổ Vân Phong đi vào văn phòng của thị trưởng Hạ, sau khi được thị trưởng Hạ trực tiếp giảng dạy cách xử lý phù hợp với tình thế khách quan, lập tức lên mạng liên hệ với một người. Tuy nhiên điều Hạ Tưởng thật không ngờ chính là, bản tính căm thù những kẻ ác, bảo vệ lẽ phải cũng có trong xương cốt của Dương Kiếm. Tuy rằng sau khi hắn nhận được tinh thần chỉ thị của Mai Thái Bình, ngoài mặt thì đáp ứng không hỏi thêm đến vấn đề việc vi phạm quy định đất đai, nhưng lại âm thầm hành động ở phía sau. Bởi vì hắn cho rằng hiện tại đã đến thời cơ, bởi vì huyện Bào Mã phải ứng đối cảnh điều tra buôn lậu thuốc phiện, khẳng định không chú ý đến vấn đề phòng bị vi phạm quy định đất đai, hắn thừa cơ nhảy vào, lại lấy được các chứng cứ xác thực, liền có khả năng gỡ bỏ toàn bộ máy của huyện Bào Mã. Mục đích của Dương Kiếm rất rõ ràng, không bắt Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng, thì khó mà gỡ bỏ được mối hận trong lòng y. Chủ yếu là Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng bản thân có vấn đề, người khác thì lên khỏi nước mới thấy hai chân đầy bùn, sau lưng họ rõ ràng là đều có thế lực chống đỡ. Nếu để những người như vậy nắm quyền điều hành thì đây chính là sự sỉ nhục của thành phố Thiên Trạch. Dương Kiếm cũng nói không rõ trong sự căm phẫn của y, có bao nhiêu xuất phát từ công tâm. Có bao nhiêu xuất phát từ lòng thù hận cá nhân, có điều, cho dù xuất phát từ góc độ nào nào, y cũng theo đường lối dẹp trừ Biện Hữu Thủy để đem lại cuộc sống tốt đẹp cho người dân. Sau khi tổ điều tra tới huyện Bào Mã, việc đầu tiên là toàn diện triển khai công việc, bởi vì người dẫn đầu là người Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng không thân, thậm chí còn không biết mặt, Biện Hữu Thủy tự nhủ thầm, biết thực lực quá lớn, muốn tránh cũng khó tránh được. Một người chỉ cần có điểm xuất phát tự mình cho là chính xác, thì sẽ có thể làm ra việc điên cuồng. Lưu Phong Thanh y cũng không quen, Lịch Phi càng không biết, chủ lực của tổ điều tra đều là những gương mặt mới toanh, Biện Hữu Thủy hiểu ra một việc là, mặc kệ có phải bí thư Trần đã không khống chế được cục diện hay không, hay là thị trưởng Hạ quá mạnh mẽ hoặc là Bùi Nhất Phong chẳng qua chỉ là cỏ cây lót dưới đường, tình hình trước mắt chính là, phải phân rõ giới hạn với Hà Trạch Lâm. Hà Trạch Lâm giữ không được nữa rồi. Sự lựa chọn duy nhất lúc này là phải biết hy sinh cái nhỏ bảo vệ cái lớn. Tổ điều tra không ở tại nhà khách huyện ủy, mà đến ở tại nhà khách của doanh nghiệp đối ngoại Đông Y Thiên Trạch, hành động này mang thâm ý sâu sắc. Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng tự mình ra mặt tiếp đãi tổ điều tra, đây là bữa tiệc tiếp đón tất yếu. Lưu Phong Thanh và Lịch Phi cũng đến không từ chối, đều có mặt đông đủ, còn vui vẻ dự tiệc, cười nói rôm rả, ăn uống hả hê. Và quan trọng là không nhắc đến việc chính trong suốt buổi tiệc. Cục trưởng Công an Hà Trạch Lâm không đến dự tiệc, để tránh bị nghi ngờ, hiện tại y đã bị huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện tạm dừng công tác. Lưu Phong Thanh cũng rất khâm phục thủ đoạn của Biện Hữu Thủy, trước tiên đã tạo ra phản ứng, hoàn toàn không có cảm xúc mâu thuẫn nào đối với tổ điều tra,
bày ra những thái độ nhiệt liệt hoan nghênh và vô cùng phối hợp, ít nhất về mặt ngoài tổ điều tra sẽ không tìm thấy những tật xấu nào, mà đã tạo được ấn tượng tốt đẹp với họ. Quan trường toàn những kẻ lõi đời, làm việc cay độc, cẩn thận, có tâm kế, nếu không ngoài dự đoán, công việc điều tra của tổ điều tra chắc sẽ không chịu nhiều rào cản lớn, bởi vì bên trong huyện Bào Mã phỏng chừng đã đạt thành hiệp nghị, Hà Trạch Lâm sẽ không dựa thế hiểm ngoan cố chống lại, y muốn trở thành tấm bia chắn. Lịch Phi mới đến, chỉ đứng im quan sát không lên tiếng, Biện Hữu Thủy nói gì y nghe nấy, Lưu Phong Thanh nói thế nào thì y làm theo thế nấy, bộ dáng của người hiền lành. Tổ điều tra do Lưu Phong Thanh đứng đầu, cứ để Lưu Phong Thanh xung phong, còn y nhân cơ hội làm việc. Rất nhiều người ở huyện Bào Mã cho rằng một khi tổ điều tra đến đây, chắc chắn sẽ duy trì một khoảng cách nhất định với ban lãnh đạo huyện ủy, không ngờ rằng họ còn nhận được lời mời dự tiệc ở huyện. Hành động này khiến không ít người thở phào nhẹ nhõm, không chừng tổ điều tra này cũng giống như tổ điều tra lần trước, đầu voi đuôi chuột, rốt cuộc chỉ là ăn uống no nê, rồi nhận chút lót tay ra về. Có lẽ vì thế nên không ai biết được, sau khi buổi yến tiệc kết thúc, Lưu Nhất Cửu âm thầm tiến vào nhà khách của tổ điều tra, sau đó còn tiến hành hội đàm với Lưu Phong Thanh, Lịch Phi. Cùng lúc đó, ở một địa điểm bí mật, hai người Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng cũng bí mật ở cùng nhau, đang làm công tác của Hà Trạch Lâm. Trạch Lâm, giấy không bọc được lửa, hiện tại Lô Thắng đang ở trong tay Lưu Nhất Cửu, Đỗ Bất Tam cũng bị Lưu Nhất Cửu bắt. Lúc này anh phải đứng ở trên cái nhìn toàn cục mà suy xét vấn đề, chứng cứ cần xác thực rõ ràng, anh có muốn chống chế cũng không được. Nhưng một mình anh gánh vác, toàn bộ huyện Bào Mã này đều nhớ kỹ việc tốt của anh. Khả năng làm công tác tư tưởng của Biện Hữu Thủy đã đạt đến trình độ cao. Hà Trạch Lâm cúi đầu không nói lời nào, không ngừng hút thuốc, ném một đống tàn thuốc trên nền nhà. Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng đồng thời ra mặt, đại biểu chính là cơ quan đảng và chính quyền. Là tổ chức đứng ra nói chuyện, cho dù không đồng ý, về sau cũng không nhận được sự trọng dụng của tổ chức, Hà Trạch Lâm cũng hiểu rõ hiện tại bản thân y khó bảo toàn, lại liên quan đến thuốc phiện là không có con đường sống. Nhưng có thể đưa ra thêm một điều kiện, lúc trước hắn theo kẻ buôn ma túy đứng ra tiếp nhận những đồng tiền bất chính kia, đã nghĩ đến sẽ có một ngày sống trong tù tội. Nhưng thật không ngờ lại nhanh như vậy, y còn tưởng có thể ung dung trốn ra nước ngoài. Không đáp ứng cũng đã không đáp ứng rồi, điều quan trọng là Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng không có uy hiếp y, lại không nói ra điều kiện trao đổi gì, chỉ có điều lúc nào cũng hối thúc y phải lấy đại cục làm trọng, muốn làm gì cũng cần nghĩ đến mấy trăm nghìn dân ở huyện Bào Mã này, khiến cho y có cảm tưởng mình đang gánh vác sứ mệnh cao cả. Tôi biết mình cần nói những gì, và không nên nói những gì, Bí Thư Biện, Chủ tịch huyện Trương, cảm ơn hai vị lãnh đạo lúc nào cũng chiếu cố và ưu ái đến tôi. Tội lỗi này của tôi chỉ có ngày vào mà không có ngày ra, còn liên lụy đến người nhà, xin hai vị thay tôi giúp đỡ cho họ, cho dù tôi có chết, cũng không quên ơn này. Biện Hữu Thủy nước mắt chảy thành dòng nói. Trạch Lâm, đừng nói những lời đau lòng như vậy, không đến nỗi như anh nghĩ đâu, tôi và Hòa Hưng đều đang nghĩ cách giúp cho anh, Bí Thư Thành ủy Trần, Cục trưởng Cục Công an thành phố Bùi, còn có chủ nhiệm Bì. Đều lên tiếng sẽ giúp đỡ chúng ta, biết đâu sự việc sẽ có chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn. Từ trong phòng đi ra, Biện Hữu Thủy lập tức lau nước mắt, sắc mặt y thay đổi cực nhanh, ẩn trong bóng đêm, có chút dữ tợn đến ghê người. Y ném mạnh tàn thuốc đang cầm trong tay xuống mặt đất, dùng chân chà nát nó. Thế nào, có tư liệu chưa? Vấn đề không lớn, chỉ cần một mình Hà Trạch Lâm đứng ra chịu trách nhiệm, tài liệu của chúng ta một khi giao lên trên, thì y chết chắc rồi. Cho dù y muốn lật ngược khẩu cung cũng không kịp nữa rồi. Ánh đèn đường chiếu lên làm sắc mặt của Trương Hòa Hưng có chút xanh ra, y liên tục liếc nhìn tứ phía xem có bị ai phát giác hay không. Huyện Bào Mã sao đảo lộn nổi trời đất. Biện Hữu Thủy hầm hầm đưa chân đá vào cái cây bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi. Tụi khốn đó muốn dằn mặt tôi, tưởng tôi dễ bị ăn hiếp đến vậy ư. Nếu không bảo vệ tôi, cùng lắm thì cùng hết đời, xem ai sợ ai chứ. Trương Hòa Hưng thấy vậy không khỏi rùng mình, không biết là do cái xe lạnh của tháng 3 hay vì những lời nói của Biện Hữu Thủy làm y run rẩy. Sau khi trở về, Biện Hữu Thủy càng nghĩ càng cảm thấy chán trường, bèn gọi điện thoại cho Trần Khiết Văn. Bí thư Trần, Hữu Thủy, đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi điện cho tôi. Còn nữa, không có gì thì đừng nói đến thành ủy báo cáo công việc. Giọng điệu của Trần Khiết Văn không thoải mái. Công việc của cô dạo này không thuận lợi, lúc nào cũng thấy bực bội trong lòng.
anh cũng đừng quá lo, cháy nhà cũng chưa chắc lan tới nhà của anh, nhiều lắm cũng là Hà Trạch Lâm ngã ngựa, thực tại không được thì xử phạt một phó chủ tịch huyện chủ quản, huyện Bào Mã không đảo lộn nổi trời đất. Vừa rồi lão Bì có gọi điện thoại đến đây, bảo rằng ngày mai anh ta sẽ tới. Việc Bì Bất Hưu trở về đương nhiên là chuyện tốt, Biện Hữu Thủy cũng thấy yên tâm đôi chút, tạm thời y không làm phiền đến Trần Khiết Văn, nhỏ giọng nói. Chủ yếu là hiện giờ không rõ thái độ cục trưởng Bùi, lập trường của ông ấy có ảnh hưởng quan trọng đến. Sự đung đưa bất động của Bùi Nhất Phong cũng khiến Trần Khiết Văn vô cùng căm tức, nhưng lại không tiện nói ra, cũng bởi vì cô không thể thẳng thắn nói với Bùi Nhất Phong, bảo y tìm mọi cách gây trở ngại cho việc điều tra của tổ điều tra. Có rất nhiều chuyện trên chốn quan trường là phải dựa vào sự ký kết ngầm chứ không phải dựa vào lời nói rõ ràng, hơn nữa có những lời không thể nói ra, ai mà biết được có bị kẻ khác ghi âm hay không. Những điều cấm kỵ này đối với một người có thâm niên nửa đời lăn lộn trong chốn quan trường như Trần Khiết Văn đều rất rõ, có những lời, có chết cũng đem chôn cùng xuống mồ, nếu không cho dù có chết cũng khó mà chết cho tử tế, chết cũng bất an trong lòng. Đừng lo cho người khác, cứ lo việc của mình cho tốt đi. Trần Khiết Văn không bằng lòng việc nhắc đến Bùi Nhất Phong. Chỉ cần việc vi phạm quy định đất đai không làm to ra, thì vị trí của anh vẫn khó mà lung lai. Phương diện Đông Y Thiên Trạch, có vấn đề gì không? Không vấn đề gì, đã ra quyết định xong cả rồi. Hiện tại một khi tra xét việc vi phạm đất đai, sẽ động tới ích lợi của Đông Y Thiên Trạch, sau đó nhà họ Khâu đứng ngồi không yên. Biện Hữu Thủy đã sớm âm thầm bố trí xong tất cả mọi thứ. Đem vụ việc vi phạm quy định đất đai liên kết chặt với ích lợi Khâu ra, có thể nói đây là hành động mượn tay ném đá vô cùng hữu hiệu. Một đêm trong huyện Bào Mã, là một đêm không ngủ, có vô số cuộc gặp gỡ bí mật và vô số cuộc điện thoại gọi đi. Điều kỳ quái chính là, giữa đêm hôm bỗng nhiên nổi lên một trận gió to, nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, khiến cho không ít người ở huyện Bào Mã đều bị cảm lạnh, cái rét tháng 3 thật khó lường. Sáng sớm hôm sau, Bì Bất Hưu vội vàng từ Bắc Kinh trở về Thiên Trạch. Vừa đặt chân đến đã được mời dự họp khẩn cấp cán bộ trung tầng trở lên của Ủy ban Kỷ luật, đầu tiên là truyền đạt tinh thần văn kiện mới nhất từ Ủy ban Kỷ luật tỉnh, biểu hiện của hắn không phải nhàn rỗi quá nên không có việc gì làm, mà dành thời gian để đào sâu tìm hiểu tinh thần của văn kiện này, sau đó với vẻ mãnh liệt mà tỏ vẻ bất mãn đối với những người có hành vi dối trên lừa dưới. Chỉ ra Ủy ban Kỷ luật của Ủy ban Kỷ luật thành phố đầu tiên là thành ủy, tiếp theo là Ủy ban Kỷ luật của chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật. Không phải là Ủy ban Kỷ luật chuyên lợi dụng việc công để trả thù cá nhân cá biệt. Bì Bất Hưu không điểm danh, thế nhưng ai cũng biết rõ người y muốn ám chỉ là ai. Phải thừa nhận, lời nói của Bì Bất Hưu còn tạo ra tác dụng kinh sợ, dù sao y cũng nắm giữ ở Ủy ban Kỷ luật được vài năm rồi, không ít người thuộc cấp trung đứng về phía y. Nhưng trên cơ bản từ sau khi sự kiện lần trước, danh tiếng của y đã bị giảm tới mức thấp nhất. Danh tiếng bị rơi xuống thấp, nhưng quyền lực vẫn còn tồn tại, dù sao y mới là nhân vật số một thực sự trong Ủy ban Kỷ luật. Sau khi Bì Bất Hưu họp xong, lại triệu tập vài vị thân tín phân chia hành động, cụ thể họ bàn tính chuyện gì, không ai biết, nhưng ai đều có thể đoán được, khẳng định dù việc gì đi nữa cũng không ngoài hai phương diện, một là hạn chế quyền lực trong tay Lưu Phong Thanh. Thứ hai là chuẩn bị chỗ lùi, gây khó dễ cho Lưu Phong Thanh. Ai ai cũng biết rõ cách đối nhân xử thế của Bì Bất Hưu, tính toán chi ly, nắm hết quyền hành. Lưu Phong Thanh thừa dịp hắn không nhắc lại bản án cũ, vụ án Lý Vệ ở Ủy ban Kỷ luật thành phố không ai là không biết, biết rằng lúc ấy nhờ Bì Bất Hưu ra tay dập tắt vụ việc này, rõ ràng là không nể mặt y, không tôn trọng quyền uy của y trong Ủy ban Kỷ luật này. Bì Bất Hưu có thể chịu để yên mới là lạ. Chương 981, lo lắng. Nếu nói theo việc Bì Bất Hưu trở về, không khí trong thành ủy Thiên Trạch không có sự biến đổi rõ ràng, thì ngay lập tức truyền đến một tin, nhanh chóng khiến không khí ở thành ủy Thiên Trạch có sự biến hóa vô cùng tinh tế. Hứa Phạm Hoa chính thức đệ trình đơn xin chuyển công tác lên tỉnh ủy. Tỉnh ủy đã phê chuẩn, hơn nữa người nhậm chức phó thị trưởng ủy viên thường vụ mới đã được xác định là Chiến Kính Bằng. Người biết lai lịch của Chiến Kính Bằng không khỏi có nhiều suy đoán. Thái tử Đảng, Đoàn Hệ, bạn trai của Kim Nhan Chiếu, không, nghe nói đã là vị hôn phu, một con người mang quá nhiều thân phận trên mình như y, một khi đặt chân đến thành phố Thiên Trạch, chắc chắn sẽ không một lòng với thị trưởng Hạ. Nếu còn có người hiểu rõ nội tình bên trong, càng không xem trọng quan hệ giữa thị trưởng Hạ và Chiến Kính Bằng, không nói đến những chuyện xấu giữa Kim Nhan Chiếu và thị trưởng Hạ Tùng bị đồn ra ngoài, mà chính là mối quan hệ tốt đẹp giữa Chiến Kính Bằng và Bạch Chiến Mặc.
lập tức khiến cho nhiều người lo lắng bộ máy chính quyền vừa được thị trưởng Hạ nắm toàn cục trong tay liệu có tiếp tục ổn định được nữa hay không. Nạn cũ chưa qua, nạn mới đã đến. So với Hứa Phàm Hoa, hậu đài của Chiến Kính Bằng mạnh hơn rất nhiều, y tuổi trẻ, thực lực tương xứng với thị trưởng Hạ, y đến Thiên Trạch, khẳng định sẽ thay đổi cục diện trước mắt của Thiên Trạch. Nếu y nghiêng về phía Trần Khiết Văn, bí thư Trần có hy vọng trong mấy lần thất bại vừa rồi chuyển bại thành thắng, thậm chí còn có thể chiếm giữ lợi thế. So sánh với hậu đài không mấy hùng mạnh của Hứa Phàm Hoa, Chiến Kính Bằng quả thật xứng đáng với cái tên Thái tử Đảng, hơn nữa cha của y là Chiến Định Toàn ủy viên Bộ Chính trị, bí thư tỉnh ủy Động Đình, nghe nói sau khi mãn khóa có khả năng tới Bắc Kinh đảm nhiệm chức vụ trọng yếu hơn. Lai lịch phi phàm, Chiến Định Toàn nghe nói giành được sự tán thưởng của người cao nhất. Tin tức vừa mới truyền ra, mọi người trong thành phố Thiên Trạch không ngừng tiếng bàn tán xôn cao, không khí cũng tinh tế hơn rất nhiều. Sau khi Hạ Tưởng hay tin còn có chút buồn bực, Hứa Phàm Hoa làm sao đã thông suốt vậy rồi, thời gian chưa tới đã vội chủ động đề xuất chuyển công tác. Chỉ sợ là có người đứng say bày mưu tính kế. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, và quyết định gọi điện thoại. Phó Bí Thư Mai, đồng chí Hứa Phàm Hoa là một đồng chí trẻ trung khỏe mạnh, đồng chí ấy đi khỏi Thiên Trạch, có thể nói là tổn thất lớn cho thành phố Thiên Trạch. Tuy nhiên nếu như đồng chí ấy có thể thăng quan tiến chức ở nơi khác, thì cũng đáng mừng. Mặc kệ như thế nào, việc tỏ ra khách sáo vẫn không thể thiếu. Mai Thái Bình cười ha hả. Nói vậy cũng phải, trước khi đồng chí Phàm Hoa đề đơn xin chuyển công tác, Bộ Giao thông đã trình đơn xin phép tỉnh ủy điều tạm đồng chí Hứa Phàm Hoa. Sau này hai phía sáp nhập lại, không còn việc mượn qua mượn lại nữa, mà có việc gì chỉ cần trực tiếp điều sang là được. Hóa ra là có âm mưu từ trước, phỏng chừng Hứa Phàm Hoa tới trường Đảng Trung ương không lâu, ngay lập tức có người chăm chăm vào cái ghế trống của y sau khi y bị điều đi. Nhưng việc đưa Chiến Kính Bằng đến Thiên Trạch, có thâm ý gì phía sau? Thiên Trạch cũng không phải là nơi quá tốt đẹp gì. Hơn nữa nếu nói Chiến Kính Bằng đến Thiên Trạch chẳng qua chỉ là muốn tìm lấy vài chiến tích, một phó thị trưởng ủy viên thường vụ cũng không phải có quyền lực gì to lớn. Theo cách nói của bát quái thì là vì Kim Nhan Chiếu, Hạ Tưởng mới không được tin tưởng, những người làm chính trị sẽ tuyệt đối không bao giờ vì một người con gái mà đâm đầu vào việc ngốc nghếch nào đó dính dáng đến chính trị. Chiến Kính Bằng tuy rằng còn trẻ, nhưng chưa đến mức phải đến Thiên Trạch, Bắc Kinh là đường rộng đất lớn ai cũng muốn hướng tới, là nơi có nhiều cơ hội để lựa chọn, đến Thiên Trạch, chắc là còn có dụng ý gì khác. Chiến Kính Bằng đảm nhiệm chức trưởng phòng tổng hợp, Cục Quốc lộ, Bộ Giao thông Vận tải, là một cán bộ cấp cục trưởng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, một bước bước tới phó giám đốc sở, lại là phó thị trưởng ủy viên thường vụ, có thể nói là bước tiến không nhỏ. Hơn nữa năm nay y mới 33 tuổi. So với Hạ Tưởng chỉ lớn hơn 2 tuổi, chắc chắn còn có ẩn ý phía sau. Dường như là có người không muốn Hạ Tưởng ở thành ủy Thiên Trạch vì hắn còn quá trẻ. Tôi đại diện thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, hoan nghênh Chiến Kính Bằng đến công tác tại thành phố Thiên Trạch, và ủng hộ quyết định của tỉnh ủy. Hạ Tưởng cất tiếng khách khí theo kiểu quan chức chính trị. Tuy nhiên quyết định của tỉnh ủy quá đột ngột, trước đó cũng không trưng cầu ý kiến thành ủy Thiên Trạch. Nếu nói theo cách bình thường, một ủy viên thường vụ thành ủy mới đến nhậm chức, trước đó tỉnh ủy đều sẽ trưng cầu sơ qua ý kiến thành ủy địa phương, cho dù chỉ là tạm thời, cũng phải đến chào hỏi bí thư, thị trưởng trước. Đương nhiên trên nguyên tắc thì phải làm là như thế, nhưng việc gì cũng có trường hợp đặc biệt xảy ra. Chuyện không cần trưng cầu ý kiến địa phương, trực tiếp được bổ nhiệm vẫn thường xảy ra. Trình tự nên đi hay là phải đi, chẳng phải vẫn chưa đến lúc đó sao? Tự nhiên Mai Thái Bình hiểu được ý tứ của Hạ Tưởng, ông liền ha hả mỉm cười. Muốn hỏi cái gì cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo trước mặt tôi làm gì. Hạ Tưởng cũng cười. Phó Bí Thư Mai thật tinh ý. Mai Thái Bình thấy buồn cười.